MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Thiên Kiêu tập 76. Thiên khung xanh thẳm, vạn lý không mây. Lâm Tầm đạc bộ hư không, Y Sam phần phật, phiêu nhiên xuất trần. Sau 4 năm, lại một lần nữa trở về Ly Hòa cảnh, cảm thụ được trong thiên địa tràn ngập linh khí nồng nặc, Lâm Tầm cũng không khỏi một trận hoảng hốt. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khôi phục giếng cổ không dao động. Triệu Cảnh Huyên hôm nay lấy Lục Đạo Phong Thần Ấn, Tự Phong Thần Hồn, bị vây trong một loại kỳ diệu trầm miên, cũng không tính mệnh phần yêu, điều này làm cho Lâm Tầm yên tâm không ít. Bởi vì năm đó Hạ Chí cũng từng như vậy trầm miên qua, chỉ bất quá hôm nay đổi thành Triệu Cảnh Huyên. Chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ đợi được ngươi tỉnh lại. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Trong Vô Tự Bảo Tháp, Triệu Cảnh Huyên an tĩnh nằm ở nhất phương ngọc thạch mài mà thành ngọc trên đài, thon dài trắng nõn hai tay khoanh vây quanh đến Cửu Long Bảo Đỉnh. Nàng chân mày to như mực, ngũ quan như cửu chi mỹ ngọc tạo hình mà thành, tinh xảo mà trong suốt, khuôn mặt hơi lộ ra gầy, lại có vẻ bộc phát thanh lệ, môi anh đào nhẹ mân, thần sắc an tường yên tĩnh. Cũng không biết là nghe được lòng Lâm Tầm hay không, mà tại khóe mắt nàng có một giọt thanh lệ lặng yên chảy xuống, bốc hơi lên. Đào Hiếu, xin hỏi Vấn Huyền kiếm trai thế lực chiếm giữ ở đâu, một tòa danh sơn phúc địa. Trên đường, Lâm Tầm đụng phải một đám người tu đạo đang ở hái linh dược. Không chập sơn, đi theo hướng đông ước chừng 13,000 dặm lộ trình. Đa tạ. Đạt được xác định trả lời thuyết phục, Lâm Tầm gật đầu chí tạ, thân ảnh lóe lên, liền cướp không đi. Sau 4 năm, thượng cửu cảnh chung từ lâu trở nên hoàn toàn bất đồng, Lâm Tầm dự định đi trước Vấn Huyền kiếm trai, đi tìm Kỳ Tinh Giao, cố vấn một sự tình. Đồng thời, cũng tìm hiểu một chút lão các hạ lạc. Ta thế nào cảm giác tên kia rất giống một người. Trong người tu đạo hái thuốc kia, một người nghi hoặc lên tiếng. Ai? Lâm Ma Thần. Này ba chữ vừa ra, giữa sân nhất thời một mảnh yên lặng, cái tước hiệu này, đại biểu cho một vị từng danh khắp thiên hạ tàn nhẫn. Nhưng chợt, giữa sân liền vang lên mỉm cười thanh. Đừng làm rộn, Lâm Ma Thần 4 năm trước đã chết. Người nọ nếu là Lâm Ma Thần, khiến ta ăn thì đều được. Những người khác cũng vui vẻ, cười to không ngớt. Chỉ có một người hãy còn nghi hoặc, lẩm bẩm nói, thế nhưng, người nọ thực sự rất giống Lâm Ma Thần à. Không chập sơn, một trong Ly Hòa cảnh danh sơn phúc địa nổi danh nhất. Tự thượng cửu cảnh mở ra, núi này đã bị Vấn Huyền kiếm trai chiếm, mặc dù trải qua mấy năm chiến hỏa trùng kích, nhưng không chập sơn như trước điều khiển tại trong tay Vấn Huyền kiếm trai. Nhưng gần nhất, Vấn Huyền kiếm trai tình cảnh lại có chút khẩn trương. Đây đã là ta lần thứ ba tới, Mạc huynh, Kỳ cô nương, cái gọi là quá tam ba bận, còn thỉnh không để cho ta khó xử. Không chập sơn thượng, một tòa rộng lớn đền trung, Trầm Quân Phong khoanh chân ngồi ở công văn, nhìn đối diện Mạc Thiên Hà, Kỳ Tinh Giao cùng một đám Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân, chau mày. Đại điện bầu không khí nặng nề. Bao quát Mạc Thiên Hà, Kỳ Tinh Giao ở bên trong mọi người, sắc mặt đều có vẻ rất âm trầm, trong lòng lại là tức giận trầm trọng. Trầm Quân Phong, một vị xuất thân huyền minh thần phủ cổ đại quái thai, thiên phú dị run sợ, nội tình cường đại. Có thể chính là như vậy một vị thiên kiêu nhân vật, từ lúc năm ngoái, quy thuận ở tại Minh Thổ, trong trận doanh, đứng hàng Minh Thổ thập nhị chiến tướng. Minh Thổ cái thế lực này, là ở 4 năm trước xuất hiện, do từ thần minh trên tế đàn xuất thế nhân vật thần bí Minh Tử làm tổ kiến. 4 năm, Minh Thổ tại Minh Tử mang đến xuống, cường thế quật khởi, hôm nay đã Ly Hòa cảnh chung đủ để đứng hàng đệ nhất quái vật lớn. Dưới trướng thập nhị chiến tướng, 36 hộ pháp, cùng với một đám phụ thuộc dưới trướng đại thế lực nhỏ truyền nhân, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Mặc dù tại phóng nhãn cả cửu cảnh, Minh Thổ cũng là thanh danh lừng lẫy, đủ để lệnh bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường. Nguyên bản, cái này không có quan hệ gì với Vấn Huyền kiếm trai. Có thể tại trước đó không lâu, Trầm Quân Phong lại tự mình tìm tới cửa, đại biểu Minh Tử ý chí, muốn chiêu hàng Vấn Huyền kiếm trai, quy thuận với Minh Thổ. Cái này tự nhiên bị Kỳ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà bọn họ không chút do dự cự tuyệt. Làm Tây Hằng giới đạo thứ nhất thống đi ra truyền nhân, bọn họ đâu có thể sẽ cam tâm đành phải tại Minh Thổ trong trận doanh. Nhưng Trầm Quân Phong cũng không nổi giận, lần thứ hai đến đây, đồng ý không ít mê người vô cùng chỗ tốt, đồng thời không giấu vết điểm mệnh, như Vấn Huyền kiếm trai một mặt cự tuyệt. Chỉ sợ sẽ bị Minh Thổ coi là cái đinh trong mắt, sau này tình cảnh kham yêu. Bất quá, Kỳ Tinh Giao như trước kiên quyết cự tuyệt. Việc này, căn bản không có chừa chỗ thương lượng. Mà lần này,
là Trầm Quân Phong lần thứ ba đến đây, đồng thời trực tiếp ngả bài, sự bất quá tam, phải dành cho việc này một cái đoạn. Trầm Quân Phong, thua thiệt ngươi cũng là một vị số được thượng hào nhân vật, hôm nay lại cam nguyện hành động người khác nanh vuốt tay sai, làm người ta thất vọng. Kỳ Tinh Giao thanh âm vắng lặng. Kỳ cô nương, đó là ngươi không hiểu Minh Tử Điện Hạ nội tình, đi theo Kỳ phía sau, đủ để thu được không tưởng được tạo hóa hòa hảo chỗ. Trầm Quân Phong hồn nhiên không thèm để ý Kỳ Tinh Giao trong giọng nói trào phúng, bình tĩnh nói, đồng thời, tại hôm nay thượng cửu cảnh chung, cạnh tranh bộc phát tàn khốc, cũng chỉ có cùng Minh Tử Điện Hạ cùng nhau đồng tiến cùng lui, có thể khả năng có tiếp tục quật khởi hy vọng. Dừng một chút, Trầm Quân Phong tiếp tục nói, ca nhỏ tiểu tôm, là đã định trước tồn sống không được, nói vậy chư vị cũng rõ ràng, hôm nay thượng cửu cảnh chung, rất nhiều thực lực không đủ thế lực đều sớm bị bất đồng bá chủ thế lực chiếm đoạt, chư vị nghĩ, bằng vấn huyền kiếm trai thực lực hôm nay, có thể không đếm xỉa đến sao? Một phen mà nói, lệnh đại điện bầu không khí bộc phát yên lặng cùng áp lực. Phanh! Mạc Thiên Hà một cái tát mang trước người công văn chụp toái, sắc mặt lạnh như băng nói, Trầm Quân Phong, thua thiệt ta dĩ vãng còn nghĩ ngươi cho rằng chi kỷ, ai có thể nghĩ, ngươi bây giờ lại cư nhiên trở nên như vậy vô sỉ, nói cho ngươi biết, ngươi ưa thích cho người khác làm cậu, ta có thể không có hứng thú. Trong sát na, trong lòng mọi người run lên. Đã thấy Trầm Quân Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, mặt không chút thay đổi nói, Mạc huynh, nếu không phải coi ngươi là bằng hữu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ liên tục ba lần chạy tới khuyên bảo. Bộ mặt đều là tự mình tranh thủ, ngươi như minh ngoan bất linh, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, cái này không chập sơn sẽ đổi chủ. Cái này coi như là triệt để xé rách mặt. Thoáng cái, đang ngồi vấn huyền kiếm trai truyền nhân đều ngồi không yên, sắc mặt biến đổi bất định. Nói cách khác, nếu ta môn hôm nay cự tuyệt nữa, ngươi sẽ cùng chúng ta trở mặt thành thù. Kỳ Tinh Giao hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi. Trầm Quân Phong lúc này lại than khẽ, nói thực không dám đấu giếm, tại đây không chập sơn phụ cận, đã bị ta minh thổ lực lượng khống chế, như chư vị không cho tại hạ một người hài lòng trả lời thuyết phục, nơi đây có thể sẽ có huyết quang tai ương. Một câu nói, như một cổ hàn lưu, làm cả đại điện bầu không khí trong nháy mắt đông lại, mọi người hô hấp đều là ngừng một lát, triệt để biến sắc. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Trầm Quân Phong lần này lại đến có chuẩn bị. Khinh người quá đáng. Mạc Thiên Hà nổi giận, hàm răng đều thiếu chút nữa cắn. Mạc huynh, còn xin bớt giận, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi biện pháp, huống chi, ta cũng chỉ là phụng mệnh đi sự, mong rằng không để cho ta khó xử. Trầm Quân Phong rất chấn định, cử chỉ thong dong, một bộ ổn làm nắm chắc thắng lợi tư thế. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi trừ, Kỳ Tinh Giao đạo. Trầm Quân Phong mỉm cười, ta nếu dám đến, ngươi nghĩ có thể không lo lắng đến điểm này sao, chư vị, vẫn là câu nói kia, ta là rất không hy vọng cùng chư vị là địch. Kỳ Tinh Giao trầm mặc, ngọc dung sáng tắt bất định. Mà Mạc Thiên Hà đám người thì hận đến ánh mắt đều thẳng muốn sung huyết, căn bản không nghĩ tới, bọn họ vẫn huyền kiếm trai lại cũng có bị người như vậy hiếp bước một ngày. Đơn giản là khinh người quá đáng. Lần này, ta minh thổ cộng thêm ta ở bên trong, tổng cộng lại 4 vị chiến tướng cùng 8 vị hộ pháp xuất động, nếu là dùng sức mạnh, không ra một khắc đồng hồ, đủ để chiếm đoạt nơi đây. Trầm Quân Phong mở miệng lần nữa, trong lời nói nội dung làm người ta cực sợ, cho nên, xin hãy chư vị nghĩ lại, nghìn vạn khác xung động, tống táng vấn huyền kiếm trai tại tuyệt điên chi vực trung hương khói. Đại điện bầu không khí bộc phát yên lặng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân tại đại điện bên ngoài vang lên, người còn chưa tới, một đạo kinh hoàng thanh âm đã vang lên, Trầm sư huynh, ngài. Có thể không thể đi ra một chút. Là Duẫn Tuyết, giống như Trầm Quân Phong đến từ huyền minh thần điện. Lúc đầu, từng cùng Lâm Tầm bọn họ cùng nhau đi trước Minh Hà cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Trầm Quân Phong nhướng mày, nói chuyện gì? Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà chờ ánh mắt của người cũng bị hấp dẫn tới, nhạy cảm nhận thấy được, Duẫn Tuyết thời khắc này thần sắc, đúng là có một loại không nói ra được kinh hoàng cùng hoảng hốt, giống tựa như gặp không cách nào hiểu sự tình. Cái này, Duẫn Tuyết có chút chần chờ. Cứ nói đừng ngại. Trầm Quân Phong mặt không chút thay đổi nói, mắt thấy hắn đã đem triệt để kinh sợ Mạc Thiên Hà đám người, có thể thu hoạch thành quả thắng lợi, lại bị Duẫn Tuyết ngắt lời, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Duẫn Tuyết ngọc dung âm tình bất định, thanh âm khổ sở chung mang theo một loại hoảng hốt, Lâm. Lâm Tầm đạo hữu tới. Trầm Quân Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả người cứng đờ, trong tay mới vừa bưng lên chén rượu run lên, mùi thơm nồng nặc rượu rơi. Có thể hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra, mà là kinh ngạc nói, ngươi nói ai? Kỳ Tinh Giao bọn hắn cũng đều trinh nhiên, 4 năm, về tên Lâm Tầm, đã rất ít bị người nhắc tới, nhưng bây giờ, Duẫn Tuyết lại nói Lâm Tầm tới, cái này. Làm sao có thể?
Doãn Tuyết thần sắc cũng hoảng hốt không gì sánh được, bị Trầm Quân Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng phải nhắm mắt nói là Lâm Tầm đạo hữu, hắn còn sống. Rầm. Trầm Quân Phong trước người công văn chợt bị phủ định, chén rượu cùng cái chén rơi đầy đất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm, khiển trách chuyện phiếm. 4 năm trước, hắn cũng đã là một cái người chết, sao có thể còn gặp phải. Doãn Tuyết cả người run run một cái, nói có thể đây là thật, hắn hôm nay ngay chân núi, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Điều đó không có khả năng. Trầm Quân Phong quả quyết nói, trong lòng có một loại không nói ra được phiền táo, không có nữa trước chấn định cùng tự nhiên. 4 năm trước, hắn từng tại thần minh trên tế đàn chính mắt thấy, Lâm Tầm là như thế nào đại phát thần uy, mang minh tử lay động lui. Đối với này người, nội tâm hắn có vô cùng kiêng kỵ. Có thể lại căn bản không nghĩ tới, tại đây chờ thời điểm, lại cư nhiên lần thứ hai nghe được người này tin tức, đồng thời còn sống. Cái này đâu có thể nào. Lúc này, Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà bọn hắn cũng đều một trận kinh nghi bất định, lẽ nào Lâm Tầm thực sự không chết? Nếu thật như vậy, đây chính là một cái tin tức tốt. Nghĩ đến đây, Kỳ Tinh Giao trong lòng bọn họ mừng rỡ, bọn họ cũng đều rõ ràng, Lâm Tầm chiến lược là cường đại cỡ nào. Như hắn có thể giúp bận, nói không chính xác là có thể hóa giải trước mắt trận này khốn cục. Bỗng nhiên, Trầm Quân Phong con ngươi như lạnh điện, quét Kỳ Tinh Giao đám người liếc mắt, lãnh đạm nói, ngay cả Lâm Tầm sống, có thể đã định trước cũng không thể nào cứu được ngươi môn, đừng quên, cái này Không Chập Sơn đã bị ta Minh Thổ thế lực vây quanh. Kỳ Tinh Giao đám người sắc mặt khẽ biến. Dựa theo Trầm Quân Phong trước thuyết pháp, lần này Minh Thổ tổng cộng xuất động 4 vị thần tướng cùng 8 vị hộ pháp, đây chính là một cổ đủ để lệnh bất luận kẻ nào sợ hãi lực lượng. Có thể trở thành thần tướng, không khỏi là đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh tàn nhẫn người. Như Trầm Quân Phong, đường đường thánh ẩn chi địa huyền minh thần trong phủ đi ra cổ đại quái thai, nhưng hôm nay cũng chỉ đứng hàng Minh Thổ thập nhị thần tướng trong hàng ngũ. Mà Minh Thổ hộ pháp, mặc dù hơi tốn thần tướng một bậc, khả đồng dạng đều là vượt qua trường sinh kiếp tuyệt đỉnh vương giả, chiến lực không thể khinh thường. Có thể không nói khoa trương chút nào, chỉ bằng hôm nay vây khốn tại Không Chập Sơn phủ cận lực lượng, đều đủ để lệnh cái này Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân tuyệt vọng. Mà Lâm Tầm, dù cho thực sự còn sống, có thể chung quy chỉ là một người, sự xuất hiện của hắn, lại làm sao có thể cải biến Không Chập Sơn tình cảnh. Nghĩ vậy, Kỳ Tinh Giao bọn họ trong lòng mới vừa dâng lên một luồng hy vọng cũng theo đó lờ mờ, tâm đều chìm đến rồi đáy cốc. Trầm Quân Phong lúc này đã khôi phục lãnh tĩnh, mang phản ứng của mọi người đều thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi cười nhạt, cùng Minh Thổ đấu. Lấy trứng chọi đá tai. Đi, chúng ta đi nhìn, đến tột cùng là không phải là Lâm Tầm tên kia. Trầm Quân Phong xoay người, đi ra ngoài. Doãn Tuyết vội vàng đuổi theo. Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà liếc nhau, trong lòng đều là thở dài. Cũng đi xem a, nếu thật là Lâm Tầm, liền nhanh lên khuyên hắn ly khai, chúng ta Vẫn Huyền kiếm trai sự tình, không thể làm phiền hà hắn. Mạc Thiên Hà trầm giọng nói. Kỳ Tinh Giao gật đầu. Nguyên bản, biết được Lâm Tầm còn sống tin tức, chắc là nhất kiện cao hứng sự tình, nhưng bây giờ, Kỳ Tinh Giao nhưng căn bản liền không cao hứng nổi. Không Chập Sơn đủ có mấy ngàn trượng cao, sơn thế cao và dốc nguy nga. Lúc này, Lâm Tầm sừng sững tại chân núi, dương mắt quan sát Không Chập Sơn nửa ngày, bỗng nhiên nói cho ta biết, các người này tới đến tột cùng là muốn. Ách, một bên, Triển Lục Tu sắc mặt âm tình bất định, do dự không ngớt. Ban đầu ở Minh Hà cấm địa, Lâm Tầm từng tặng cho hắn và Doãn Tuyết một người một đoàn bổn nguyên đạo hỏa, làm hắn đến nay lòng mang cảm kích. Nhưng bây giờ, hắn nhưng có chút không cách nào đối mặt Lâm Tầm. Phụ cận đây, giấu kín đến không ít cường giả, ta có thể cảm nhận được, bọn họ đối với ta đến mang theo địch ý mãnh liệt. Lâm Tầm con ngươi đen sâu thẳm, lặng lặng dừng ở Triển Lục Tu. Thần hồn của hắn cường đại dường nào, trong nháy mắt liền bắt được khu vực phụ cận có thật nhiều dị thường. Lâm huynh, nghe ta một tiếng khuyên, ngươi còn là nhanh chóng ly khai a, lúc này bất đồng dĩ vãng, có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Triển Lục Tu cúi đầu, không dám đối mặt Lâm Tầm ánh mắt. Đối với Trầm Quân Phong quy thuận Minh Thổ chuyện này, hắn có chút khó có thể mở miệng, không biết nên làm sao cùng Lâm Tầm giải thích. Tránh ra. Lâm Tầm trong con ngươi chợt phụt ra một đạo hàn mang, cả kinh Triển Lục Tu cả người run lên. Hắn vội vàng nói, Lâm huynh, ngươi nhìn vạn chớ làm loạn, cái này Không Chập Sơn đã bị bao vây, ngươi lúc này đi trước, hung hiểm khó dò. Dứt lời, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, thầm kêu không xong, dương mắt nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Tầm sắc mặt của đã trở nên lạnh lùng dâng lên.
Nể tình dĩ vãng tình nghĩa thượng, ta không tính toán với ngươi, hiện tại, tránh ra. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, nhưng vô hình chung lại có một loại khiếp người thần hồn uy thế, làm cho Triển Lục Tu cả người phát lạnh, vô ý thức tránh ra. Thật to gan. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát vang lên, như tiếng sấm. Nương theo thanh âm, một đạo thân ảnh bạo trùng ra, cả người như thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra dữ dằn vô cùng khí thế của. Cái này là một gã khuôn mặt âm lệ thanh niên, quần áo hỏa bào. Triển Lục Tu sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, Tuyết Phong hộ pháp, xin hãy chỉ tay. Tuyết Phong, một trong 36 hộ pháp minh thổ, xuất thân Tuyết Linh Hỏa Điêu nhất mạch nhân vật đứng đầu, tính tình thích giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn hết sức, có trường sinh hai cướp cảnh chiến lực. Ngươi tính cái thứ gì, cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Tuyết Phong thanh âm băng lãnh, căn bản mặc kệ sẽ Triển Lục Tu, phủ một lao ra, trường chỉ như đao, hung hăng hướng Lâm Tầm bổ giết đi. Chỉ là, Lâm Tầm thân ảnh lại vào thời khắc này hư không tiêu thất. Tuyết Phong sửng sốt, răng rắc. Cùng lúc đó, một cái bàn tay từ kỳ phía sau xuất hiện, đem cổ bóp nát, triệt để mất đi ý thức, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà Triển Lục Tu đã ngây người. Khi hắn trong tầm mắt, Lâm Tầm chỉ là lăng không lóe lên, giơ tay lên giữa liền bóp chết Tuyết Phong, từ đầu đến cuối, Tuyết Phong đều phản ứng không kịp nữa. Quá buông lỏng, tựa như bóp chết một con kiến hôi. Lúc nhìn lại hướng Lâm Tầm, Triển Lục Tu ánh mắt đã là trở nên hoàn toàn bất đồng. Đây chính là một vị trường sinh hai cướp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, nhưng lại trong phút chốc đã bị Lâm Tầm lau đi. Gì? Thật là ác độc đích thủ đoạn. Xem ra, chắc là thực sự Lâm Ma Thần không thể nghi ngờ, không nghĩ tới a, hắn lại thực sự còn sống. Một trận táo tạp thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ âm thầm đi ra, rậm rạp, chừng hơn 10 người. Mỗi một cái, khí tức đều rất cường đại. Nhất là cầm đầu hai nam một nữ, ngật đứng ở đó, lệnh phong vân biến sắc, thiên địa trở nên run lên, hư không đều ở đây gào thét. Đây là ba vị minh thổ thần tướng cấp nhân vật, mỗi một cái, đều có đến không kém gì trường sinh ba kiếp mạnh mẽ chiến lực. Trừ này, những người khác cũng không thể khinh thường. Có thể nói, tại đây ly hỏa cảnh chung, chỉ là trước mắt cái này một cổ lực lượng, đều đủ để lệnh bất kỳ thế lực nào cảm thấy kiêng kỵ. Bọn họ phủ vừa xuất hiện, liền đưa mắt tập trung tại Lâm Tầm trên người, trong thần sắc có ngạc nhiên, không hề giải, cũng có lãnh ý. Kỳ thực, từ Lâm Tầm mới vừa đến, bọn họ liền nhận ra kỳ thân phận, chỉ là, đều không nghĩ tới, cái này từ lúc 4 năm trước đã bị nhận định chết người trẻ tuổi, thế nào còn sống. Điều này hiển nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, kèm theo Lâm Tầm một kích gạt bỏ Tuyết Phong, bọn họ rốt cục dám cắt định, người trước mắt, tất lại chính là Lâm Ma Thần không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có hắn có lớn như vậy lá gan, dám ngay trước mặt bọn họ không cố kỵ gì đi xử. Ha ha, thú vị, một cái người chết, nhưng ở 4 năm sau sống xuất hiện, Lâm Tầm, ngươi có muốn hay không theo chúng ta nói một chút, cái này 4 năm ngươi có đầu rút cổ ở nơi nào? Cầm đầu một gã nữ chiến tướng nhẹ cười rộ lên. Nàng quần áo màu sắc rực rỡ váy thường, dung mạo quyến rũ xinh đẹp, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, một đôi cặp mắt đào hoa thủy uông uông, phong tình liêu nhân. Nàng tên là Mưa Lương Âm, một cái luận cùng nội tình tuyệt đối không thua gì với Trầm Quân Phong cổ đại quái thai, đồng dạng cũng là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tất cả mọi người không khỏi cười vang. Co đầu rút cổ. Cái từ này dùng tốt. Triển Lục Tu sắc mặt âm tình bất định, mang theo lo âu nhìn về phía Lâm Tầm, lại kinh ngạc phát hiện. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản cũng không có nhìn tới Mưa Lương Âm những người đó. Giống tựa như, không nhìn thẳng kỳ tồn tại. Triển Lục Tu, hiện tại, có thể nói cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tầm thanh âm bộc phát lãnh đạm. Triển Lục Tu khó khăn nuốt nước miếng một cái, đang định mở miệng, chợt nghe không chập sơn thượng, truyền ra một đạo sang sáng tiếng cười to. Ha ha ha, quả nhiên là Lâm Huynh, thật sự là khiến người ta không tưởng được. Trầm Quân Phong thân ảnh lăng không hiện lên, với trong hư không bao quát, trong thần sắc mang theo tiêu ý, chỉ là ánh mắt lại có vẻ không kiêng nể gì cả, tại Lâm Tầm trên người qua lại quan sát. Tại kỳ bên cạnh, Duẫn Tuyết cả người không được tự nhiên, không dám cùng Lâm Tầm đối diện. Nàng giống như Triển Lục Tu, lòng mang một tia quý ý, có chút không cách nào đối mặt Lâm Tầm. Ta cũng không nghĩ tới, hôm nay tại Vấn Huyền Kiếm Trai trên địa bàn, còn có thể nhìn thấy chư vị. Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm. Từ lúc Minh Hà cấm địa, Trầm Quân Phong biểu hiện nhiều lần lệnh Lâm Tầm thất vọng, nhưng Lâm Tầm vẫn chưa tính toán cái gì, người có chí riêng, cũng không có thể yêu cầu đối phương nhất định phải cùng tự mình một lòng. Nhưng bây giờ,
Vây khốn không chập sơn trong hành động, cái này Trầm Quân Phong kia sợ không phải chủ mưu, cũng tất nhiên là một cái trọng lượng nhân vật. Cái này Lệnh Lâm Tầm khinh thường. Mặc kệ nghĩ đến nghĩ không ra, thực không dám đấu giếm, lần này chúng ta đến đây, là muốn cùng Vấn Huyền kiếm trai cộng thương một đại sự, Lâm Huynh nếu có hứng thú, không ngại cũng lưu lại một lên nghe một chút. Trầm Quân Phong cười tủm tỉm, thong dong mà tự nhiên. 4 năm trước thời điểm, hắn cũng không dám như vậy nói chuyện với Lâm Tầm. Cái này kêu là lúc quá cảnh rời, hết thảy đều bất đồng. Lâm Tầm, thiếu nghe hắn chuyện phiếm, ngươi đi mau. Cái này Trầm Quân Phong đã thành minh tử nanh vuốt, lần này là chiếm đoạt ta Vấn Huyền kiếm trai thế lực mà đến. Bỗng dưng, một đạo vắng lặng thanh âm vang lên. Sau đó, Lâm Tầm đã nhìn thấy Kỳ Tinh Giao, nàng như trước cùng dĩ vãng vậy, đẹp đến tựa như từ vẽ chung đi ra tiên tử. Chỉ là, nàng lúc này lại mặt lộ hận ý, phẫn nộ, lo lắng chờ thần sắc, có vẻ tâm tình rất kích động. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Hà cùng một đám Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân thân ảnh cũng lục tục xuất hiện. Bị vạch trần mục đích, Trầm Quân Phong nhíu nhíu mày, nhưng không cho là đúng. Hắn thấy, Lâm Tầm đến, căn bản vô lực cải biến trước mắt đây hết thảy. Hắn thậm chí còn có chút tâm hỉ, âm thầm suy nghĩ, nếu có thể mang Lâm Tầm cũng bắt giữ, hiến cho Minh Tử, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được, lúc nhìn lại hướng Trầm Quân Phong đám người, ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng mà sâu thẳm dâng lên. 4 năm không gặp, Trầm đạo hữu thật đúng là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trầm Quân Phong cười ha ha một tiếng, người, đều là sẽ thay đổi, chúng ta này tới Tuyệt Điên chi vực, không phải là vì tại con đường thượng cầu một cái đại biến hóa, sao? Lâm Tầm nói, không, ta là nói ngươi người thay đổi, trở nên quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Trầm Quân Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong con ngươi sát khí lưu chuyển. Ngươi và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đi mau à. Kỳ Tinh Giao cau mày, lo lắng. Đi, khả năng sao? Trầm Quân Phong cười nhạo, nếu tới, liền chớ đi, 4 năm không gặp, ta tin tưởng Minh Tử Đại Nhân nếu có thể nhìn thấy ngươi, khẳng định biết cảm thấy rất ngạc nhiên. Chân núi, Mưa Lương Âm bọn người không khỏi cười rộ lên, một bộ ổn làm nắm chắc thắng lợi tư thế. Lúc này đây đến đây thảo phạt Vấn Huyền kiếm trai, có thể đụng tới Tiêu Thất 4 năm Lâm Tầm, đích thật là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bọn họ cũng đều rõ ràng, Minh Tử Đại Nhân đối với người này ra sao chờ, nhớ mãi không quên. Lệnh Lâm Tầm hết ý là, lúc này ngay cả Triển Lục Tu cùng Duẫn Tuyết, cũng lục tục truyền âm, tràn ngập lo âu khuyên hắn nhanh lên rời đi, để tránh khỏi phát sinh bất chắc. Như thế khiến Lâm Tầm minh bạch, có thể Trầm Quân Phong triệt để thay đổi, nhưng ít nhất, Triển Lục Tu cùng Duẫn Tuyết hai người hay là giữ một phần lương chi. Nghĩ vậy, Lâm Tầm làm ra quyết đoán, ánh mắt đảo qua giữa sân, nói, mặc kệ Minh Tử kinh hỉ không sợ hãi vui, ít nhất. Hiện tại, ta nếu tới, đích xác không có ý định ly khai. Lâm Tầm quyết định lưu lại. Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà đều một trận kinh ngạc, trong lòng vô cùng lo lắng hơn, không khỏi đều động dung. Lâm Tầm nguyên bản đại khả không cần làm như thế, có thể hắn lại tuyển chọn lưu lại, đây không thể nghi ngờ là coi bọn họ là làm bằng hữu. Trầm Quân Phong suy cười rộ lên, Lâm huynh hảo khí phách. 4 năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia, bất quá, xưa nay bất đồng trước kia, Lâm huynh đã tuyển chọn lưu lại, tốt nhất còn là khác làm một ít chuyện ngu xuẩn, bằng không, chỉ sợ sẽ vạ lây hồ cá. Hắn rất tự tin, lời trong lời ngoài mang theo một cổ trí tuệ nắm chắc mùi vị. Đương nhiên, cũng có uy hiếp. Ha ha! Vũ Lương Âm đám người đều cười rộ lên. Không ít ánh mắt của người đều khiêu khích dường như nhìn về phía Lâm Tầm. Ta nghĩ, lấy người này tính tình, nhất định là không cách nào không làm một ít chuyện ngu xuẩn, tỉ như mới vừa rồi, cũng bởi vì không một lời hợp, Tuyết Phong đạo hữu đã bị hắn đánh chết. Một cái tráng kiện như sắt tháp vậy thanh niên áo đen ồm ồm mở miệng, nếu như thế, nói những thứ kia nói nhảm căn bản vô dụng, còn không bằng do ta bỏ ra tay, mang chúng ta vị này chết mà phục sinh, Lâm Tầm đạo hữu triệt để lau đi. Trong thanh âm, mang theo lướt một cái cuồng nhiệt, nóng lòng muốn thử, như theo dõi một đầu nhất ngưỡng mộ trong lòng thú săn. Thanh niên áo đen tên là Đà Đằng, một trong Minh Thổ thập nhị chiến tướng, ham chiến như điên, thích nhất chính là liệp sát cùng thế hệ trung khá có danh tiếng người nổi bật. Mà bây giờ, hắn theo dõi Lâm Tầm. Trầm Quân Phong nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chưa ngăn cản. Hắn đều là thập nhị chiến tướng, mặc dù phụ trách lần hành động này, nhưng không cách nào chân chính hiệu lệnh Đà Đằng, Vũ Lương Âm ba vị chiến tướng. Khiến người này thử một lần Lâm Tầm nội tình cũng tốt. Trầm Quân Phong con ngươi quang chớp động. 4 năm không gặp,
Hắn mặc dù tự phụ có thể không hãi sợ Lâm Tầm uy hiếp, có thể bị vây cẩn thận, một mực chưa từng dám trực tiếp hạ ngoan thủ. Dù sao, dĩ vãng Lâm Tầm có từng khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Thế nào, Lâm cái gì ma thần, có dám hay không cùng ta nhất quyết? Yên tâm, ta bảo chứng không đem ngươi đánh chết. Đà đằng con ngươi quang lành lạnh, tản ra phấn khởi thô bạo khí tức. Ngươi làm càn. Mạc Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, nếu không, chúng ta chơi với nhau chơi. Hắn xem rất không vừa mắt, bọn người kia như mưu đùa giỡn háo tử, coi Lâm Tầm là cái thớt gỗ thịt cá, kia ngạo mạn tư thế, khiến hắn đều nhìn không được. Đừng có gấp, chờ ngã mạn mạn ngược chết cái này Lâm cái gì ma thần, nữa tới thu thập ngươi. Đà đằng nhếch miệng cười, ngôn từ rất cuồng. Có thể ai cũng biết, hắn có cuồng ngạo tư bản, là một trong minh thổ thập nhị chiến tướng, tu vi của hắn đã đạt tới trường sinh ba kiếp cảnh. Mà lại, hắn tự thân còn là một vị cổ đại quái thai, nội tình cường đại, viễn siêu đương đại cùng thế hệ. Mạc huynh, ngươi mà lại an tâm một chút chớ nóng, Lâm mỗ 4 năm không hỏi thế, hôm nay cái gì a miêu a cẩu cũng dám nhảy ra khiêu khích, nếu cái này nhiệt xúc muốn chết, ta tự nhiên thân thủ làm thịt phần. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm thản nhiên, lại rõ ràng vang vọng toàn trường. Toàn trường nhất thời vang lên một trận ngược hút khí lạnh thanh. Không phải không thừa nhận, mặc dù yên lặng 4 năm, có thể Lâm Tầm kia hoành hành vô kỵ bản tính có thể một điểm cũng không từng thay đổi qua. Đà đằng sắc mặt của đã âm trầm xuống, a miêu a cẩu. Nghiệt xúc, hôm nay thượng cửu cảnh trung, ai dám như thế chửi bới cùng nhục nhã hắn. Không có. Ta cải biến chú ý, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Hắn lộ ra một tay chỉ xa xa Lâm Tầm, trong con ngươi lộ vẻ sôi trào lạnh thấu xương sát khí. Oanh. Lúc nói chuyện, đà đằng thân ảnh lóe lên, như một tôn man thần xuất thế, cường tráng như sắt tháp vậy thân thể phát quang, tại kỳ phía sau, hiện ra một tôn to lớn đồ đằng pháp tướng, lệnh thiên địa càn khôn đều chợt tối sầm lại, ong ong gào thét không ngớt. Không ít người hô hấp cứng lại nhộn nhịp tránh lui mở, e sợ cho bị lan đến. Bọn họ cũng đều rõ ràng, đà đằng đây là ham chiến như điên người điên một khi khai chiến, đơn giản là lục thân không nhận. Chết tới. Chợt quát trong tiếng, thiên địa nổ vang, đà đằng huy quyền, một đạo đỏ sẫm như máu quyền kình bắn ra, diễn hóa ra Sâm La luyện ngục, bạch cốt khô lâu chờ kinh khủng dị tượng. Hư không đều hơn thế sụp đổ. Một quyền này, khí thế phách tuyệt, có kinh sợ thần hồn chi uy, rất nhiều cường giả ánh mắt đều đau đớn, cả người giận cả tóc gáy. Đây là trường sinh ba kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, vượt qua hồn, tâm, thân tai ương cướp, kỳ sinh mệnh bản chất từ lâu trở nên hoàn toàn bất đồng. Giống như một quyền này, lệnh giữa sân phần lớn mọi người bằng sinh ra sợ. Oanh! Lâm Tầm con ngươi đen u lánh, sừng sững tại chỗ bất động, chỉ có hữu trưởng long tụ là quyền, với trong hư không bắn ra. Giản đơn, lưu loát, đại hữu phản phát quy chân cảm giác, không mang theo khói lửa khí tức. Mà khi quyền này cướp ra, kia một đạo như máu đỏ sấm quyền kình nhất thời xuất hiện một tia trệ sáp, sau đó ong ong gào thét, tựa như chịu không nổi gánh nặng. Cuối cùng, oanh một tiếng bạo toái, khắp bầu trời huyết sắc quang vũ phi sái. Mà Lâm Tầm quyền kình, dư thế không giảm, cũng tốc độ bất khả tư nghị, vọt tới. Hết thảy, nói đến thong thả, kỳ thực cực nhanh. Khi đà đằng phản ứng kịp lúc, Lâm Tầm quyền kình đã phá giết tới. Phanh! Sau một khắc, hắn kia cường tráng như sắt tháp vậy thân thể liền ngạnh sinh sinh bị đánh ra đi, kia trầm muộn tiếng vang, lệnh mọi người tại đây trong lòng đều hung hăng vừa nhảy, hơi biến sắc mặt. Một quyền, đánh bay một vị minh thổ chiến tướng. Dương mắt nhìn lại, đà đằng trong ngực chỗ, chiến giáp đều bị phá ra, dấu vết đến một cái ao hám dấu quyền, trong ngực đều thiếu chút nữa bị phá ra. Sắc mặt hắn đỏ lên, lạnh lạnh dữ tợn, tựa như khó có thể tin, chợt lại nhếch miệng cười ha hạ tốt. Liệp sát người bực này thú săn mới thống khoái, như quá yếu, ngược lại làm người ta thất vọng. Oanh! Hắn uy thế thoáng cái trở nên bất đồng, quanh thân hiện ra kỳ dị huyết sắc đạo văn, đồ đằng pháp tướng lộ ra ở sau lưng, huyết khí rung trời. Mà ở kỳ trong tay, nhiều hơn một cây huyết sắc chiến mâu, nhẹ nhàng run lên, liền lần thứ hai hướng Lâm Tầm phá giết mà đến. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, ngươi còn quá yếu. Lâm Tầm thản nhiên lên tiếng, hắn y mệ phần phật, cất bước hư không, quyền kình như điện quang, như bọt nước, mang theo một loại khó diễn tả được huyền ảo mùi vị. Ngươi khinh thường ta. Đà đằng sắc mặt âm trầm. Nói chuyện với nhau, Lâm Tầm quyền kình từ lâu bắn ra, hung hăng nện ở phá giết tới huyết sắc chiến mâu thượng. Ông! Huyết sắc chiến mâu phát ra bén nhọn chói tai gào thét,
làm cho rất mạnh người thần hồn một trận đau đớn, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Chỉ thấy Đà Đằng cả người đống cát dường như bay rất ra ngoài, hắn miệng mũi đều ở đây phun huyết, quyền kia sức như vô kiên bất tồi, làm hắn trong nháy mắt bị thương nặng. Bá! Hầu như đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bạo trùng, so Đà Đằng bay ngược tốc độ nhanh hơn, lại là một quyền như từ trên trời giáng xuống, bổ đập xuống. Phanh! Đà Đằng mặc dù đã toàn lực chống lại, có thể chung quy bị Lâm Tầm chiếm trước tiên cơ, kỳ song trưởng trực tiếp bạo toái, sau đó quyền kình đánh vào kỳ trên người. Cả người hắn, như thiên thạch hung hăng đập xuống đất, phá vỡ một cái hố to, bùn đất vẩy ra, đại địa đều chấn động một cái. Không phải là khinh thường, là từ không đem ngươi để trong mắt, câu trả lời này hài lòng không? Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi vào hố to trước, mắt nhìn xuống trong hố lớn Đà Đằng, trong thần sắc lộ vẻ lạnh lùng. Thương! Lúc này, trước khi bị Lâm Tầm quyền kình đánh bay kia một cây huyết sắc chiến mâu, mới từ giữa không trung rơi, nghiêng xuyên vào trên mặt đất, lay động không ngớt. Có thể nghĩ, cái này liên tiếp sát phạt, tốc độ nhanh bực nào. Toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Một trận chiến đấu, ngắn mấy người trong chớp mắt liền kết thúc, mà từ đầu đến cuối, Đà Đằng hoàn toàn bị nghiền ép, căn bản vô lực chống lại. Cái này vô cùng chấn động, mọi người đầu óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. 4 năm, ở đây từng cường giả thực lực, tất cả đều có đột nhiên tăng mạnh biến hóa, đây cũng là Trầm Quân Phong bọn họ có can đảm khiêu khích Lâm Tầm nguyên nhân chỗ. Chỉ là, bọn họ lại không nghĩ rằng, cái này 4 năm qua, Lâm Tầm chiến lược từ lâu trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vì tại mọi người nhận thức, Lâm Tầm 4 năm trước là bị của Phật tử bố cục tập kích, bỏ mạng ở Minh Hà. Có thể sống qua đây, đều đã làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng, càng không nói đến chiến lược cũng theo đó sản sinh lột xác. Trầm Quân Phong trong lòng một trận căng lên, há mồm nói, Lâm huynh, ngươi. Phốc. Bất đồng nói xong, Lâm Tầm động thủ, mang Đà Đằng đầu chặt đứt, động tác dứt khoát, chỉ thấy một đoàn màu đỏ tươi nóng hồi tiên huyết vẩy ra ra. Ngay cả Đà Đằng nguyên thần, chưa từng có thể bỏ chạy, bị gạt bỏ rơi. Nhất thời, giữa sân bầu không khí tĩnh mịch, vô luận là Kỳ Tinh Giao chờ vấn huyền kiếm trai truyền nhân, còn là Trầm Quân Phong chờ minh thổ cường giả, đều con ngươi mở rộng, trong lòng bằng sinh chấn động. Kia Đà Đằng thế nhưng một vị chiến tướng, có trường sinh ba kiếp cảnh tu vi cổ đại quái thai. Cứ như vậy nói giết, sẽ giết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biến sắc. Nguyên lai, cái này biến mất 4 năm ngươi cũng đã đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh, trách không được dám tự tin như vậy cùng Vô Kỵ. Vắng vẻ trong không khí, Trầm Quân Phong thần sắc tối tăm, con ngươi quang chớp động, lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm có bừng tỉnh, có giật mình, có kiêng kỵ. Trường sinh ba kiếp, không ít người lúc này mới phản ứng được, không khỏi ngược hút khí lạnh, cái này Lâm Ma Thần không chỉ là chết mà phục sinh. Đồng thời chiến lực cũng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Trong lúc nhất thời, lúc mọi người nhìn lại hướng Lâm Tầm, ánh mắt đã trở nên bất đồng. Minh thổ cường giả đều kinh sợ nảy ra. Mà Kỳ Tinh Giao bọn họ, thì đều như chút được gánh nặng, nội tâm lo lắng từ lâu kể hết bị lướt một cái khôn kể vui sướng thay thế được. Ở đây, tựa như Đà Đằng như vậy chiến tướng, đã là minh thổ trong thế lực người mạnh nhất. Có thể tại Lâm Tầm trong tay, Đà Đằng lại như gà đất chó kiểng, chịu không nổi một kích. Như vậy suy tính, dù cho Lâm Tầm chỉ một người, nhưng chỉ cần có hắn tại, cũng đã có giải quyết bọn họ vấn huyền kiếm trai khốn cảnh khả năng của. Kỳ Tinh Giao bọn họ minh bạch điểm này, Trầm Quân Phong bọn họ cũng tự nhiên minh bạch, bọn họ nội tâm đều có chút không cách nào bình tĩnh. Còn có kia chỉ A Miu A Cẩu muốn khiêu chiến Lâm Mỗ. Lâm Tầm con ngươi đen nhìn quét toàn trường, áo quần hắn phần phật, nồng đậm tóc đen lay động, tự có một loại bao quát quần hùng khí thế của. Trước khi, Lâm Tầm như dám. Như vậy nói, tất nhiên sẽ bị coi là cuồng vọng cùng không biết sống chết. Nhưng bây giờ, tự nhiên bất đồng. Nhưng dù vậy, bị Lâm Tầm coi là A Miu A Cẩu, đối đãi, để cho minh thổ những cường giả này trong lòng một trận phẫn nộ cùng biệt khuất. Lâm Tầm, ngươi đừng vội càn rỡ, ngươi chỉ một người mà thôi, ngay cả chiến lực cường thịnh trở lại lấy cái gì cùng chúng ta minh thổ chống lại. Một cái minh thổ hộ pháp cấp cường giả hét lớn. Phù phù. Chỉ là, thanh âm hắn vừa. Cả người sẽ không có khí tức, thân thể phát cứng, sau đó ngã xuống đất không tưởng. Mọi người trong lòng run lên, đều nhìn ra, người này cơ thể mặc dù hoàn chỉnh không tổn hao gì, nhưng nguyên thần đã bị đánh chết. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm có thể căn bản cũng không có động thủ, thậm chí cũng không từng xem qua người này liếc mắt. Lấy nhiều khi ít sao, có ta ở đây, sao lại khiến bọn ngươi như nguyện. Tiểu Ngân Lăng không hiện lên,
Anh Tuấn vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cao ngạo băng lãnh ý, liên thanh âm đều có vẻ lãnh khốc vô tình. Mọi người con ngươi co rụt lại, đều ý thức được Tiểu Ngân bất phàm, rõ ràng không có vượt qua trường sinh kiếp, nhưng ở vừa mới vô thanh vô tức giết chết một vị trường sinh hai cướp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Lâm ma thần đều đã cường đại đến khiến lòng run sợ, hôm nay lại hiển hiện ra một cái khí tức cực kỳ quỷ dị, chiến lực cực kỳ biến thái bạch y tiểu nhân, cái này có vẻ rất sợ hãi. Kỳ thực, ngay cả Lâm Tầm lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nheo mắt. Tuy biết đạo Tiểu Ngân cũng đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, lại không nghĩ rằng, tiến hóa là phệ thần trùng vương Tiểu Ngân, lại có thể tập sát trường sinh hai cướp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Bực này thủ đoạn, lệnh Lâm Tầm trong lòng đều một trận giận mình. Giữa sân, Minh Thổ cường giả tâm đều trở nên trầm trọng, không còn nữa trước tự tin và ương ngạnh. Từ Lâm Tầm xuất hiện đến bây giờ, đầu tiên là dễ dàng địa bóp chết Tuyết Phong hộ pháp, sau đó dễ như trở bàn tay chấn giết Đà Đằng chiến tướng. Mà bây giờ, vẹn vẹn bên cạnh hắn một vị bạch y tiểu nhân, đều xuất kỳ bất ý giết bọn họ bên này một vị hộ pháp. Cái này như một loạt búa tạ hung hăng nện ở bọn họ trong lòng, làm bọn hắn ý chí chiến đấu cũng không chịu đựng bắt đầu dao động. Ý thức được thế cục đã theo Lâm Tầm đến, trở nên cùng trước khi bất đồng. Trái lại Kỳ Tinh Giao chờ vấn Huyền Kiếm trai truyền nhân, lúc này cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, khó có thể che giấu, bọn họ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, thế cục đã phát sinh nghịch chuyển. Lâm Huynh, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Minh Thổ triệt để là địch sao? Hít thở sâu một hơi, Trầm Quân Phong sắc mặt âm trầm mở miệng, hắn rất không cam lòng. Trước khi, mắt thấy sẽ bức bách vấn Huyền Kiếm trai khuất phục, ai có thể nghĩ, Lâm Tầm đến lại như tai họa bất ngờ, triệt để làm rối loạn hành động của bọn họ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Cùng Minh Thổ là địch thì như thế nào? Ngươi Trầm Quân Phong chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ bị ngươi uy hiếp được? Lâm Tầm con ngươi đen u lánh. Mà thôi, hôm nay cho một mình ngươi mặt mũi, chúng ta đi. Trầm Quân Phong sắc mặt tái xanh, hắn trái lại rất quả quyết, ý thức được thế cục không đúng, lúc này tuyển chọn lui lại. Đi, ta đáp ứng rồi sao? Lâm Tầm một câu nói, lệnh Trầm Quân Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, lúc này biến sắc. Hắn lạnh lùng nói, Lâm Tầm, xem tại dĩ vãng phương diện tình cảm, ta đã đủ cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không biết phân biệt, ngươi cũng biết, đắc tội ta Minh Thổ hạ chẳng sẽ có nhiều hung ác. Nói thế tuy là đe dọa, nhưng cũng là sự tình. Hôm nay thượng cửu cảnh chung, Minh Thổ thế lực giống như nhất phương bá chủ, quật khởi phần thế làm người ta ghé mắt, hầu như không người nào có thể ngăn trở. Cái này 4 năm qua, tại Minh Thổ quân tiên phong uy hiếp hạ, không biết nhiều ít thế lực sẽ tuyển chọn thần phục, sẽ trực tiếp liền bị gồm thâu. Vấn Huyền Kiếm trai đủ cường đại rồi a, có thể hôm nay cũng bị bức bách rơi vào khốn cảnh, nếu không phải Lâm Tầm đúng lúc đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe tới lời này, Mạc Thiên Hà cùng Kỳ Tinh Giao cũng tỉnh táo lại, cân nhắc lợi hại sau, trong nội tâm thực sự không muốn Lâm Tầm cùng như vậy một cái đại thế lực kết làm không thể hóa giải huyết cừu. Có thể không chờ bọn họ lên tiếng khuyên bảo, Lâm Tầm đã mỉm cười mở miệng, như không phải là bởi vì dĩ vãng một ít tình cảm, ngươi nghĩ rằng ta có thể chứa nhịn ngươi chít chít méo mó đến bây giờ. Còn có, Minh Thổ đã đắc tội ta, sớm muộn, ta sẽ đích thân đi theo Minh Tử tính một khoản sổ sách. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang cho lướt một cái thấu xương vậy lạnh thấu xương sát khí. Triệu Cảnh Huyên vì sao tuyển chọn tự phong thần hồn? Là bị buộc. Nếu không phải lúc đầu kia Vương Tử Anh đám người bộ dạng bức, đâu khả năng phát sinh bực này sự tình. Mà Vương Tử Anh đám người, đồng dạng đều là Minh Tử thủ hạ chính là chó săn. Giữa sân vắng vẻ, ngược hút khí lạnh. Tiêu Thất 4 năm sau khi, Lâm Ma Thần Phủ vừa ra thế, sẽ cùng lấy Minh Tử cầm đầu Minh Thổ thế lực tính một khoản sổ sách. Cái này như truyền đi, tất nhiên sẽ tại thượng cửu cảnh chung dẫn phát một hồi phong bảo. Ngươi, Trầm Quân Phong có chút hồn hển, hoặc là nói, là bị Lâm Tầm trong giọng nói toát ra sát khí dọa cho đến, thế cho nên có vẻ kinh sợ nảy ra. Được rồi, Lâm Tầm bỗng dưng lăng không dựng lên, cả người phát quang, một cỗ vô hình kinh khủng khí tức cũng là tùy theo phô thiên cái địa khoách tán ra. Thoáng cái, gió nổi mây phun, càn khôn biến sắc. Khai chiến a. Trong thản nhiên thanh âm bình tĩnh, Lâm Tầm động, như bay điện, như chảy hồng, mờ mịt vô tung. Phốc, vài nhất tới gần Lâm Tầm Minh Thổ cường giả, đầu trong nháy mắt bị cùng nhau chém rụng, vì vậy chỉ phát ra một đạo muộn hưởng. Sau đó, từng viên một đầu ngã nhào, huyết sái hư không. Cùng lúc đó, mọi người mới nhìn rõ sở, đó là một thanh đoạn nhận, nhưng lại giống như hư ảo mờ mịt, nhẹ nhược vũ lông, thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Giết! Trầm Quân Phong ánh mắt đều đỏ, ý thức được nếu không chiến,
căn bản không khả năng bình yên ly khai. Hắn bảo trùng dựng lên. Chỉ là, hắn giờ khắc này ở Không Chập Sơn Đỉnh, tại kỳ phụ cận, còn đứng đến Mạc Thiên Hà cùng Kỳ Tinh Giao đám người. Khi hắn xuất động một sát, Mạc Thiên Hà cùng Kỳ Tinh Giao cũng xuất kích. Đối với Trầm Quân Phong, bọn họ thế nhưng hận thấu xương. Nói nhảm nhiều như vậy, rốt cục khai chiến, ta phệ thần trùng nhất mạch, bởi vì ta, mà nhiều hơn một vị từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt đỉnh chi vương, tự nhiên không phụ tổ tiên Lưu Chi uy danh. Thì thào nhẹ giọng nói, thần sắc lãnh khốc vô cùng Tiểu Ngân, hư không tiêu thất không gặp. Phốc! Cùng lúc đó, tại cự ly Tiểu Ngân mười mấy trượng chi địa một vị minh thổ cường giả, vô thành vô tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kỳ thần hồn, bị sắc bén vô cùng kiếm ý cắn nát. Phốc! Rất nhanh, lại có một gã hộ pháp cấp cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị chém giết thần hồn. Đây là phệ thần trùng nhất mạch kinh khủng. Khi chúng nó xuất kích, như vô hình không chất, hạng người tầm thường căn bản khó có thể phát hiện. Mà sự công kích của bọn họ thì như trong thiên địa vô tình nhất kích khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là một kích phải giết. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Ầm ầm. Giữa sân, Lâm Tầm cũng triển khai công phạt, hắn thân ảnh sán lạn, ngang dọc càn khôn giữa, giở tay nhấc chân trong lúc đó phóng ra công kích, đều có đến đủ để lệnh quỷ thần tránh lui uy thế. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắn nơi đi qua, một cái lại một cường giả thân thể nổ tung, nghiễm nhiên một bộ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể địch nổi ngang đẩy tư thế. Trong lúc nhất thời, giữa sân máu tanh giàn giụa, tiếng kêu thảm thiết rung trời, hỗn loạn chịu không nổi. Ngược cũng không phải là những minh thổ đó cường giả chịu không nổi, mà là hôm nay phần Lâm Tầm đã cường đại đến một cái đủ để làm bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Tại đây chờ dưới tình huống, kích giết bọn hắn, cũng cùng xé vẽ không có gì khác nhau. Chết! Bỗng dưng, một đạo lạnh như băng nũng nịu vang lên, minh thổ thập nhị chiến tướng một trong Vũ Lương Âm đánh tới. Nàng xem tựa như kiều mị xinh đẹp, trắng noản thon dài ngọc thủ chung lại mang theo một thanh to lớn hắc sắc thiết chùy, chợt vung lên, ô quang cuộn sạch, hư không đều ầm ầm nổ lên. Sát phạt chi lực, đúng là hung hãn đáng sợ hết sức. Lấy tốc độ bất khả tư nghị từ phía sau lưng giết hướng Lâm Tầm. Ông! Chỉ là, theo đoạn nhận như kinh hồng hiện ra, bị Lâm Tầm thi triển ra sinh diệt trảm, đầu tiên là nàng kia một thanh bị thấm nhuần dựng nuôi số. Nhiều năm hắc sắc cột sắt bị tùy tiện chém làm hai đoạn. Sau đó, từ nàng nơi mi tâm, một đạo huyết tuyến thẳng tắp kéo dài, qua mũi, môi đỏ mọng, cổ, trong ngực, bụng. Trong chiến đấu, Kỳ Tinh Giao có chút lo âu nhìn dưới chân núi vị trí liếc mắt. Chỗ đó, hội tụ một đám minh thổ cường giả, thân ở trong đó Lâm Tầm, tình cảnh sẽ làm sao? Cũng chính là cái nhìn này, khiến nàng nhìn thấy một màn máu tanh vô cùng hình ảnh. Vũ Lương Âm, vị này cực kỳ xinh đẹp quyến rũ tuyệt đại vưu vật, kỳ thân thể lại vào thời khắc này bị bổ là hai nửa, từ đó giữa thẳng tắp ngăn ra. Bực chết kiểu này, phát sinh ở một vị thiên kiều bá mỹ nữ nhân không thể nghi ngờ có vẻ dị thường máu tanh. Kỳ Tinh Giao thanh con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Vũ Lương Âm, không chỉ có riêng chỉ là một vị phong tình quyến rũ mỹ nhân, còn là một vị thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cổ đại quái thai. Nhưng lại liền như vậy bị tươi sống bổ giết. Người này càng lúc càng biến thái. Kỳ Tinh Giao trong lòng thầm nhũ một tiếng. Chân núi chỗ, tình hình chiến đấu thảm liệt, nơi trốn máu tanh tràn ngập. Có người thương hoàng bỏ chạy, có thể còn ở giữa đường, sẽ bị đoàn nhận chảm giết, sẽ bị Tiểu Ngân tập sát, cái này không thể nghi ngờ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngoại trừ Vũ Lương Âm, Đà Đằng, trong cái này minh thổ cường giả, còn có một cái cấp chiến tướng nhân vật. Đó là một thân ảnh gầy, ngón tay huyết kiếm cường đại kiếm tu, kỳ triển lộ ra khí tức mạnh, thậm chí còn muốn tải Vũ Lương Âm đám người bên trên. Có thể lệnh Lâm Tầm hết ý là, đang chiến đấu phủ một mà bắt đầu, cái này tên là Chiêm Diên thanh niên, liền quả quyết bỏ chạy. Mà lại, vận dụng bí bảo, tốc độ nhanh vô cùng. Ngay cả Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân đều nhào cái không. Bất quá, Chiêm Diên đào tẩu, trái lại tiến thêm một bước liên hồi cái này minh thổ cường giả tan tác tốc độ. Tại Vũ Lương Âm cũng bị chém giết sau không lâu sau, giữa sân đã hết là lung tung sứt mẻ thi hài, ngoại trừ Chiêm Diên, tất cả đều đền tội. Nồng nặc máu tanh đầy dẫy hư không, sang tỳ không gì sánh được. Đây là một bức tựa như luyện ngục vậy hình ảnh, không nhiễm một hạt bụi Lâm Tầm chữ đủ trong đó, có vẻ không hợp nhau, lại có một loại chấn động lòng ngồi lực đánh vào. Đỉnh núi, chiến đấu cũng đã kết thúc. Trầm Quân Phong lẻ loi một mình, bị Mạc Thiên Hà, Kỳ Tinh Giao chờ vấn huyền kiếm trai truyền nhân vây công, căn bản là không nhịn được, không bao lâu đã bị đánh quỳ. Trước Trầm Quân Phong,
nắm chắc phần thắng, nói nói cười cười, căn bản không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Mà lúc này, hắn tê liệt quỳ địa, áo quần rách nát nhuốm máu, tóc tai bù xù, cả người thương thế nghiêm trọng, hô hấp đều trắc trở. Làm nhận thấy được Lâm Tầm Đạc bộ tới, phụ cận vẫn huyền kiếm trai truyền nhân đều bị thần sắc nghiêm lại, lộ ra kính yêu vẻ khâm phục, chủ động thối lui một con đường. 4 năm trước Lâm Tầm đã oai phong một cõi, bị tôn sùng là Lâm Ma Thần, làm người ta nói mà biến sắc. Mà hôm nay, hắn chết mà phục sinh, như niết bàn, phong thái càng hơn trước kia. Ha ha, ta thiên toán vạn toán, lại không nghĩ rằng, ngươi Lâm Tầm lại còn sống, ông trời. Thật mắt mù. Trầm Quân Phong khó khăn ngẩng đầu, hai gò má nhiễm vết máu, dư tận mà vặn vẹo, trong thanh âm lộ vẻ không cam lòng cùng hận ý. Đúng vậy, hắn cho rằng hôm nay phần bại cục, hoàn toàn là bái Lâm Tầm ban tặng. Đại đạo như trời, ngươi như vậy phát tiết oán giận, không sợ hồi trời phạt sao? Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không hề thương cảm. Hừ, ta bối tu sĩ, đi vốn là nghịch thiên đường, ai từng sợ thiên. Lâm Tầm, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi đại khái không biết, Minh Tử hôm nay đã bước trên trường sinh 4 cướp cảnh, mà lại nắm giữ có rất nhiều đại tạo hóa, số mệnh thêm thân, như cho hắn biết ngươi còn sống, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Trầm Quân Phong thanh âm oán độc đạo. Phanh. Mạc Thiên Hà giận dữ, một cước mang Trầm Quân Phong đạp ra ngoài, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, chết đã đến nơi, do dứt khoát đổi, người Trầm Quân Phong quả thực làm người ta thất vọng cực độ. Ha ha, thắng vương bài khấu mà thôi, lần này không có thể bắt các ngươi vấn huyền kiếm trai, sau này đã có thể không cần thiết. Trầm Quân Phong giữ tợn cười nhạt. Mạc Thiên Hà trong con ngươi sát khí lóe lên, lại bị Lâm Tầm ngăn cản. Hắn bao quát Trầm Quân Phong, nói, ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa, ngươi không phải là đối Minh Tử tôn sùng không gì sánh được sao, ta trái lại muốn nhìn một chút, nếu là ngươi đã không có cái này một thân tu vi, Minh Tử lại sẽ làm sao đối đãi ngươi vị này trung thực lính hầu. Ngươi muốn làm gì? Trầm Quân Phong thét chói tai. Phanh. Lâm Tầm một cước đá vào kỳ trên người, đem đạo loại đều nghiền nát. Kể từ đó, tu vi giống như là hoàn toàn bị phế, dù cho hắn nguyên thần thoát xác, có đoạt xá khả năng, đều khó khăn lấy nữa cầu tác trường sinh con đường. Thoáng cái, Trầm Quân Phong tựa như thương lão một chút cũng không có mấy tuổi, cả người đều bối rối, tốt nửa ngày mới phát ra một đạo vô cùng thê lương gào thét. Lâm Tầm, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng quên, ngoại trừ Minh Tử, trên đời này còn có một cái của Phật tử coi ngươi là cái đinh trong mắt. Thanh âm khàn khàn, phẫn nộ, oán độc. Phanh. Lâm Tầm tay áo bào vung lên, Trầm Quân Phong cả người bay thẳng đi ra ngoài, tiêu thất ở phía xa xa vời. Vì sao không giết hắn? Kỳ Tinh Giao không nhịn được nói. Một tên phế nhân, ngươi nghĩ Minh Tử còn có thể giống như trước vậy đợi hắn. Không bao lâu, người này chỉ sợ chỉ biết thưởng thức được sống không bằng chết tư vị. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một câu nói, lệnh mọi người tại đây cực sợ. Đích xác, tại đây thượng cửu cảnh chung, mất đi một thân tu vi, tuyệt đối nếu so với giết hắn Trầm Quân Phong đều khó chịu gấp 10 gấp trăm lần. Không chập sơn đỉnh, rộng lớn đền chung. Lần này, cũng thật nhiều thua thiệt Lâm huynh, xin nhận tại hạ cúi đầu. Mạc Thiên Hà đứng dậy, khom mình hành lễ. Những người khác thấy vậy, cũng đều đứng dậy hành lễ. Một hồi hung hiểm khốn cục, theo Lâm Tầm đến, bị giản đơn thô bạo địa hóa giải, điều này làm cho vấn huyền kiếm trai cái này truyền nhân ai có thể không cảm kích. Chư vị không dâu như vậy, còn mời ngồi vào. Lâm Tầm vội vàng nói, cho đến mọi người ngồi xuống, hắn rồi mới lên tiếng, ta lần này đến đây, là muốn cùng chư vị tìm hiểu một sự tình. Là cùng Kim Độc Nhất đạo hữu có quan hệ. Kỳ Tinh Giao tinh con ngươi dịu dàng, một lời liền đoán chúng. Lâm Tầm cười gật đầu. Năm đó, hắn biết được của ngươi tin người chết, liền không chút do dự đơn độc ly khai, theo chúng ta suy đoán, hắn chắc là đi trước tìm kiếm của Phật tử tung tích. Kỳ Tinh Giao nói đến đây, không khỏi có chút áy náy, cũng là ta và Mạc Sư Huynh sơ suất, không có thể đúng lúc đi ngăn cản Kim đạo hữu. Lâm Tầm phất tay nói, không trách các ngươi, lão cấp tính tình ta giải, hắn như phải đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, chỉ là... Cái này 4 năm qua, các ngươi là không nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn. Kỳ Tinh Giao lắc đầu. Mạc Thiên Hà bỗng nhiên nói, dựa theo ta phán đoán, Kim đạo hữu hẳn là không việc gì, bởi vì từ 4 năm trước Lâm huynh ngươi tiêu thất sau khi, kia cổ Phật tử cũng như người giữa bốc hơi lên, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này 4 năm qua, có thể có không ít người đang tìm cái này cổ Phật tử, có thể đều không ngoại lệ, đều không thu hoạch được gì. Lâm Tầm ngẩn ra, cổ Phật tử lại cũng đã biến mất. Vậy các ngươi có từng ra mắt con kia đại hắc điểu?
Lâm Tầm lại hỏi. Ngươi là nói cướp đi Minh Tử, Minh Hoàng luyện thần hồ con kia điểu. Đối. Này điểu đi tung khó lường, mấy năm nay, ngược lại cũng xuất hiện đếm rõ số lượng lần, mỗi một lần xuất hiện địa phương, đều là một ít hung hiểm vô cùng tạo hóa chi địa. Kỳ Tinh Giao nói thật nhanh, bất quá, theo ta được biết, Minh Tử đã từ nay về sau điều trong tay đoạt lại Minh Hoàng luyện thần hồ. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, Đại Hắc Điểu cũng không có thể bảo trụ Minh Hoàng luyện thần hồ. Kế tiếp nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là hiểu được trong cái này 4 năm, phát sinh ở thượng cửu cảnh một sự tình. Như đao cuồng tiếu thương thiên, kiếm ma giả thần xuất kích, huyết tẩy kim ô nhất mạch, hải hồn tộc, vạn thú linh sơn chờ đạo thống sự tình. Như Vân Khánh Bạch từng xuất hiện với ly hỏa cảnh. Như Nhạc Kiếm Minh một người một kiếm, kéo dài qua thượng cửu cảnh, tìm hiểu về cổ Phật tử tung tích. Như Nhật Nguyệt Thần Điện truyền nhân Tiêu Thanh Hà, một mình đi động, nên vì Lâm Tầm báo thù. Khi biết được cái này sự tình, Lâm Tầm cũng không chịu đựng động dung, trong lòng loán hồng hồng, nhưng chợt lại không khỏi vì bọn họ lo lắng. Lâm Tầm thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ làm như vậy sẽ thừa nhận thế nào phiêu lưu. Chiều này, Kỳ Tinh Giao lại nói một ít phát sinh ở thượng cửu cảnh trung đại sự. Tỷ như, Vân Khánh Bạch với 3 năm trước đây, liền tế thân thiên kiêu kim bảng đệ nhất danh vị trí, cái kỷ lục này bảo trì đến nay, còn không từng có người lay động. Thậm chí, có người hiểu chuyện trực tiếp khen ngợi Vân Khánh Bạch là tuyệt điên chi vực đệ nhất nhân. Tỷ như, hiện nay thượng cửu cảnh, trải qua vài lần xào bài sau, có thể may mắn còn tồn tại xuống cường giả, tại trong những năm này, đều thu được không ít chỗ tốt cùng cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc ban đầu mấy năm, tiến nhập thượng cửu cảnh cường giả, là vì thành vương mà cạnh tranh, có thể trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh, đã đủ để hoành hành. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ là đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả con số, đều có hơn 1.000 phần chúng. Mà như Minh Tử tầng thứ này tồn tại, đều đã vượt qua lần thứ tư trường sinh kiếp. Làm hiểu được cái này, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận cảm khái. Mới 4 năm, lại xảy ra nhiều như vậy biến hóa, một nhóm lại một nhóm tuyệt đỉnh vương giả tại từng người con đường thượng cao ca mãnh tiến, dậy không thể làm. Cái này nếu là đặt giới bên ngoài, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể tại đây cơ duyên đông đảo, tạo hóa trải rộng thượng cửu cảnh, lại đúng là nhìn mãi quen mắt. Cái này không sai biệt lắm đã là tuyệt điên chi vực phủ xuống thế gian năm thứ năm, có nữa 4 năm tả hữu thời gian, hết thảy đều sẽ kết thúc. Có thể dự kiến, tại thời gian kế tiếp, cạnh tranh chỉ biết càng ngày càng tàn khốc. Mặc dù, hôm nay Lâm Tầm đã đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh, mà khi lý giải đến mấy tin tức này sau, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ lười biếng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Đạo lý này hắn rất sớm liền hiểu. Lâm huynh, ngươi là muốn đi tìm cổ Phật tử tính sổ sao? Mạc Thiên Hà hỏi. Hoặc là đi tìm Minh Tử tính sổ. Kỳ Tinh Giao cũng tò mò. Lâm Tầm lắc đầu, căn bản không cần tìm, khi bọn hắn biết ta còn sống, tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ta. Mọi người hơi một suy nghĩ, liền hiểu ra qua đây. Đích xác, hiện nay, thượng cửu cảnh trung đều còn không biết Lâm Tầm sống, có thể tin tưởng không bao lâu, về Lâm Tầm còn sống tin tức, chỉ biết cuộn sạch khoách tán ra. Đến lúc đó, từng cùng Lâm Tầm có cửu oán cường giả, bất kể là Minh Tử, cổ Phật tử, còn là những người khác, đâu khả năng ngồi ở. Hiện nay mà nói, ta nghĩ tạm thời lưu ở chỗ này, không biết chư vị có nguyện ý hay không thu lưu. Lâm Tầm hỏi. Đương nhiên có thể. Mạc Thiên Hà trong sáng cười nói. Kỳ Tinh Giao thì thật sâu nhìn Lâm Tầm liếc mắt, khóe môi cầu đến lướt một cái tiêu ý. Nàng biết, Lâm Tầm sở dĩ lưu lại, chỉ sợ cũng là lo lắng Minh Thổ thế lực lần thứ hai đánh tới, thế cho nên để cho bọn họ vấn huyền kiếm trai lần thứ hai rơi vào trong khốn cảnh. Mà nếu có hắn tỏa chấn, chính là một cái không cho sao lãng lực chấn nhiếp lượng. Đây là nàng biết Lâm Tầm, mặc dù là giúp người, cũng cho tới bây giờ phải không đến dấu vết, nhuận vật với không tiếng động. Từ nơi này thiên lên, Lâm Tầm tạm thời đặt chân ở tại Không Chập Sơn. Thanh Tang ngọn núi, Thanh Trúc, Cổ Nham, Phi Bộc, Lão Đằng, Thanh Khê, phong cảnh như tranh vẽ, như tiên đất. Không Chập Sơn vốn là ly hỏa cảnh trung giàu nhất danh khí một tòa danh sơn phúc địa, linh mạch hội tụ, trung linh thần thanh tú. Kỳ Tinh Giao là Lâm Tầm an trí chỗ này tê ở chi địa, càng Không Chập Sơn thượng một chỗ bổn nguyên linh bàn căn chi địa, đối với tu hành có lớn lao ích lợi. Bà xa rừng trúc, xanh tươi giạt rào, một đạo dòng suối từ rừng trúc giữa dốc sách chảy qua, bằng thêm lướt một cái thanh u xa xăm trống trải hàm ý. Lâm Tầm ngồi ở rừng trúc giữa dòng suối phần bạn, tay cầm một khối trận thạch, lớn chừng bàn tay, biểu mặt nhuộm vết máu. Đặt tại vương cảnh trong mắt cường giả,
cũng nhìn không ra này Thạch mánh khóe, có đúng không Linh Văn Sư mà nói, vật ấy cũng nhất kiện chí bảo. Bởi vì liên lụy đến cực kỳ cao thâm cấm chế lực lượng, này Thạch nội bộ kỳ thực có khác càn khôn. Tại Linh Văn Sư trong mắt, vật ấy còn có một cái tên khác. Đào Cấm Thạch. Lúc này, Lâm Tầm đang ở chuyên tâm cân nhắc bảo này. Năm đó lần đầu tiên đi ngang giới Hà, đến Đông Thắng giới biên giới Bích Diễm Thành, tại một cái chào hàng bảo vật quầy hàng thượng, Lâm Tầm trong lúc vô tình sửa mái nhà dột, thu được bảo này. Chỉ là mấy năm nay bận về việc, buôn ba, vật ấy một mực bị gác lại tại Vô Tự Bảo Tháp, sắp bị di quên. Cũng là lúc gần nhất kiểm kê trên người bảo vật, mới bị Lâm Tầm một lần nữa nhặt lên. Lại nói tiếp, ngoài trừ khối này kỳ dị đạo cấm thạch, lúc đầu Lâm Tầm còn đang Bích Diễm Thành tổ chức, giám thạch đại hội, thượng, từ một khối giải phẫu tinh hải thiên thạch, thu được một quả hắc sắc kén tầm. Trong kén tầm, yên lặng chính là một con liệt thiên ma điệp ấu trùng, kỳ khí tức cực kỳ quỷ dị đáng sợ, tựa như đến từ ma vực sâu chỗ sâu vương, làm người sợ hãi. Con này sinh linh lúc đó bị ngộ nhận là mất đi sinh cơ, ngược lại không công tiện nghi Lâm Tầm. Dựa theo Tiểu Ngân thuyết pháp, liệt thiên ma điệp ấu trùng cần phải tiến hóa, so phệ thần trùng còn muốn trắc trở, bởi vì cần một loại đặc biệt vân văn không tinh tới dựng dục. Mà vân văn không tinh chính là sinh ra với không gian quy tắc chung có một không hai thần liệu, thuộc về vô giá chi vật, tại cổ hoang vực chung đều từ lâu tuyệt tích. Cũng bởi vậy, liệt thiên ma điệp kén tầm một mực như một khối ngoan thạch, mấy năm nay bị gác lại tại Vô Tự Bảo Tháp chung ăn cho. Không có biện pháp, Lâm Tầm tu hành đến nay, cũng siêu tập qua không ít thiên tài địa bảo cấp thần liệu, có thể duy chỉ có chưa thấy qua vân văn không tinh. Xảo phụ cũng khó là không bột đố gột nên hồ. Bất quá, dựa theo Tiểu Ngân không lâu suy đoán, tại đây thượng cửu cảnh chung, có lẽ sẽ tồn tại vân văn không tinh. Nếu có thể tìm được vật ấy, căn bản không cần làm phiền Lâm Tầm, Tiểu Ngân đều có thể giúp đỡ đi dựng nuôi cùng chăm sóc con kia liệt thiên ma điệp tiến hóa. Rừng trúc yên tĩnh, gió núi thổi qua, phát ra như thiên lại bản tiếng xào xạc. Bên cạnh, trong suốt tiểu khê chảy xuôi, leng keng rung động. Tùy ý ngồi trên nơi đây, làm người ta hồn nhiên quên tục. Mà lúc này, tại Lâm Tầm trong đầu, thì bày biện ra một vài bức do Linh Văn trận đồ tổ hợp mà thành hình ảnh, rậm rạp, phong phú. Đây là đạo cấm thạch trung ẩn núp Linh Văn truyền thừa. Đạo Văn chân giải. Dư suốt đời chuyên tâm tìm hiểu Linh Văn một đạo, đoạt được sở ngộ, đều chữ khắc vào đồ vật hơn thế, duy nguyện truyền thừa không dứt, là được không tiếc. Linh Văn, nói ngay văn phần hiển hóa, lúc thượng cổ, tổ tiên tham quan hóc tập thiên địa vạn vật phần mạch lạc, mà ngộ Linh Văn phương pháp, ngược dòng kỳ bổn nguyên, các loại Linh Văn, tất cả trận đồ, đều vì đại đạo phần hoa văn vậy. Lâm Tầm lông mày nhướng lên, trong lòng hơi có chút giận mình. Hắn thuở nhỏ đi theo Lộc Tiên Sinh tu hành Linh Văn một đạo, cũng từng nghe Lộc Tiên Sinh nói qua, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Linh Văn thiên biến vạn hóa, được xưng có vô cùng cơ biến phần hay, nhưng nếu dình kỳ chân lý, không phải là đại đạo hoa văn biến thành. Đạo Văn chân giải, chung đối Linh Văn trình bày và phân tích, trái lại cùng Lộc Tiên Sinh quan điểm không có sai biệt. Bởi vậy, trái lại khiến Lâm Tầm đối bộ này, Đạo Văn chân giải, bộc phát mong đợi. Đạo Văn, Linh Văn gốc rễ, kỳ bổn nguyên phần tượng, ai cũng cùng đại đạo phù hợp, như gió vân lôi điện, như âm dương ngũ hành. Kỳ tiểu như cỏ mộc phần diệp, cũng có mạch lạc hiển hiện. Kỳ lớn như hoàn vũ tinh thần, cũng tuần hoàn quý tích mà theo. Cố, kỳ diệu không phân chia cao thấp, đều vì đại đạo phần tượng, đều có thể diễn dịch chư thiên vạn vật phần đế. Chúng ta nghiên cứu đạo văn, gió kỳ lý, ngộ kỳ diệu, là được là chúng ta sử dụng, mượn linh văn mà ngự thiên địa chi uy. Đúng, đại đạo khó lường, đạo văn cũng tối nghĩa khôn kể. Dần dần, Lâm Tầm thần sắc trở nên càng ngày càng chăm chú, tâm thần cũng là càng ngày càng chuyên chú, rất nhanh thì chìm đắm trong đó. Đạo Văn chân giải, cùng với nói là một bộ nghiên tập linh văn truyền thừa, không bằng nói là một bộ trình bày đạo văn đại đạo kinh văn. Như đổi thành vậy Linh Văn Sư, đã định trước sẽ thất vọng, bởi vì trong này kinh văn, cũng không cụ thể linh văn phương pháp, không cách nào vẽ cùng tu hành. Có đúng không Lâm Tầm mà nói, Đạo Văn chân giải lại có thể nói vô giá. Lấy hắn hôm nay linh văn tạo nghệ, có thể thành thạo địa điều khiển vương đạo cấm trận, nhưng đi lên nữa, liền lực không hề tóm. Cái này như một cái bình cảnh, khiến hắn rất khó lại đột phá. Mà đạo văn chân giải xuất hiện, thì vì hắn cung cấp một cái tại linh văn một đạo thượng đột phá khả năng. Mà nay, Lâm Tầm đã linh văn tông sư, đi lên nữa, còn lại là một cái cảnh giới toàn mới. Đạo văn sư, đạo văn, linh văn, kém một chữ, đại biểu cũng hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng.
Phàm là có thể trở thành là đạo văn sư tồn tại, đều là dòm ra linh văn gốc rễ chất, bắt đầu ngược dòng bổn nguyên, nghiên cứu đạo văn tồn tại. Có thể nói, cái này đám nhân vật đã thoát khỏi linh văn phần phạm trù, bắt đầu cầu tác linh văn một đạo bản chất huyền bí. Lâm Tầm tu hành mấy năm nay, còn không từng gặp được một vị đạo văn sư. Bởi vậy, liền có thể nghĩ, ít nhất, tại cổ hoang vực, đạo văn sư tuyệt đối là phượng mao lân giác vậy tồn tại. Mà Lâm Tầm lúc này thì thôi làm ra một cái phán đoán. Đến làm đạo văn chân giải vị này kỳ nhân, tất nhiên là một vị đạo văn sư, bằng không, đoạn không có khả năng có cao như vậy sâu kiến giải. Đến sách, phàm là có chút kiến thức đều có thể làm được. Có thể nếu có thể, đến sách thành trải qua, thì cùng thành thánh chưa từng khác biệt. Trải qua, rất ít một chữ, nội uẩn đại càn khôn. Lâm Tầm có một loại dự cảm, như mình có thể mang đạo văn chân giải triệt để hiểu rõ, tuyệt đối có thể tại linh văn một đạo thượng đột phá một cái hoàn toàn mới sơ kỳ. Khi đó, chính là bảy trận khốn giết vượt qua trường sinh kiếp tuyệt đỉnh nhân vật, cũng hẳn không phải là việc khó. Đương nhiên, Lâm Tầm còn có một loại khác lo lắng. Hắn là không có khả năng một mực ở lại Không Chập Sơn, giúp đỡ Vấn Huyền kiếm trai hóa giải kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng trước khi đi, là Không Chập Sơn bày một tòa đủ để kinh sợ kẻ thù bên ngoài chịu đựng trận, lại là có thể làm được. Lâm Huynh đang làm cái gì? Không Chập Sơn ngọn núi cao nhất thượng, Mạc Thiên Hải nhìn không được hỏi. Tu luyện. Kỳ Tinh Giao thuận miệng nói. Mạc Thiên Hà ngẩn ngơ, chợt tán thưởng nói, thiên đạo thù cần, Lâm Huynh có thể có hôm nay phần thành tựu, tất am hiểu sâu trong đó tam vị, cùng so sánh, đủ để làm ta bối thẹn thùng nột. Kỳ Tinh Giao liếc mắt, nói ta thế nào liền không nhìn ra tới, Mạc Sư Huynh cũng học xong A Dua Nịnh Hót, thúc ngựa lưu tu. Mạc Thiên Hà cười ha ha một tiếng, không cho là đúng. Trước đây, hắn có thể đối Lâm Tầm có thành kiến, nhưng hôm nay, từ lâu coi Lâm Tầm là hiếu, dĩ vãng một ít tiểu vật ách tắc từ lâu không cánh mà bay. Mạc Sư Huynh, Lâm Tầm ở lại Không Chập Sơn, có thể dự kiến, tại trong những ngày kế tiếp, tất nhiên có thật nhiều phong ba sẽ cuốn tới, chúng ta có thể không thể khinh thường. Kỳ Tinh Giao nhắc nhở. Mạc Thiên Hà trong lòng dùng mình, gật đầu biểu kỳ minh bạch. Lúc cách 4 năm, Lâm Tầm sống trở về. Tin tức này như một đạo cơn lốc, lấy một loại khoa trương tốc độ khuếch tán toàn bộ Ly Hỏa cảnh. Nhất thời khiến nguyên bản tương đối yên lặng không khí bị kích nổ. Lâm Ma Thần còn sống, điều này sao có thể? Rất nhiều người đều đầu phát mộng, không thể tin. 4 năm trước, các loại tin tức về Lâm Tầm rơi xuống như phô thiên cái địa, nhấc lên một hồi lan đến cả cửu cảnh oanh động. Nhưng bây giờ, lại có tin tức nói, Lâm Tầm chết mà phục sinh, cường thế trở về. Đổi thành ai, nhất thời nửa khắc cũng khó mà tin được. Không có khả năng, đây tuyệt đối là tin tức giả. Cũng có thật nhiều con tin nghi, cho rằng đây là thứ nhất lời đồn. Bất kể như thế nào, tin tức này triệt để truyền bá ra, sở dĩ sẽ như vậy, không phải là hai chữ. Uy danh. 4 năm trước, Lâm Ma Thần tên như Đại Nhật, hình một mình nhất phương, là thế nhân làm biết rõ, vô luận địch hữu đều không phải không thừa nhận kỳ cường đại. Nhất là phát sinh ở trên người của hắn sự tích, giống như truyền kỳ. Tuy rằng, cái này 4 năm qua, về tên Lâm Tầm, sớm đã từ từ tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt, có thể cuối cùng là không cách nào quên được. Vì vậy, lúc có tin tức truyền ra, Lâm Tầm sống trở về, có thể nghĩ đưa tới oanh động ra sao to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, gần một đoạn thời gian tới nay rơi vào ngắn bình tĩnh thế cục, cũng theo tin tức này truyền ra, hoàn toàn bị đánh vỡ. Không biết nhiều ít thế lực bị kinh động, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tại ồ lên. Là thật, lúc đầu, Minh Thổ thế lực vây khốn Không Chập Sơn, muốn bức bách Vấn Huyền kiếm trai quy thuận, nhưng bởi vì Lâm Tầm xuất hiện, nhất cử vỡ vụn Minh Thổ thế lực mưu đồ. Làm cái này thứ nhất tin tức cụ thể truyền ra, hơn nữa có thể cung cấp tham khảo địa điểm cùng sự tích, nhất thời khiến Ly Hỏa cảnh chung một mảnh ồ lên. Theo sát mà, cũng là có càng ngày càng nhiều càng tin tức cụ thể khuếch tán. Minh Thổ thế lực xuất động lực lượng toàn bộ tan tác, trong đó, có 3 gã thần tướng ngã xuống, 1 gã thần tướng đào sinh, những người khác đều đền tội. Minh Thổ, tại hôm nay thượng cửu cảnh chung, thế nhưng một cái quái vật lớn vậy tồn tại, quật khởi phần thế, không thể ngăn trở. Nhưng bây giờ, kỳ trong thế lực 4 vị thần tướng đều tan tác, cái này làm người ta hoảng sợ. Lâm Ma Thần, đã đặt chân trường sinh 3 kiếp cảnh. Khi biết được tin tức này, rất nhiều đại thế lực đều sao động, không cách nào bình tĩnh. Tiêu thất 4 năm, cái này Lâm Ma Thần chẳng những sống lại, mà lại chiến lược đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Minh Thổ thế lực chiếm giữ chi địa,
Này này không biết vang lên nhiều ít tức giận rít gào, hận không thể lập tức xuất động, đi tiêu diệt Lâm Tầm. Lâm Tầm sống trở về, không thành vấn đề. Có thể hắn trở về, còn kèm theo giết bọn họ Minh Thổ cường giả một hồi tinh phong huyết vũ, cái này đối với bọn họ Minh Thổ hôm nay uy thế, đã định trước sẽ tạo thành đả kích thật lớn. Hắn lại còn sống. Tai họa di 1000 năm sao. Người này hôm nay trở về, có thể dự kiến, cái này ly hỏa cảnh chung nhất định không yên ổn. Đến tận đây, tất cả mọi người đã xác định, Lâm Tầm còn sống tin tức không có giả, không ít người thậm chí bắt đầu suy đoán, Lâm Tầm lần này hiện thân, lại sẽ khiến một hồi thế nào phong bạo. Có thể khẳng định là, trận gió lúc này tuyệt đối sẽ không nhỏ. Trong sân giã, Nhạc Kiếm Minh lồng ngực bằng sinh một cổ vui sướng. Trên mặt đất, mấy vị đối thủ đã ngã xuống đất, mặt lộ tuyệt vọng. Nhạc Kiếm Minh, một cái độc lai độc vãng kiếm tu, cường đại đến khiến lòng run sợ. Hắn với Yên Lặng vô danh chung quật khởi, với Sát Lục cùng máu tanh chung dương danh. Cho đến hôm nay, tại thượng cửu cảnh chung, Nhạc Kiếm Minh đã một vị cực thất bại nổi danh kiếm tu. Phàm là cùng là địch, tất cả đều đã hóa thành một đống xương khô. Chỉ là, lệnh cái này đã lòng mang tuyệt vọng đối thủ kinh ngạc là, Nhạc Kiếm Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thu kiếm đi. Hôm nay, ta tâm tình tốt, mà lại tha các ngươi một hồi. Thanh âm còn chưa hạ xuống, người khác đã biến mất. Chỉ để lại một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, đều lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc, chỉnh lại 4 năm, ta cũng không từng cho ngươi tìm được của Phật tử đầu mối. Một ngọn núi nhai thượng, Nhạc Kiếm Minh sừng sững, thiếu nhìn nơi xa vân hải, trong lòng có một tia tiếc nuối. Sớm biết như vậy, ta sẽ không bao biện làm thay. Già thần đích thì thầm một tiếng. Trong lòng, cũng không nói ra được khuây khỏa. Lâm Tầm, còn sống. Của Phật tử tiềm hành biệt tích. 4 năm không ra, hắn như biết ngươi sống, sớm muộn sẽ hiện thân. Tiếu Thương Thiên dáng tươi cười sán lạn. Hắn biết, lấy Lâm Tầm bản tính, tất nhiên sẽ tự mình đi tìm cổ Phật tử tính sổ, người khác ngay cả nghĩ nhúng tay, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Di, tiêu sư đệ ngươi trầm địa bỏ được đã trở về. Không đi cùng Lâm Tầm thấy một mặt sao. Nị Hành Chân mang theo trêu nói. Tiêu Thanh Hà sờ sờ mũi, sau đó cười nói, chỉ cần biết rằng hắn còn sống, là được. Gặp mặt hay không căn bản không trọng yếu. Nị Hành Chân khơi màu ngón tay cái, nói chuyện phất y đi, ẩn sâu công cùng danh. Tiêu Thanh Hà một trận cười khổ, bất quá hắn cũng nhìn ra, biết được Lâm Tầm còn sống tin tức sau, Nị Hành Chân sư huynh lòng của tình tựa hồ cũng rất tốt. Trước kia hắn, có thể rất ít như vậy nói đùa tự mình. Hừ, 4 năm, thời cuộc đã bất đồng, hắn Lâm Tầm đó là sống đến, cũng chỉ có thể cục đuôi làm người. Đồng dạng, cũng có người cười nhạt, không coi trọng Lâm Tầm. Lâm Tầm người này, giống như giao long, như xuất thế, tất đảo loạn phong vân, cùng hắn có cửu oán những thứ kia nhân vật, đã định trước sẽ áp dụng đi động. Có người trầm ngâm phân tích. Lâm ma thần chi uy danh, hoàn toàn chính là tại trinh phạt chung giết đi ra ngoài, thù của hắn định đông đảo, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Như Minh Tử, cổ Phật tử. Không chập sơn. Đi, điều tra một chút Lâm Tầm động tĩnh. Theo Lâm Tầm còn sống tin tức truyền bá ra, rất nhiều thế lực đều ngồi không yên, nhộn nhịp sai phái ra lực lượng, đi trước điều tra về Lâm Tầm cụ thể động tĩnh. Kỳ sư tỷ, Mạc sư huynh, tình huống có chút không ổn, hiện nay tại chúng ta Không Chập Sơn phụ cận, xuất hiện rất nhiều thế lực cường giả. Không Chập Sơn, một gã vẫn huyền kiếm trai truyền nhân lo lắng bẩm báo. Một đám thám tử mà thôi, không cần để ý tới sẽ. Kỳ Tinh Giao có vẻ rất chấn định. Làm Lâm Tầm tuyển chọn ở lại Không Chập Sơn thượng một khắc kia, nàng liền dự liệu được sẽ có như vậy một màn phát sinh, dù sao, hắn còn sống trở về. Kỳ sư muội nói không sai, chỉ cần chưa từng đến đây khiêu khích, liền không cần để ý tới sẽ, bất quá, đoạn thời gian gần nhất, đại gia còn là đừng. Nữa đi ra ngoài, để tránh khỏi phát sinh bất chắc. Mạc Thiên Hà trầm ngâm nói. Hiện tại, toàn bộ ly hòa cảnh ánh mắt cũng bắt đầu quan tâm Không Chập Sơn, có thể dự kiến, kế tiếp một đoạn thời gian. Loại này thế cục sẽ còn tiếp tục lên men. Mạc Thiên Hà không khỏi cảm khái, đây là uy danh, nhất cử nhất động, bát phương quan tâm, vô hình chung, đã gió nổi mây phun. Lại vuốt mông ngựa, Kỳ Tinh Giao liếc hắn liếc mắt. Mạc Thiên Hà tức cười. Lúc này Không Chập Sơn, liền như phong bạo phần mắt, nhìn như bình tĩnh, đã có mưa gió muốn tới phần thế. Không Chập Sơn thượng, Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà mặc dù chấn định, nhưng phải cẩn thận địa an bài hết thảy phòng bị thủ đoạn. Tỷ như, cấm tông môn truyền nhân ra ngoài. Tỷ như, làm tốt nghênh tiếp mưa gió chuẩn bị. Mà ở Không Chập Sơn bên ngoài,
Theo thời gian chuyển rời, hội tụ tới người tu đạo thân ảnh cũng theo đó càng ngày càng nhiều, đều đang khẩn trương chú ý. Lâm Ma Thần lần này trở về, nhất cử tiêu diệt Minh Thổ phái ra một cổ thế lực, có thể dự kiến, Minh Thổ thế tất là phải phản kích. Không sai, như cứ như vậy nhận thức tài, không ngừng Minh Thổ danh vọng sẽ xuống dốc không phanh, liền Minh Tử cũng sẽ bị coi là không dám cùng Lâm Ma Thần đối kháng. Chờ xem, lúc Minh Thổ thế lực ngóc đầu trở lại, là có thể triệt để đoán được, kia Lâm Tầm đến tột cùng cường đại đến mức nào. Tựa như vậy nghị luận, không ngừng mà phát sinh. Lâm Ma Thần một lần nữa xuất thế, cho dù ai đều không thể không chú ý. Loại này mưa gió muốn tới không khí, một mực rằng có mấy ngày. Có thể làm người ta kỳ quái là, không chỉ là Lâm Tầm một mực chưa từng từ Không Chập Sơn Thượng hiện thân, ngay cả Minh Thổ thế lực cường giả, cũng không từng đến đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều kinh nghi bất định. Không Chập Sơn Thượng, bà xa trong rừng trúc, Lâm Tầm tiện tay một cúc, một nắm suối nước mò lên, hóa thành từng viên một trong suốt rực rỡ bọt nước. Theo Lâm Tầm tâm ý khẽ động, cái này bọt nước đột nhiên hóa thành một luồng sợi mớn nước, với trong hư không buộc vòng quanh một bộ chẳng chịt có hứng thú, tràn đầy huyền diệu ý vị trận đồ. Ông, làm trận đồ phủ một thành hình, liền tản mát ra một cổ ba động kỳ dị, khắp trong rừng trúc dày linh khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Linh khí càng tụ càng nhiều, tại trận đồ trung hóa thành chảy nhỏ giọt linh dịch, như tiểu thác nước dường như rũ xuống xuống. Xa xa bỗng nhiên vang lên một trận ngược hút khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Mạc Thiên Hà đã đến nơi đây, vừa mới mắt thấy một màn này. Điều này làm cho trong lòng hắn một trận chấn động. Linh văn sư đích thủ đoạn, luôn luôn lấy xảo đoạt tạo hóa đến xưng, huyền diệu khó lường. Nhưng thế nhân đều rõ ràng, như muốn bày trận, ngay cả là Linh văn tông sư xuất thủ, cũng cần dựa trận bàn, trận kỳ, trận phù vân vân đồ vật. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm tiện tay khẽ động, lợi dụng một nắm suối nước diễn hóa thành nhất phương tụ linh trận, nuốt hút cái này phiến linh khí của thiên địa, như vậy thủ đoạn, khiến Mạc Thiên Hà làm sao có thể không kinh. Trong đầu hắn kìm lòng không đầu hiện ra một cái xương hào. Đạo văn sư, dầm, trận đồ tiêu tán, một lần nữa hóa thành nước lưu lạc vào suối nước. Lâm huynh, ngươi đây chính là đạo văn sư đích thủ đoạn. Mạc Thiên Hà nhìn không được hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, còn kém một chút hỏa hậu. Chân chính đạo văn sư, giơ tay lên giữa, là có thể bày một tòa vương đạo cấm trận, nội uẩn thần diệu đại đạo pháp tắc lực lượng, ảo diệu vô cùng. Mà Lâm Tầm hiện nay, vẹn vẹn chỉ có thể bày một ít tầm thường linh trận, cự ly bố trí vương đạo cấm trận còn kém một khoảng cách. Bất quá, đây đã là một cái tốt đẹp chính là khởi đầu. Mà cái này, cũng chính là mấy ngày nay Lâm Tầm tìm hiểu đạo văn chân giải đạt được có ích. Mạc huynh thế nhưng có chuyện tìm ta. Lâm Tầm từ khe bạn đứng lên, hỏi. Gần nhất thế cục có chút khác thường. Mạc Thiên Hà nhất thời nhướng mày, mang mấy ngày này chuyện tình nhất nhất nói thẳng ra. Ngươi nghĩ Minh Tử sẽ bởi vì sợ mà không dám tới sao? Lâm Tầm hỏi. Mạc Thiên Hà lắc đầu, đùa giỡn, hôm nay Minh Thổ thế lực, danh chấn thượng cửu cảnh, tại Lâm Tầm trong tay ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, Minh Tử sao lại từ bỏ ý đồ? Cái này chứng minh, Minh Tử hoặc là bị nào đó món sự tình khẩn yếu trì hoãn, sẽ chính là đang chuẩn bị một cái đủ để đối phó ta vẹn toàn thủ đoạn. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đối với Minh Tử, Lâm Tầm căn bản không. Hắn sở dĩ tuyển chọn lưu ở chỗ này, chỉ là muốn khiến Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ, Nhạc Kiếm Minh, Tiêu Thanh Hà chờ người biết, vị trí của mình mà thôi. Mấy ngày này, Lâm Tầm đã lục tục biết, khi biết tự mình còn sống tin tức sau, Tiếu Thương Thiên, Giả Thần bọn họ đều đã an tâm. Có thể nhường cho Lâm Tầm kỳ quái là, cho tới bây giờ, Lão Cáp, Đại Hắc Điểu bọn họ lại một điểm tin tức cũng không có. Đây mới là khiến hắn lo lắng địa phương. Lâm Tầm, có người đến đây, điểm danh muốn cho ngươi đi ra ngoài vừa thấy. Kỳ Tinh Giao từ đàng xa vội vã mà đến, trong thần sắc có một tia cổ quái. Ai? Vũ Linh không? Kỳ Tinh Giao môi trung phun ra ba chữ. Lâm Tầm nhất thời minh bạch, vì sao Kỳ Tinh Giao thần sắc có vẻ vậy cổ quái. Như hắn nhớ không lầm, Vũ Linh không vị này xuất thân nam huyền giới trường sinh tịnh thổ tuyệt đại nhân vật, đối Kỳ Tinh Giao thế nhưng ái mộ đã lâu. Hắn tới làm cái gì, còn dự định báo thù không được. Lâm Tầm mỉm cười. Không phải là hắn khinh thường Vũ Linh không, mà là từ lúc tiểu cự đầu bảng chi tranh, Vũ Linh không cũng đã bị hắn vứt ở sau người. Ta cũng không biết. Kỳ Tinh Giao bĩu môi. Nàng đương nhiên biết Vũ Linh không một mực ái mộ nàng, đáng tiếc là, nàng có thể chưa bao giờ đối Vũ Linh không sản sinh bất luận cái gì một tia hào cảm. Lại nói tiếp, năm đó chính là vì tránh né Vũ Linh không, ngược lại cơ duyên xảo hợp dưới,
tại Tùng Yên Vũ Đạo Tràng cùng Lâm Tầm, không hòa thuận. Ta đây liền đi gặp một chút vị này, lão bằng hữu. Lâm Tầm hơi một suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Không chập sơn bên ngoài, Vũ Linh không ngật đứng ở đó, quần áo vũ y, đầu đội nga quan, ngọc đái quấn thắt lưng, tuấn lãng xuất chúng. Hắn đang lặng lặng chờ đợi, trong lòng có chút phức tạp. Lần này, hắn phải tới. Xa xa, rất nhiều ánh mắt đang chú ý đây hết thảy, đều có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Thổ không có tới, ngược lại thì Vũ Linh không trước nhảy ra ngoài. Hắn cũng là tìm đến Lâm Ma Thần báo thù. Tại trước đây, Vũ Linh không cũng là đương đại một vị nhân tài mới xuất hiện, danh đầy một giới, không ngừng xuất thân cao quý, liên tục phú cũng có thể nói kinh diễm tuyệt tục. Nhưng hôm nay, lúc quá cảnh rời, hắn mặc dù như trước chói mắt, có thể sánh bằng phần Yến Trảm Thu, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha, Nỉ Hành Chân cái này tuyệt đỉnh cự đầu, chung quy hơi tốn một bậc. Càng không nói đến cùng Lâm Ma Thần so sánh với. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Vũ Linh không tới, hắn lại là vì cái gì? Mọi người đều rất không giải. Đi ra. Bỗng dưng, có người kêu thành tiếng. Cũng vào lúc này, Vũ Linh không bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy tại bên trong sơn môn, một đạo trội hơn thân ảnh đi ra, quần áo nguyệt sắc y sam, tóc đen lay động. Bộ dáng kia, là như vậy phần quen thuộc, khiến Vũ Linh không trong lòng không khỏi một trận cuồn cuộn. Bất quá, làm nhớ tới mục đích của chuyến này, tâm cảnh của hắn lại lần nữa trở nên kiên định. Quả nhiên là Lâm Ma Thần. Hắn thực sự còn sống. Xa xa, phân bố đang âm thầm quan sát cường giả đều táo động. Tuy rằng các loại tin tức đều đã chứng minh Lâm Tầm còn sống, có thể lúc này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được Lâm Tầm hiện hiện tung tích. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lâm Tầm trên người, thần sắc khác nhau. Lâm Ma Thần. 4 năm qua, đều cho rằng vị này nhân vật truyền kỳ như sao chổi ngã xuống, hắn lại lấy một loại cường thế tư thế, đạp Minh Thổ cường giả thi thể, trở về trong tầm mắt của mọi người. Lâm Tầm nhạy cảm nhận thấy được, khu vực phụ cận, chừng mấy trăm đạo ánh mắt cũng không cùng phương hướng rơi vào trên người mình. Nhưng hắn cũng không để ý tới. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh không, nhiều năm không gặp, đối phương cũng đã bước trên trường sinh hai cướp cảnh, lệnh Lâm Tầm cũng không miễn có chút cảm khái. Năm đó tham gia luận đạo đăng hội quần hùng, Vũ Linh không nghiễm nhiên là một cái ai đều không thể sao lãng tồn tại. Cho đến tại tiểu cự đầu trên bảng, Vũ Linh không thứ tự mặc dù tế thân trước người, nhưng đã không có làm năm vậy chói mắt. Là hắn trở nên yếu đi sao? Không phải là, mà là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ mà nói, so Vũ Linh không càng chói mắt yêu nghiệt nhân vật, có khối người. Lúc này, Vũ Linh không thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, nói ta này tới, chỉ nguyện cùng ngươi đánh một trận, phá đạo tâm ma chướng, mong rằng thành toàn. Xa xa nhất thời vang lên một trận cười vang. Ai cũng có thể nhìn ra, Vũ Linh không thời khắc này khiêu chiến, có vẻ có chút không biết tự lượng sức mình, cũng hoài nghi hắn có đúng hay không làm chuyện ngu ngốc, đây không phải là thuần túy tìm ngược sao. Ngay cả Kỳ Tinh Giao cũng không khỏi giận mình, giữa hai lông mày hiện lên lướt một cái phức tạp. Năm đó Vũ Linh không, phong thái sao mà ngạo thế, nhưng hôm nay, lại bởi vì một lần khiêu chiến, đã bị mọi người trào phúng, bực này biến hóa, làm sao không khiến người ta cảm khái. Ngươi không lo lắng ta giết ngươi, Lâm Tầm hỏi. Như chết trận, cũng đã mất hám. Vũ Linh không giống tựa như không có nhận thấy được chung quanh tiếng cười, bình tĩnh nói, tự luận đạo đăng hội thượng bại trong tay ngươi, trong lòng ta đã xuất hiện ma chướng, cho đến hôm nay, này ma chướng đã như u ác tính, nếu không diệt trừ, thế tất sẽ trở ngại đường của ta đồ. Lâm Tầm nói, thì ra là thế. Mong rằng thành toàn. Vũ Linh không thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói. Hắn thay đổi. Đã không có từ trước kia đường hoàng bế nghế tư thế, trở nên nội liễm mà trầm ngưng, như trọng kiếm vô phong, cùng trước đây quả thực tưởng như hai người. Phải biết rằng, luận cùng dĩ vãng cửu hận, Lâm Tầm hoàn toàn có lý do đánh chết hắn, có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lại dứt khoát không, độc thân đến đây thỉnh chiến. Ngưng mắt nhìn Vũ Linh không chỉ chốc lát, Lâm Tầm cuối cùng gật đầu. Ngươi đi theo ta. Hắn xoay người phản hồi không chập sơn. Vũ Linh không ngẩn ra, nhưng vẫn chưa lùi bước, đi theo đi. Xa xa mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm Ma Thần đây là đáp ứng phải tiếp nhận Vũ Linh không khiêu chiến. Một khắc đồng hồ sau, thanh tang trên đỉnh núi, Vũ Linh không bị chấn áp ngã xuống đất, cả người đẫm máu, thê thảm không gì sánh được. Có thể ngoài ý hắn liệu, Lâm Tầm nhưng vẫn không hạ ngoan thủ. Có từng phá ngươi tâm ma? Lâm Tầm hỏi. Vũ Linh không lau khóe môi vết máu,
chịu đựng cả người đau nhức gian nan đứng dậy, nói, không quá 3 ngày, tất có thể hóa giải. Trong thanh âm, có một loại trước nay chưa có dễ dàng. Không có ai biết, mấy năm nay hắn gặp đến thế nào thống khổ, bởi vì lúc đầu thảm bại, như lướt một cái bóng mờ, đục khoét đến hắn đạo tâm cùng ý chí. Ngay cả đã trở thành trường sinh hai cướp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, có thể Vũ Linh không biết, tâm cảnh của mình bất ổn. Tùy thời đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cùng với bị tâm ma quấy nhiễu mà chết, còn không bằng thống khoái đánh một trận, hoàn toàn đoạn trận này nhân quả. Ngay sau đó, hắn tới. Lúc này trận chiến này bại, nhưng đối với hắn mà nói, lại tựa như từ một cái gông xiềng chung thoát khốn, cả người đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngươi đi đi. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Vũ Linh không chinh nhiên, ánh mắt phức tạp, nhìn không được hỏi, vì sao? Lâm Tầm nói, ta ngươi trong lúc đó ân oán, đều nhân tranh đoạt cơ duyên dựng lên, huống hồ, mỗi lần thất bại đều là ngươi, ngươi đã tuyển chọn hôm nay để chấm dứt, ta cần gì phải nữa tính toán chi ly, đoạt tính mệnh của ngươi. Không cần thiết, không cần thiết. Đây là Lâm Tầm nghĩ cách. Vũ Linh không trầm mặc, hồi lâu, mới chắp tay nói, đa tạ thành toàn. Lâm Tầm cũng chắp tay, vẫn chưa nói thêm cái gì. Như ngươi muốn đi tìm cổ Phật tử, có thể đi trước phủ đồ phạm thổ tìm tòi. Trước khi đi, Vũ Linh không bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tầm con ngươi đen híp một cái, nhớ ký tên này. Vũ Linh không lúc đi, y sam nhuốm máu, vô cùng chật vật, một màn này, bị vô số người tu đạo để ở trong mắt. Chỉ là, cho dù ai đều không nghĩ tới, lấy hung hoành đến xương lâm ma thần, lại sẽ bỏ qua Vũ Linh không một lần. Ngươi không lo lắng hắn bài trừ tâm ma sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tìm ngươi nữa báo lại phục. Kỳ Tinh Giao cũng có chút không giải thích được. Ta chỉ muốn mạnh hơn hắn, làm sao sợ trả thù. Lâm Tầm thuận miệng nói. Địch nhân uy hiếp, sẽ chỉ là một loại thúc giục, khiến Lâm Tầm không đến mức tự mãn cùng lười biếng. Đương nhiên, y theo hắn phán đoán, Vũ Linh không sau này chỉ sợ là không có khả năng nữa hưng khởi tìm tự mình ý niệm báo thù. Bởi vì, Vũ Linh không đã thay đổi. Người, đều là sẽ thay đổi. Như Trậm Quân Phong, như Vũ Linh không, chỉ bất quá hai người biến hóa bất đồng mà thôi. Kỳ thực môn tự vẫn lòng, hắn Lâm Tầm mấy năm nay làm sao không có biến hóa. Thuở thiếu thời, hắn ẩn nhẫn phụ trọng, mặc dù lòng mang nhiệt huyết, đi sự vô kỵ, có thể hết thảy mục đích, đều là vì chỉ lo thân mình. Mà nay, trải qua rất nhiều đau khổ cùng phát triển, hắn từ lâu cùng thuở thiếu thời bất đồng, nhìn vấn đề lòng của thái cùng quan điểm, cũng đã không giống với. Kỳ cô nương, ngươi cũng biết phù đồ phạm thổ ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Phù đồ phạm thổ, đây chính là Cấn Sơn cảnh trung cực kỳ nổi danh một mảnh cấm địa, cực kỳ quỷ dị cùng không rõ. Có người từng gặp qua ở nơi nào một tòa do vô số bạch cốt xây mà thành phù đồ tháp, chừng 3.000 tầng cao, mỗi đến buổi tối, chỉ biết hiện ra kinh khủng quỷ dị dị tượng. Kỳ Tinh Giao nói thật nhanh, mấy năm nay, cũng không có thiếu cường giả đi trước tìm kiếm, cần phải sao ngã xuống trong đó, sẽ không thu hoạch được gì mà về. Lâm Tầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, như kia cổ Phật tử giấu kín ở nơi nào, trái lại đích xác rất khó khăn bị người phát hiện kỳ tung tích. Thế nào, người đối chỗ đó rất cảm thấy hứng thú. Kỳ Tinh Giao hiếu kỳ nói, tạm thời sẽ không đi. Lâm Tầm lắc đầu, hắn còn cần đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, xem có thể không chờ tới về Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ tin tức của bọn họ. Đồng thời, cũng cần trước giải quyết một ít địch nhân. Tỷ như Minh Tử. Kỳ thực, tại Lâm Tầm ở sâu trong nội tâm, còn có một cái nghĩ cách. Khi biết được mình còn sống, Vân Khánh Bạch sẽ có cảm tưởng thế nào, lại là không dám đến cùng mình nhất quyết. Đương nhiên, ngay cả Vân Khánh Bạch cuối cùng không đến, Lâm Tầm cũng sẽ đi tìm hắn. Vân Lạc Sơn, Minh Thổ thế lực chiếm giữ chi địa. Chiêm Diên cau mày, nội tâm có chút vô cùng lo lắng. Khi hắn cách đó không xa, có một tòa màu đen minh điện, đó là Minh Tử bế quan tu hành chi địa. Mấy ngày trước, hắn và Trậm Quân Phong, Vũ Lương Âm, đã đằng đám người cùng nhau, đi trước Không Chập Sơn, muốn bức bách Vấn Huyền Kiếm Trai quy thuận. Có thể bởi vì Lâm Tầm xuất hiện, thiếu chút nữa làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Nếu không phải Chiêm Diên xem thời cơ nhanh hơn, quả quyết bỏ chạy, cũng nhất định tao ương. Lúc này, vừa nghĩ tới lúc đầu Lâm Tầm làm triển lộ ra cái loại này quét ngang hết thảy địch khí thế, Chiêm Diên trong lòng liền một trận phát lạnh. Vì vậy, từ phản hồi trước tiên, hắn sẽ chờ thời gian hơn thế, muốn mang mấy tin tức này bẩm báo cho Minh Tử. Có thể bất đắc dĩ là, Minh Tử lại chính đang bế quan. Mấy ngày qua này, Chiêm Diên có thể rõ ràng cảm thụ được, theo bọn họ lần hành động này thất bại,
Minh Thổ thế lực danh vọng, bị trước nay chưa có đả kích. Thậm chí, ngoại giới đều đang chờ xem bọn hắn Minh Thổ chê cười. Như sẽ không xuất ra một ít cụ thể đi động, sẽ chỉ làm ngoại giới cho rằng, Minh Thổ quật khởi phần thế chấp nhận này chết non. Đến lúc đó, nguyên bản quy thuận tại Minh Thổ dưới chướng đại thế lực nhỏ, sẽ nghĩ như thế nào? Minh Tử đại nhân thế nào còn không hiện ra? Cách đó không xa, Trầm Quân Phong tâm tình rất táo bạo, đi qua đi lại. Chiêm Diên Băng lãnh liếc Trầm Quân Phong liếc mắt, một cái phế vật mà thôi, chẳng lẽ còn thật cho rằng, Minh Tử còn có thể giống như trước vậy đối đãi hắn? Ngươi nhìn cái gì? Trầm Quân Phong giận dữ, ta tu vi bị phế, ngươi cũng tốt không tới chỗ nào, bất chiến trở ra, không hiện mất mặt xấu hổ. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức giết ngươi. Chiêm Diên lạnh lùng nói, một câu nói, lệnh Trầm Quân Phong sắc mặt tái xanh nảy ra, nội tâm tràn đầy một cổ khôn kẻ biệt khuất cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, hắn ngậm miệng. Chiêm Diên hừ lạnh, trong con ngươi hiện lên sâu đậm khinh thường. Mà lúc này, Trầm Quân Phong bỗng nhiên có một loại không nói ra được thất bại cùng cụt hứng. Trước kia hắn, sao mà phong cảnh, nhưng bây giờ, lại luân lạc tới cần xem khắc sắc mặt người mà bảo mệnh tình trạng, loại này chênh lệch, kích thích cả người đều bị vây một loại hỏng mất sát biên giới. Hối hận không? Ruột đều nhanh hối thanh. Đáng tiếc, hết thảy đều hối hận thì đã muộn. Liền vào lúc này, cách đó không xa kia đóng chặt Minh Điện đại môn ầm ầm mở ra, một đạo cực kỳ hiên ngang thon dài, cả người đắm chìm trong u ám đạo quang trung thân ảnh, đạc bộ ra. Theo hắn cất bước, thiên địa này đều hôn ám, một cổ làm người ta hít thở không thông uy thế cũng là tùy theo khoách tán ra. Minh Tử, phá quan ra. Lâm Tầm người này lại còn sống. Tốt, 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 năm đó phần thù, một mực làm ta dẫn cho rằng hám, hôm nay, cuối cùng được thường mong muốn. Làm từ Chiêm Diên trong miệng lý giải đến phát sinh ở Không Chập Sơn chuyện tình, Minh Tử cả người tản mát ra một cổ kinh khủng vô biên sát khí. Về phần lần hành động này có bao nhiêu người bị Lâm Tầm giết chết, Minh Tử căn bản không để ở trong lòng. Hắn tự tin, chỉ cần có mình ở, Minh Thổ quật khởi phần thế liền đã định trước không người nào có thể ngăn cản. Về phần tổn thất một ít thuộc hạ, sau này bổ sung lại một ít là được. Đại nhân, mong rằng ngài cho ta làm chủ. Trầm Quân Phong phủ phục trên mặt đất, khóc giống chảy nước mắt, hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn đều ký thác vào Minh Tử trên người. Minh Tử nhất thời nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên lướt một cái phiền chán, nhưng ngoài miệng, vẫn là nói yên tâm, ngươi đã ta Minh Thổ chiến tướng, ta tự sẽ không để ngươi như vậy phế bỏ, chờ sau này ta giúp ngươi tìm kiếm một thể xác, lấy bí pháp cho ngươi đoạt xá, đủ để cho ngươi khôi phục chiến lực. Cái này, là một loại thu mua lòng ngồi thủ đoạn. Ngay cả hắn hận không thể một cước đạp bay Trầm Quân Phong cái phế vật này, nhưng lại không thể làm như vậy, bằng không, thế tất sẽ làm những thứ kia quy thuận tại dưới chướng hắn cường giả trái tim băng giá. Nhân tâm tản, đội ngũ đã có thể không tốt dẫn theo. Đa tạ đại nhân. Trầm Quân Phong mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt. Chiêm Diên nhưng trong lòng cười nhạt, đoạt xá thành công, nhưng hắn người đạo loại cùng đạo hạnh, lại há là vậy tốt dung hợp. Ngay cả khôi phục chiến lực, sau này cũng đã định trước khó hơn nữa tại con đường thượng đặt chân tốt hơn cảnh giới. Trầm Quân Phong đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn đã không quan tâm, hắn đã cảm nhận được trở thành phế vật sau khi cái loại này sống không bằng chết tư vị, không muốn lại bị như vậy bị hành hạ đi. Chiêm Diên, cho ngươi tam ngày triệu tập nhân thủ, ba ngày sau, cùng ta cùng nhau đi trước Không Chập Sơn, chu diệt Lâm Tầm lão này, thuận tiện huyết tẩy vấn Huyền Kiếm Trai. Minh Tử hai tay thất bại vác, còn người quang yếu ớt, mà ở kỳ quanh thân, sôi trào sát khí như bắt đầu khởi động hỏa diễm, khiếp người không gì sánh được. Ba ngày sau, Minh Tử mang xuất lĩnh Minh Thổ cường giả, chạm Lâm Tầm, huyết tẩy vấn Huyền Kiếm Trai. Cùng ngày, tin tức này giống như phong bạo cuộn sạch mà mở, trong lúc nhất thời đưa tới không biết nhiều ít ồ lên cùng tiếng kinh hô. Lúc cách nhiều ngày, Minh Tử rốt cục quyết định đánh ra sao. Đi, đi xem, cái này Minh Tử có trường sinh bốn cướp cảnh chiến lực, mặc dù chưa từng tiến hành khảo nghiệm, nhưng lấy thực lực của hắn, muốn tế thân thiên kiêu kim bảng trước 30 nhóm không khó lắm. Về phần hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng Lâm Ma Thần sau trận chiến này, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Một ít nhân vật đứng đầu đều ngồi không yên, từ mỗi cái địa phương xuất động, hướng Không Chập Sơn chỗ khu vực tới rồi. Trong lúc nhất thời, tại Không Chập Sơn phụ cận, người tu đạo thân ảnh rõ ràng còn là bạo tăng. Đó là... Có người kinh hô, thấy một đầu kim sĩ đại bàng sông ngang thiên khung, cánh chim đầu đến hạ bóng mờ, mang dãy núi đều bao trùm, lượn lờ rực rỡ kim quang. Bá! Kim sĩ đại bàng lúc rơi xuống đất, đã hóa thành một gã tướng mạo không có gì lạ thanh niên,
chỉ có một đôi mắt hiện ra gai mắt kim sắc. Tiểu kim sĩ Bằng Vương. Không ít người ngược hút khí lạnh, giống như Minh Tử, cái này tiểu kim sĩ Bằng Vương cũng là một cái tại tuyệt điên chi vực trung ngang trời xuất thế cổ đại quái thai, chiến lực cường đại vô cùng. Chỉ bất quá, hắn đi sự cực kỳ khiêm tốn, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng bây giờ, hắn cũng tới không chập sơn. Oanh! Một đầu tiên phượng hoàng thanh đề, cánh chim cước thiên thời, hư không đều sụp đổ, sản sinh sấm sét vậy tiếng oanh minh, phủ vừa xuất hiện, mỹ lệ thánh khiết quang vũ rơi, hóa thành một gã dung mạo điềm tĩnh tuyệt tục nữ tử. Tiên phượng hoàng nhất mạch hậu duệ, Di La cung truyền nhân Lạc Già. Cái này, lại là một vị trói mắt vô cùng thiên chi kiêu nữ. Ha ha, hôm nay thật là náo nhiệt. Nương theo cười to một tiếng, một đạo thân ảnh đạp một đạo thanh hồng kiếm quang phá không tới. Cái này là một gã dáng người ngang tàng thon dài nam tử, quần áo như mực hắc bào, một đầu như tuyết tóc bạc, một trương như đao tạc phủ khắc thân thể cường tráng tuấn mỹ gương mặt. Giữa sân một trận sao động, nhận ra người chính là khởi nguyên thần giáo truyền nhân Diệp Ma Ha. Tựa như một màn này mạc, tại thời gian kế tiếp, lục tục diễn ra, khiến phụ cận người tu đạo đều có chút không kịp nhìn, hoa cả mắt. Trong ngày thường, muốn gặp được trong đó một vị chói mắt nhân vật đều khó khăn, mà bây giờ, lại ùn ùn kéo đến. Bực này rầm rộ, ai ra mắt? Một trận chiến này, vô luận thắng bại, nhất định vạn chúng chú mục, oanh động cả cửu cảnh. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, là Minh Tử cùng đại quân mà đến, một hồi đủ để có thể nói có một không hai quyết đấu cũng liền mang giật lại màn che. Chỉ là, phần lớn người kỳ thực có chút thay Lâm Tầm lo lắng. Mọi người đều biết, Minh Tử đã đặt chân trường sinh bốn cướp cảnh, mà lại không nói chuyện cái khác, vẹn vẹn chỉ là tại tu vi, liền ổn đè ép Lâm Tầm một đầu. Tại đây chờ dưới tình huống, Lâm Tầm có hay không dám ứng chiến? Đương nhiên, mọi người đều rõ ràng, mặc kệ Lâm Tầm có dám hay không đối chiến, Minh Tử này tới, là thế tất yếu hạ ngoan thủ. Đoạn thời gian này tới, thượng cửu cảnh bị vây một loại tương đối an tĩnh cục diện, ai có thể nghĩ, lại nhân Lâm Tầm sống trở về, vén gợn sóng lên, thật không hổ là một cái ma thần nhân vật. Rất nhiều người đều ở đây cảm khái. Ngoài giới thay đổi bất ngờ, tại không chập sơn thượng, một đám vấn huyền kiếm trai truyền nhân cũng đều tâm sự nặng nề, thần sắc ngưng trọng. Minh Tử xuất lĩnh đại quân, gần tới phạm, để cho bọn họ làm sao có thể không khẩn trương. Có thể nhường cho Kỳ Tinh Giao, mà Thiên Hà kinh ngạc là, tại đây chờ phong vũ phiêu diêu thế cuộc khẩn trương hạ, Lâm Tầm lại như một người không có chuyện gì dường như, bước chậm tại không chập sơn trên dưới. Hắn khi thì ngắt lấy vài cọng hoa dại, khi thì lại huy tụ, mang một gốc cây cổ mộc nhổ tận gốc, na di tại địa phương khác. Khi thì lấy tay một chảo, mang một mảng lớn tầng mây câu nệ, bao trùm tại núi đá cổ nham thượng. Khi thì lại đang sơn động ở chỗ sâu, đình đình đang đang địa đào ra một cái hố động. Ngắn hai ngày, nguyên bản thần thanh tú thanh u không chập sơn, đã diện mục trước không, khắp nơi đều bày biện ra một loại xốc xếch dáng dấp. Lâm huynh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Minh Thổ đại quân chỉ biết tại Minh Tử dưới sự xuất lĩnh đến đây, ngươi nghĩ chúng ta nên làm những gì chuẩn bị? Mạc Thiên Hà lo lắng nói. Đây đã là hắn lần thứ 6 tìm đến Lâm Tầm. Không phải nói sao, các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại trên núi xem cuộc vui là tốt rồi. Lâm Tầm lúc nói chuyện, mang một khối chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ thanh kim đồng mẫu nắm lên, khảm vào một bên mới vừa đào ra nham thạch trong khe. Hắn dáng vẻ nhàn nhã đi chơi, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Mạc Thiên Hà một trận cười khổ, Lâm huynh. Đến lúc nào, ngươi tổng nên nói một câu, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì à? Đến lúc đó, ngươi vừa nhìn liền biết. Lâm Tầm lộ ra một cái giữ kín như bưng dáng tươi cười. Cuối cùng, Mạc Thiên Hà một trận than thở, xoay người đi. Tuy nói Lâm Tầm biểu kỳ, để cho bọn họ ngồi xem phong vân là tốt rồi, nhưng... bọn họ lại nơi nào ngồi ở? Hôm nay cái này không chập sơn phụ cận, hội tụ không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại. Có thể nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mưa gió muốn tới. Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như thế, chỉ sợ chưa từng pháp bình tĩnh. Hắn nói như thế nào? Trong đại điện, Kỳ Tinh Giao hỏi. Khiến chúng ta xem cuộc vui, cái gì đều không cần làm. Mạc Thiên Hà một trận đau đầu. Vậy xem cuộc vui, Kỳ Tinh Giao lại tựa như trường thở phào nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng, thong thả nói, ngươi không biết Lâm Tầm, nhưng ta giải, người này vì sao bị coi là ma thần. Rất đơn giản, một câu nói, tài cán vì người không thể là. Có thể đó là Minh Thổ đại quân, còn có Minh Tử đích thân tới. Mạc Thiên Hà mặt ủ mày trao. Hắn đối Lâm Tầm năng lực không phải là không tín nhiệm,
có thể thấy cục phần nghiêm trọng, làm hắn không cách nào không lo lắng. Kỳ Tinh Giao cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ lý giải Lâm Tầm đã qua của người, mới sẽ minh bạch, tựa như trước mắt như vậy hung hiểm cục diện, Lâm Tầm dĩ vãng cũng không thiếu trải qua. Có thể hắn đến nay còn sống được thật tốt. Lúc này đây, Lâm Tầm có thể không nữa sáng lập một cái thường nhân không thể kỳ tích. Kỳ Tinh Giao cũng không dám xác định. Nhưng nàng tình nguyện tin tưởng Lâm Tầm có thể làm được. Ôm ôm. Ngày thứ ba, thiên địa run lên bần bật, từ cực xa chỗ địa phương, vang lên một trận như sấm sét vậy tiếng oanh minh, chấn đắc phong vân biến sắc, đại địa chiến túc. Như thiên quân vạn mã hóa thành dòng thác, cuộn sạch thiên địa mà đến. Tới. Trong sát na, nguyên bản đợi chờ tại Không Chập Sơn phủ cận mọi người, đều bị kinh động, thích thả ra thần thức khuếch tán đi qua. Chỉ thấy xa xa trong thiên địa, hung cầm cướp không, mãnh thú chạy trồm, như thủy triều người tu đạo, sống đạp độn quang, hoặc cưỡi, trùng trùng điệp điệp hướng bên này vọt tới. Mơ hồ có thể thấy, kia đại quân bầu trời, sát khí cuồn cuộn, hóa thành các loại kinh khủng dị tượng, lệnh thiên địa đều trở nên hôn ám. Một cổ vô hình sát khí cũng là như phô thiên cái địa cuốn tới. Nhất thời, không ít người đều biến sắc, tâm thần chiến túc. Xa xa vừa nhìn, kia minh thổ đại quân, ít nhất, có hơn 1.000 phần chúng, thực lực yếu nhất đều có vương cảnh tu vi, trong đó, tuyệt đỉnh vương cảnh càng nhìn mãi quen mắt. Cũng có người cười nhạt, những năm gần đây, minh thổ tóm thâu tất cả lớn nhỏ hơn 10 người thế lực, có thể có được bực này lực lượng không phải là rất bình thường sao. Đáng tiếc, xét đến cùng, chẳng qua là một đám người ô hợp, như minh tử bị giết. Cái này minh thổ thế lực tất nhiên cây đổ bầy khỉ tan. Không ít người trong lòng đều rất tán thành. Minh thổ quật khởi phần thế mặc dù làm người ta ghé mắt, nhưng lại cũng không phải là bền chắc như thép, chính là do bất đồng thế lực người tu đạo tổ hợp mà thành. Minh tử một khi gặp chuyện không may, cái này quy thuận minh thổ thế lực tất nhiên sẽ sụp đổ. Bất quá, lúc này nói cái này đều nói còn quá sớm. Vô luận thừa nhận hay không, lúc này minh thổ thế lực, đúng là như nhật trung thiên, khí thế như hồng thời điểm. Người này, ngược đích sắc thiên phú gì run sợ, có cùng bẩm sinh tới đại khí vận. Cùng lúc đó, một ít nhân vật đứng đầu, thì đưa mắt đều tập trung tại nơi minh thổ đại quân người cầm đầu trên người. Đó là minh tử, thân ảnh cực kỳ hiên ngang thon dài, quần áo rộng tay áo hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cao ngạo, đôi mắt sâu thẳm như ngục, cả người vòng quanh một luồng sợi tối nghĩa u lãnh sáng bóng. Mặc dù rất ít một người, đã có khí động càn khôn. Kinh sợ bát hoang bế nghế chi khí, trong nháy mắt, liền trở thành quần hùng chú mục chính là nhân vật tiêu điểm. Mà sau lưng hắn, đại quân đi theo, khí thế sông tiêu, làm nổi bật được hắn uy thế bộc phát bất phàm. Không Chập Sơn phụ cận, đoàn người tự động tách ra một cái rộng khu vực, căn bản không dám ngăn trở. Cuối cùng, cái này một chi minh thổ đại quân tại Không Chập Sơn trước chứ đủ. Bầu không khí, cũng theo đó trở nên sơ sát tiêu điều vô cùng, nguyên bản sáng sủa thiên khung. Lúc này đều trở nên hôn ám, bị cuồn cuộn sát khí đầy rẫy. Như đổi thành vương cảnh dưới cường giả, đều căn bản không dám ở chỗ này chứ đủ, chỉ là vậy chờ kinh khủng uy áp, đều đủ để đưa bọn họ nghiền nát. Hôm nay, ta minh thổ muốn ở đây giết Lâm Tầm, huyết tẩy Không Chập Sơn, không cho phép ai có thể, tốt nhất dừng lại xa một ít. Hoàn toàn yên tĩnh, minh tử thanh âm trầm thấp, như tiếng sấm, ù ù kích động. Rất nhiều người tu đạo trong lòng căng lên, vô ý thức lại thối lui một khoảng cách. Mà tựa như tiểu kim sĩ bằng vương, Diệp Ma Ha những người này vật, thì tự có dựa, sẽ không cứ như vậy bị một câu nói kinh sợ tránh lui. Ta cũng biết, chư vị là tới xem náo nhiệt, bất quá, từ tục tiểu nói đằng trước, đợi trong sát phạt, ai dám nhúng tay, người đó chính là ta minh thổ tử địch, giết không tha. Minh tử đôi mắt đảo qua toàn trường, thần sắc lãnh khốc. Hắn đương nhiên cũng nhận thấy được, giữa sân đủ một ít cực kỳ đứng đầu tàn nhẫn người. Vì vậy mới có này nhắc nhở. Mau đánh a, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Bỗng nhiên, một đạo không nhìn được thanh âm vang lên. Mọi người cả kinh, dương mắt nhìn sang, chợt liền bừng tỉnh, mở miệng nói chuyện, chính là tiểu kim sĩ bằng vương. Minh tử liếc tiểu kim sĩ bằng vương liếc mắt, không nói thêm gì. Sau đó, hắn đạp bộ tiến lên, chắp tay với vác, một đôi con ngươi đột nhiên nhìn về phía xa xa Không Chập Sơn, môi trùng phát ra một đạo hét lớn. Lâm Tầm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh chấn cửu tiêu, kích động khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa lộ vẻ cuồn cuộn hồi âm, lạnh thấu xương sát khí như có thực chất, lệnh hư không đều sụp đổ, phụ cận nham thạch cây cỏ tại trong nháy mắt đều bị bột mịn. Quần hùng ghé mắt, đồng thời nhìn về phía Không Chập Sơn. Nghe ta, các ngươi liền sống ở chỗ này, vô luận như thế nào,
cũng đừng bước ra sơn môn. Không chập sơn thượng, Lâm Tầm chăm chú căn dặn. Kỳ Tinh Giao cùng Mạc Thiên Hà chờ một đám vấn huyền kiếm trai truyền nhân đều mặt mang vẻ buồn rầu. Minh Thổ thế lực lần này nghiễm nhiên giống như là dốc toàn bộ lực lượng, thế cục so với bọn hắn dự đánh giá muốn càng hung hiểm. Điều này làm cho Kỳ Tinh Giao cũng bắt đầu không bình tĩnh. Nhưng cuối cùng, tại Lâm Tầm kia kiên định quyết tuyệt thái độ hạ, bọn họ còn là đồng thời đáp ứng. Yên tâm, kia Minh Thổ thanh thế lớn hơn nữa, cũng bất quá là một đám lão ma vở hài kịch, chịu không nổi một kích. Lâm Tầm mỉm cười, xoay người đạp không dựng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Minh Tử kia băng lãnh vô cùng thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, như sấm bên tai. Nửa đối so Lâm Tầm vừa mới nói, Kỳ Tinh Giao bọn họ nhất thời đều lòng mang kích động, kìm lòng không đậu siết chặt nắm tay. Vô số ánh mắt nhìn soi mói, Không Chập Sơn trước cửa, Lâm Tầm côi cút một người đi ra. Nhất thời, một ít gần nhất ba ngày vừa mới đến cường giả đều sao động, quả nhiên là Lâm Ma Thần, hắn đây là dự định một người ứng chiến. Lâm Ma Thần, Diệp Ma Ha trong lòng thì thào, còn người do như thiểm điện, chăm chú vào Lâm Tầm trên người. Trước đây, hắn cũng đã nghe nói qua rất nhiều về Lâm Tầm nghe đồn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được Lâm Tầm. Hơi một tá lượng, hắn liền âm thầm gật đầu, trên người đối phương có một loại kinh nghiệm sát phạt khả năng ma luyện ra khí thế, khiến hắn như thấy được người trong đồng đạo. Nhiều năm không thấy, Lạc Gia tâm thần hoảng hốt. Nàng và Lâm Tầm từng có đếm rõ số lượng lần cùng xuất hiện, quan hệ cũng không sai. Lúc này đây đến đây, trong lòng đã tối làm quyết định, Lâm Tầm gặp bất chắc, nàng không ngại thượng đi đắc tội một chút Minh Tử. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương lại suy địa một tiếng cười ra, hình như có chút thất vọng, lắc đầu nói, ta còn tưởng là một cái ba đầu sáu tay vầy hung nhân, nhưng không ngờ một điểm phong mang cũng không có. Tại trong cảm nhận của hắn, Lâm Tầm khí tức kỳ thực cực kỳ không tầm thường, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng lại kém một chút một ít, khó tránh khỏi sẽ sản sinh chênh lệch. Trừ này, giữa sân thượng có thật nhiều nghị luận. Đều tại phỏng đoán, Lâm Tầm lần này hiện thân, đến tột cùng là có nắm chắc tất thắng, còn chưa phải được đã mà thôi. Chỉ ngươi một người chịu chết. Trong hư không, Minh Tử con ngươi như điện, thanh âm mang theo hàn ý. Hắn thân thể thon dài, cả người vòng quanh một luồng sợi tối nghĩa u lãnh đạo quang, ngật đứng ở đó, như một tôn minh thần lâm thế, khí thế không gì sánh được khiếp người. Đối, một mình ta, là được đưa các ngươi đi tìm chết. Lâm Tầm gật đầu, thần sắc thản nhiên, hắn ngật đứng ở đó, phiêu nhiên tuyệt trần, cũng không đường hoàng bế nghễ chi khí. Cái đó và hắn con đường có quan hệ, lúc nội liễm, cả người đều cô động như bàn thạch, yên tĩnh như bình hồ, có thoát tục xuất trần chi khí. Chỉ khi nào bảo phát thì như kiếm tiên phá không, kinh thiên động địa. Ha ha, năm đó ngươi và con kia tặc điểu liên thủ, xuất kỳ bất ý đoạt ta chí bảo, điều này làm cho ta đến nay dẫn cho rằng hận, hôm nay, cũng nên hoàn toàn đoạn một chút. Minh Tử cười khẽ, trong con ngươi toát ra khắc cốt ghi xương hận ý cùng sát khí, chờ giết ngươi, cái này Không Chập Sơn, cũng mang hóa thành phế đất, bị máu tanh bao trùm. Lâm Tầm ồ một tiếng, vậy phải xem ngươi là không có khả năng này. Đại nhân, mời ra động ngài lôi đình vạn quân thủ đoạn, mang lão này tốc tốc chém giết. Một cái sớm đã trở thành đi qua Lâm Ma Thần, đâu có tư cách cùng ngài quyết đấu, đại nhân, không bằng do ta bỏ ra tay, cầm giết người này. Đại nhân, giết hắn. Minh Thổ cường giả tại hô to, đằng đằng sát khí, đối Minh Tử có cái này vô cùng tự tin, theo bọn họ, Minh Tử là con trai của trời xanh vậy tồn tại, đánh chết Lâm Tầm chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không Chập Sơn thượng, Kỳ Tinh Giao bọn họ đều khẩn trương quan tâm, thần sắc ngưng trọng, giữa hai lông mày lộ vẻ vẻ buồn rầu. Lâm Tầm, đến tột cùng có thể đi sao? Bá! Minh Tử đôi mắt đang mở hí, phụt ra ra lưỡng đạo u thanh sắc trùm tia sáng, đột nhiên hóa thành một đôi thanh sắc thần kiếm. Ở trên hư không trung giao thoa, tiếng chuông rung động, hướng Lâm Tầm chém giết đi. Mọi người đều kinh, đại chiến tại đây một cái chớp mắt sẽ bạo phát. Chỉ là vừa nhấc mắt mà thôi, liền diễn dịch ra cái này một đáng sợ dị tượng, thần kiếm giao thoa, ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực, kinh người hết sức. Minh Quang Đạo Đồng, có người sợ hãi than. Đây là một loại cùng bẩm sinh tới siêu tuyệt thiên phú, phàm là có, đều vì tuân theo thiên vận mà tổn kỳ tài. Rất nhiều người đều đã rõ ràng, Lâm Ma Thần lần này đụng phải một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. MU tiếng bò giống. Trong hư không như là có chân long phần ngâm vang vọng, chấn đắc mọi người thần hồn hồi hộp, khí huyết quay cuồng. Chỉ thấy tại Lâm Tầm dưới chân, một đầu băng ly hóa thành chân long, uốn cong nhưng có khí thế bay lên không, tàn mát ra rào rạt long uy đạo quang, mang kia một đôi thần kiếm ma diệt. Tiếp tục nhằm phía Minh Tử. Phanh.
Tại Minh Tử trước người, hiện ra một luồng sợi tối như u lãnh đạo quang, ngưng tụ làm một phương bảo nham, trên có khắc tam sinh, hai cái phong cách cổ xưa đại tự, trong nháy mắt đã đem ra sức mà đến chân long chấn giết, quang vũ nổ đùng. Đại nhân không dâu lưu thủ, giết hắn. Minh thổ cường giả đều hô uống, phảng phất đặt mình trong chiến trường, là bọn hắn đang chiến đấu, cả người rất đầu nhập, một bộ nhiệt huyết sôi sục thần sắc. Phụ cận tâm tình của mọi người cũng bị điều động, nín hơi ngưng thần, khẩn trương quan tâm. Tiêu Thất 4 năm, ngươi có thể đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh, xem ra cũng là thu được không ít cơ duyên, bất quá, ở trong mắt ta, còn chưa đủ xem. Minh tử vận chuyển tu vi, thân ảnh cước không, thế như minh thần xuất kích, mang theo ngập trời u lãnh khí tức, hướng Lâm Tầm lao xuống, thần uy cái thế. Giờ khắc này, thiên địa quy tịch, tất cả mọi người câm miệng, giữa sân táo tạp thanh âm cũng tiêu thất, tất cả đều mang tâm thần tập trung chiến trường. Minh tử xuất kích, triển lộ vô cùng thần uy, vậy chờ phong phạm, lệnh thiên địa vạn vật đều lờ mờ, đủ để lay động thập phương sơn hà. Bên kia, Lâm Tầm cũng đã xuất kích. Nguyên bản, hắn khí tức linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần, mà khi xuất động một cái chớp mắt, giống như ngủ đông đích thực long vào thời khắc này ra vực sâu, quanh thân nổ vang, kéo thiên địa đại thế, đạo quang vô lượng. Ầm ầm, hai người đụng vào nhau, như nhật nguyệt giao phong, tựa như thần ma quyết đấu, nghìn trượng trong phạm vi hư không tại trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ bảo toái. Chỗ đó, khắp nơi đều là rực rỡ đạo quang, khắp nơi đều là cuồn trào mãnh liệt tứ ngược sát khí, dễ như trở bàn tay, càn quét càn khôn. Rất nhiều cường giả kinh hô, Thương Hoàng tránh lui, ánh mắt một trận đau đớn, lúc này đây giao phong, quá mức kinh thế hãi tục, vượt quá tưởng tượng. Minh tử kiêu u lãnh đạo quang như luyện ngục, sát phạt càn khôn giữa. Mà Lâm Tầm lực lượng thì như chân long ra đại vực sâu, ngạo khiếu cửu thiên thập địa. Hai người, một cái như minh thần, một cái như ma thần, đây đó đánh giết với hư không, lộ ra ra nhất mạc mạc kinh khủng dị tượng, đạo âm chấn động không dứt. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ sau, hai người tách biệt, đây đó các lập nhất phương, khí tức đều bộc phát hừng hực cùng mạnh mẽ. Bất phân thắng phủ, lần đầu giao phong, mọi người đều một trận quáng mắt, trong lòng rung động. Thương, 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 kèm theo thanh âm chói tai, tại Minh tử phía sau, hiện ra cửu chuôi thanh đồng chiến mâu. Đều phong cách cổ xưa chìm hồn, nhuộm đỏ tươi huyết sắc, tản ra khí tức thì tràn ngập tử khí, hôi mông mông. Làm người ta xa xa vừa nhìn, đều ra đầu tê dại. Không thể hoài nghi, cái này một tổ chiến mâu, lai lịch kinh thiên. Cùng lúc đó, Lâm Tầm quanh thân hiện lên chín giống như thần kim đổ bê tông mà thành cướp tự phủ số, xếp đặt cùng một chỗ, ầm ầm đón đánh đi tới. Oanh! Trong sát na, kia trong hư không chiến mâu ngang dọc, long lực kích động, đạo quang bạo phát. Mơ hồ có thể thấy được, có U Minh Tu La cầm chiến mâu sát phạt, có Băng Ly, Bệ Ngạn, Phách Hạ chờ kinh khủng viễn cổ hung thú hiện lên. Có minh âm như sấm, có long ngâm vang vọng, rất có thi sơn biển máu, huyết vũ giản dụa dị tượng hiện lên. Giữa hai người, các loại lực lượng đụng nhau, pháp tắc chi lực như chút xuống thủy triều nổ vang. Thật mạnh, đây mới thực sự là cự đầu cấp đấu võ sao. Rất nhiều người biến sắc, linh hồn nhỏ bé đều ở đây chiến túc, vẹn vẹn nhìn xa xa. Liền để cho bọn họ giận cả tóc gáy, như rơi vào hầm băng. Nếu là đặt mình trong đó, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Mà tựa như tiểu kim sĩ bằng vương, Diệp Ma Ha cái này nhân vật đứng đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mà chăm chú, hết sức chăm chú. Tựa như bực này quyết đấu, ngay cả là tại thượng cửu cảnh chung, cũng có thể nói có một không hai cùng hiếm lạ, quá khó khăn được. Hư không thượng, một người tắm rửa u minh chi quang, như minh thần từ luyện ngục chung đi ra. Tên còn lại thì bế nghễ như ma thần, hoành hành vô kỵ, sát phạt khí ngập trời. Hai người kịch liệt va chạm, trong nháy mắt công phu, đã giao thủ hơn trăm lần, tình hình chiến đấu phần thịnh, dẫn phát toàn trường chú mục. Không phải không thừa nhận, Minh tử cường đại đến khiến lòng run sợ, xa không phải là 4 năm trước có thể sánh bằng. Nhưng đồng dạng, Lâm Tầm cho thấy chiến lực, cũng lệnh vô số người ghé mắt, trở nên động dung. Tiêu Thất 4 năm. Lại có thể lấy trường sinh ba kiếp cảnh tu vi và Minh tử đấu võ, cái này bản thân liền có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm mỗi một thốn ra thịt đều ở đây dâng lên đạo quang, thập phần sáng lạn, đến cuối cùng, cả người như một ngụm loạn thế lò lớn, rào rạt thiêu đốt, hủy diệt lực kinh người. Hai người từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, kịch liệt chém giết, tiên huyết cũng là thỉnh thoảng rơi. Đây là Lâm Tầm tự đặt chân trường sinh ba kiếp cảnh tới nay, đụng phải một người cường đại nhất đối thủ, hắn cũng không dám phớt lờ. Dù vậy, cũng ở trong chiến đấu bị thương. Nhất là Minh tử trong tay cửu chuôi chiến mâu,
có thể nói thần binh lợi khí, sắc bén vô cùng, mỗi một lần sát phạt, chỗ đó chỉ biết bạo tạc bột mịn. Đổi thành những cường giả khác đi tới, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết rơi. Mọi người chố mắt, tâm đều treo lên, bởi vì nhìn ra, Lâm Tầm Tại trong đối kháng bị thương, cơ thể nhúng huyết, điều này làm cho người kinh hãi. Dĩ vãng Lâm ma thần, thế nhưng bách chiến bách thắng, công đều bị khắc. Bởi vậy có thể nghĩ, Minh Tử phần thực lực có bao nhiêu đáng sợ, không hổ là từ Minh Hà cấm địa chung được xuất bản một vị cổ đại quái thai, vô cùng cường đại. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới, Minh Tử cũng không chịu nổi, hắn thân thể hơi chiến túc, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Ông! Bỗng dưng, Lâm Tầm một chỉ án ra, tựa như vạn cổ xuân thu đại thế hội tụ, trùng trùng điệp điệp, thuận phần người xương, nghịch phần người vong. Sát na xuân thu, không ít người trong lòng chấn động. Mà tựa như tiểu kim sĩ bằng vương chờ nhân vật đứng đầu, thì đôi mắt sáng ngời, đại phóng tia sáng kỳ dị. Phốc, tại đây một chỉ dưới, đổi thành kỳ đối thủ của hắn, đủ để bị nghiền ép. Nhưng cuối cùng, Minh Tử vẻn vẹn chỉ là bị thương, bị chỉ lực trùng kích được thân ảnh lảo đảo rút lui, nửa nhìn không được ho ra một búng máu tới. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tầm trong ngực giữa xuất hiện một đạo vết máu, da chóc thịt bong, sâu thấy tới xương, đây là bị một đạo chiến mâu hỏa thương. Hai người đều bị thương, cũng nhìn không ra thục yêu thục kém. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, tương giác mà nói, Lâm Tầm đã biểu hiện cũng đủ kinh người. Bởi vì, hắn tại tu vi thượng vốn là yếu hơn Minh Tử một cái cảnh giới, lại có thể ở trong chiến đấu địa vị ngang nhau, cái này quá kinh người. Dầm! Tại Minh Tử trên người, bốc lên hừng hực đạo quang, lệnh quanh người hắn thương thế tại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này chữa trị thương thế thủ đoạn, quả thực có thể nói nghịch thiên, cái này còn làm sao chém giết. Ai còn có thể là đối thủ của hắn? Có thể lập tức, mọi người ngạc nhiên vô cùng phát hiện, tại Lâm Tầm trên người, theo một tầng tối nghĩa đạo quang lưu chuyển, thương thế của hắn cũng đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp. Cái này, tất cả mọi người chấn động không nói gì, hai người đã đổ máu mấy trăm lần, đều đã bị thương buồn thiêu, nhưng bây giờ, lại đều lại lần nữa khôi phục qua đây. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thăm dò kết thúc, kế tiếp, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Minh Tử sắc mặt băng lãnh, môi trung phát ra một chuỗi tối nghĩa phức tạp âm tiết, do Như Lai tự u minh chỗ sâu phong âm. Mà khí thế của hắn, cũng theo đó bắt đầu một kế tiếp kéo lên. Ồm ồm, nương theo Minh Tử khí tức quanh người kéo lên, phụ cận thiên địa, như nghịch chuyển điên đảo, sản sinh kinh khủng nổ vang, chấn đắc người như muốn ho ra máu. U Minh Bát Thần Công. Tiểu Kim Sĩ bằng vương động dung, nỗi lòng chấn động. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu người kinh hô, nhận ra đây là từ lâu tại vạn cổ tuế nguyệt trước thất truyền một môn tuyệt học. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ vào lúc này lại thấy ánh mặt trời, bị Minh Tử nắm trong tay. Rất nhiều người cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh, thở dài không ngớt. Minh Tử quả nhiên là có đại khí vận ngưng theo thiên kiêu, ngay cả bực này thất truyền thật lâu chấn thế tuyệt học đều bị kỳ tu luyện. Thực sự quá kinh người. Cái gọi là U Minh Bát Thần là diễn dịch tám loại thần linh pháp tướng cùng mình thân hòa hợp một lò, lúc quyết đấu như thu được thần minh chi lực gia trì, đoan đích thì kinh khủng vô cùng. Nghe đồn phương pháp này tu luyện tới cực hạn, đủ để ngưng tụ ra nhất phương chân chính U Minh luyện ngục, lấy bát thần chi lực vi dẫn, có thể chấn áp khốn giết hết thảy đại địch. Lúc này chỉ thấy Minh Tử phía sau hư không lộ ra ra từng đạo hư vô vậy vĩ ngạn thân ảnh, như đến từ thiên ngoại thần chi, đầy dẫy lớn lao uy nghiêm. Oanh! Minh Tử huy quyền đánh tới, bắn ra vô cùng dị tượng, trong lúc mơ hồ, như có thần chi giống giận vang vọng, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Trong nháy mắt, Lâm Tầm như đặt mình trong kinh đào hái lãng trong đại dương bao la, tùy thời đều biết che không, bị đánh chết với kinh khủng kia quyền kình. Rất nhiều kinh hô ở trong sân vang lên, ngay cả Không Chập Sơn thượng kỳ tinh giao, Mạc Thiên Hà bọn người sắc mặt chợt biến, đây mới là Minh Tử chân chính chiến lực. Quả thực thật là đáng sợ. Thái cực. Tại đây cuộn trào mãnh liệt quyền kình chung, Lâm Tầm hai tay hư nâng, với trong hư không ra quyền, tay phải dẫn phát cực dương chi lực, thông thấu hừng hực, tay trái đảo ngược dẫn dắt cực âm chi lực, đen nhánh như mực. Động tác cổ sơ bình thản, diễn dịch tự nhiên phần quý tích. Ông. Trong sát na, một vòng âm dương thái cực đồ án hiện lên, thanh chọc rõ ràng, hắc bạch giao hòa, như khởi nguyên cùng chung kết tại một cái trong luân hồi tuần tự, hiện ra vô cùng vô lượng viên mãn khí tượng. Kia cuộn trào mãnh liệt mênh mông quyền kình, kinh khủng bực nào, nhưng lại bị cái này thái cực đồ án ngăn trở, một tấc thốn ma diệt rơi, quang vũ như bộc vẩy ra.
Mọi người thấy được tâm thần đều chiến, thái cực, 99 điều thông thiên đại đạo một trong. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Lâm Tầm sẽ ở dùng loại này kỳ diệu đại đạo lực lượng tới hóa giải U Minh Bát Thần Công. Oanh! Trong hư không, lúc thái cực đồ án tán loạn, kia một đạo quyền kình cũng theo đó tan rã. Thái cực đại đạo đích xác không tầm thường, đáng tiếc, còn chưa đủ xem. Minh Tử thần sắc lãnh khốc, thần uy rung trời, tản mát ra vô địch khí khái. Lúc nói chuyện, hắn đã đạp không mà đi, từng đạo thần chi hư ảnh vần quanh kỳ quanh thân, làm nổi bật được hắn ví như minh thần lâm thế. Oanh! Hắn bắt đầu tùy ý diễn dịch U Minh Bát Thần Công, từng chiêu từng thức, hiển hiện ra băng thiên, hủy địa, loạn càn khôn uy thế. Trong nháy mắt, Lâm Tầm rơi vào bị động, phong mang bị áp chế. Thái cực đại đạo, mặc dù đã bị hắn đạt tới đạo đế tình trạng, nhưng chung quy không bằng đạo tắc chi lực. Lúc này bị Lâm Tầm ngự dùng đến, chỉ có thể bày biện ra một loại bị động phòng ngự trạng thái, mà không cách nào triệt để phát huy ra cái này một môn thông thiên đại đạo đích thực chính uy năng. Giữa sân, kịch liệt chiến đấu không ngớt. Ai có thể đều nhìn ra, Lâm Tầm sớm muộn cũng bị triệt để áp chế. Hắn tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Hắn dù sao cũng là trường sinh ba kiếp cảnh, có thể cùng Minh Tử chinh chiến đến lúc này, đã xưng là kinh người, ngay cả bị thua bị giết, cũng không tổn hại sinh tiền uy danh. Có người dám khái, Minh Tử đại nhân thần công vô địch, ai có thể tranh phong. Những minh thổ đó cường giả đều phấn khởi kêu to lên. Làm sao sẽ? Kỳ Tinh Giao bọn họ cả người phát cứng, tình cảnh bi thảm. Oanh! Lại là một kích, Lâm Tầm bị đánh lui, thân ảnh đều ở đây lay động. Ký chỉ này tai, còn nói rằng ma thần, quả thực chợt thiên hạ to lớn kê. Minh Tử thanh âm băng lãnh, động tác một điểm không chậm, phá không sát phạt mà đến. Lâm Tầm lấy trường sinh ba kiếp cảnh tu vi, có thể cùng hắn kịch chiến đến lúc này, làm hắn kỳ thực có chút căm tức, coi là sỉ nhục. Lúc này, hắn chiếm trước tiên cơ, bị vây ưu thế tuyệt đối, tự sẽ không cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội khôi phục. Gióng giạc, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, ta chân chính thực lực. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, vô số người ồ lên, đều bị kinh đến rồi, lẽ nào đều cho tới bây giờ, Lâm Tầm còn không từng vận dụng chân chính lực lượng. Như vậy, liền quá sấm nhân. Oanh! Chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân khí thế chợt biến đổi, cả người tinh khí thần như sôi trào, đại phóng quang minh, từng đạo quang vũ như thần hoàn, lượn lờ kỳ quanh thân. Giết! Hắn lạnh con ngươi như điện, nghênh vọt lên, cái này một cái chớp mắt, nhai tí chi nộ, đấu chiến thánh pháp bị hắn kể hết thúc dục vận chuyển mà mở. Phanh! Phủ vừa giao phong, nguyên bản thế không thể đỡ Minh Tử, đúng là bị Lâm Tầm một quyền lay động, thân thể đều run lên bần bật, bay rớt ra ngoài. Toàn trường một tịch, tất cả mọi người trợn to hai mắt, cái này Lâm Ma Thần đích xác trở nên không giống nhau. Lúc này mới có ý tứ. Diệp Ma Ha trong lòng nổi lên một trận kích động, như vừa mới Lâm Tầm liền vậy bị chấn áp, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Ngươi nghĩ rằng ta không có ẩn giấu chiến lực. Trong hư không, Minh Tử tức giận, phát ra một tiếng thét dài, lần thứ hai sát phạt. Oanh! Hai người lại một lần nữa kịch liệt sát phạt cùng một chỗ. Tại giữa bọn họ, thần lực cuộn trào mãnh liệt, pháp tắc đan vào, như nước thủy triều vậy đạo âm cùng đạo quang hóa thành nhất trọng trọng kinh thế vậy dị tượng, ở nơi nào kịch liệt tranh phong. Nơi này trong thiên địa, một mảnh hỗn loạn, rách nát, hủy diệt dấu hiệu. Hai người đều diễn dịch tự thân pháp, bày ra viễn siêu tầm thường hiểu tuyệt đỉnh chiến lực, như châm chọc đối dâu, kinh khủng vô cùng. Đây là đủ để kinh thế hãi tục đỉnh đại quyết đấu, dĩ vãng khó gặp. Xem cuộc chiến mọi người, đều tránh lui không chỉ một lần, bởi vì này chờ quyết đấu sinh ra lực lượng hủy diệt quá kinh khủng, một khi bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối sẽ có chết phần nguy. Chúng ta đều khinh thường Lâm Tầm, hắn tại tuyệt đỉnh con đường thượng thành tựu, từ lâu đạt được không cách nào tưởng tượng tình trạng, bằng không, đoạn không có khả năng tại kém một cái cảnh giới dưới tình huống, vẫn có thể cùng Minh Tử giết được lực lượng ngang nhau. Một ít nhân vật đứng đầu nói nhỏ, như Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Diệp Ma Ha, Lạc Giả đám người, cũng đều từ lâu nhảy cảm đoán được điểm này, làm cho bọn họ cũng không nguyễn động dung, thần sắc khác nhau. Mà ở Không Chập Sơn Thượng, Kỳ Tinh Giao bọn họ buộc chặt đích tình tự lúc này mới hòa hoãn một chút. Lâm Tầm cho thấy mạnh mẽ chiến lực, đồng dạng làm bọn hắn ngoài ý muốn. Giữa sân, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Tầm cùng Minh Tử tách biệt, đều cả người nhuốm máu, thân ảnh lảo đảo, phụ thương. Minh Tử đôi mắt màu đỏ tươi, sát khí như phí, sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ. Hắn thật không ngờ, Lâm Tầm có thể kiên trì đến bây giờ. Mà Lâm Tầm,
y sam vỡ vụn, tóc dài rối tung, con ngươi đen u lãnh như vực sâu, đồng dạng cũng không nghĩ tới, Minh Tử lại sẽ như vậy khó chơi. Hai người giữa, lạnh thấu xương sát khí cùng vô cùng khí thế của đụng chạm, lệnh không ít người tu đạo đều có loại hít thở không thông vậy cảm giác. Giữa sân đã tĩnh mịch không gì sánh được, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không có mở miệng nữa, khẩn trương chú ý. Thương! Kia cửu chui nhuốm máu thanh đồng chiến mâu hiện lên, Minh Tử phát ra một đạo giận lôi vậy gào thét, đầu đầy như máu tóc dài bay ngược. Giết! Quanh người hắn bị thần linh hư ảnh chi lực gia trì, điều khiển cửu chui nhuốm máu chiến mâu, lần thứ hai xuất kích. Kỳ uy thế, đúng là lần thứ hai cường đại rồi một mảng lớn. Người này ẩn núp thật sâu. Không ít người đôi mắt chút ngưng, ngay cả trong sân một ít nhân vật đứng đầu đều sinh lòng cảnh giác, Minh Tử cho thấy thực lực, lần lượt phá vỡ bọn họ dự đánh giá. Thương! Cùng lúc đó, đoạn nhận cướp ra. Oánh bạch như hư ảo, nhẹ nhàng như nhất diệp lông chim, thánh khiết được như bọt nước không chân thật, nhưng phóng xuất ra tuyệt thế phong mang. Đoạn nhận. Đây là lâm tầm vũ khí, sớm bị mọi người làm biết rõ, cực kỳ thần dị cùng cường đại. Trước khi còn có người không giải thích được, vì sao lâm tầm chậm chạp chưa từng vận dụng đoạn nhận, hiện tại mới hiểu được, cũng không lâm tầm không cần, mà là không đến lúc đó. Liền giống như Minh Tử, hắn, đồng dạng cũng một mực có điều giấu giếm. Đây là giống như đánh cờ, kỳ phùng địch thủ, ai cũng sẽ không tải trước tiên liền đem lá bài tẩy của mình triệt để bạo lộ ra. Nói vậy, chẳng khác nào bị địch nhân dòm ra hư thực. Đương nhiên, đây là đang thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau dưới tình huống. Như đổi thành bất kỳ bên nào hơi yếu một ít, như còn dám giữ lại thực lực, vậy tuyệt đối cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bang bang phanh. Trong hư không, lưỡi mác vang lên, đoạn nhận cùng cửu chui nhuốm máu thanh đồng chiến mâu giao phong, kịch liệt đấu võ cùng một chỗ, sát phạt khí phô thiên cái địa. Tình hình chiến đấu, rõ ràng so vừa mới cường đại hơn, một ít thực lực hơi yếu hạng người, đều đã bị chấn đắc hai lỗ tai ong ong, trước mắt ứa ra kim tinh, thiếu chút nữa sụi lơ ngả xuống đất. Chỉ có những thứ kia nhân vật đứng đầu, khả năng vào lúc này giữ được tỉnh táo. Không bao lâu, toàn trường vang lên một trận kinh hô. Bởi vì đều thấy rõ ràng, tại đoạn nhận sát phạt hạ, kia cửu chui thanh đồng chiến mâu, đều bị bổ cho ra hiện rất nhiều lỗ thủng cùng vết sách, gào thét không ngớt. Có thể khẳng định là, vẹn vẹn lấy bảo vật mạnh yếu phân chia, đoạn nhận, nếu so với kia cửu chui chiến mâu cường đại hơn. Minh Tử sắc mặt tái xanh, nội tâm sát khí bộc phát cuồng bạo. Đấu chiến đến lúc này, vẫn không có thể đánh chết lâm tầm, cái này bản tới khiến hắn bộ mặt có tổn hại. Mà lúc này, hắn cửu chui chiến mâu còn đang trong quyết đấu đụng phải tổn thương, làm hắn càng kinh sợ nảy ra, tâm đều ở đây nhúng huyết. Một bộ này chiến mâu, thế nhưng khó có được vô cùng báu vật, có cực kỳ cổ lão nội tình, lai lịch cũng đồng dạng kinh người. Một khi bị tổn hại, nghĩ chữa trị mà nói cơ hồ là không thể nào. Cái chui này đoạn nhận, ta muốn định rồi. Tiếng giống to. Minh Tử huyết phát của múa, uy thế như biển, cuộn sạch càn khôn. Có thể chỉ một lát sau, nương theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, một thanh nhuốm máu thanh đồng chiến mâu, bị chém gãy. Toàn trường mọi người một trận hoảng sợ, lâm tầm đây là muốn nghịch tập không được. Ngươi đáng chết. Minh Tử bộc phát tức giận, vành mắt muốn liệt. Có thể kế tiếp trong chém giết, lục tục lại có một thanh chui chiến mâu bị toái, làm cho hắn lòng như đao cắt, nổi trận lôi đình. Mà đoạn nhận, lại một điểm tổn thương cũng không. Đối với lần này, không ít người đều âm thầm lấy làm kỳ, ý thức được lâm tầm bảo này, tuyệt đối là nhất kiện bất khả tư nghị thần binh. Cuối cùng, Minh Tử thu hồi còn sót lại ngũ chui chiến mâu, dù vậy, cái này ngũ chui chiến mâu cũng là bị thương buồn thiêu, bị hao tổn nghiêm trọng. Mọi người ở đây đều cho rằng, Minh Tử cũng bị lâm tầm áp chế, ngoài dự đoán của mọi người là, hắn lại tế xuất một thanh huyết sắc thần kiếm. Phanh, đang cùng đoạn nhận giao phong. Một thanh này chỉ một thước trường, rộng hai chỉ, cả vật thể đỏ tươi như máu thần kiếm, đúng là cho thấy vô cùng sắc bén uy thế, vẫn chưa bị hao tổn. Người này trên người bảo vật thật là quá nhiều. Không ít người thầm than, ánh mắt cũng hiện lên cực kỳ hâm mộ cùng đố kỳ vẻ. Đang, đang, đang. Đoạn nhận cùng huyết sắc thần kiếm giao phong, sản sinh đinh tai nhức óc va chạm. Điều này làm cho quần hùng đều động dung. Không thể nghi ngờ, chuôi này huyết sắc thần kiếm lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, nhìn kỹ lại, kiếm này kia hai chỉ rộng thân kiếm nội, mơ hồ hiện ra một treo sông máu, trong sông chìm nổi đến thần ma thi hài, mai táng bạch cốt, hình ảnh cực kỳ khiếp người. Nương theo kiếm này cướp ra, kia sông máu cuộn sạch, phóng xuất ra đáng sợ ma diệt khí tức, giống tựa như có thể lệnh hết thảy sinh cơ đều bị táng diệt.
Minh Hà. Trong nháy mắt, Lâm Tầm liền nhận ra kiếm này làm hiện ra dị tượng, rõ ràng là từng mệt nhọc hắn bốn. Nhiều năm huyết sắc Minh Hà. Một thanh kiếm, lại nổi uẩn Minh Hà khí tức, cái này quá mức dọa người rồi. Nguyên đồ kiếm. Có người giật mình lên tiếng. Sau đó, giữa sân nhấc lên một trận ngược hút khí lạnh thanh âm. Tại cổ hoang vực, một mực lưu truyền một cái cực kỳ thần bí truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại lúc ban đầu thời điểm, từng có nhất phương đạo thống, danh viết huyết minh thần giáo. Trong kỳ đạo thống, có hai thanh kiếm, một người, tên là Nguyên Đồ, sinh ra với huyết minh phần sông. Một người, tên là A Tị, sinh ra với huyết minh luyện ngục. Hai kiếm này, đều vì tiên thiên thần binh, là huyết minh thần giáo chấn giáo chí bảo, chỉ có thánh nhân, khả năng phát huy cái này hai kiện thần kiếm đích thực chính uy năng. Đáng sợ nhất là, cầm hai kiếm này giết địch, không dính nhân quả, đủ để lệnh thánh nhân đều kiêng kỵ vạn phần. Như Minh Tử kiếm trong tay, chính là trong truyền thuyết Nguyên Đồ kiếm, cái này quá rung động, đủ để lệnh bất luận cái gì thánh nhân đều trở nên đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Phải thật là Nguyên Đồ kiếm, chỉ bất quá kỳ uy năng tựa hồ bị trọng trọng phong ấn, bằng không uy năng hẳn là xa xa không chỉ như vậy. Diệp Ma Ha con ngươi quang như điện, trong lòng cũng là kinh dị không ngớt. Tuyệt điên chi vực, thần thánh không tồn, hoàn hảo kiếm này bị đóng ấn, bằng không, chỉ sợ Minh Tử cũng không dám như vậy minh mục trương đảm vận dụng. Một ít nhân vật đứng đầu, đều ánh mắt chớp động. Nguyên Đồ kiếm là một thanh đủ để làm thánh nhân đều nói mà biến sắc có một không hai hung kiếm, thượng cổ thời đại, kiếm này không biết ăn no nê bao nhiêu thánh nhân máu, có rất nhiều truyền kỳ màu sắc. Có người nói nhỏ, nhưng ta càng tò mò hơn là, Lâm Tầm trong tay phần đoạn nhận lại là nào loại bảo vật, có thể đang cùng Nguyên Đồ kiếm giao phong chung cũng hồn nhiên không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần hùng tâm tư dị biệt, đều bị Lâm Tầm cùng Minh Tử làm vận dụng bảo vật hấp dẫn. Giết! Minh Tử uy thế bế nghễ, điều khiển Nguyên Đồ kiếm, giết trời giết địa, đại hữu không thể địch nổi, không thể ngăn trở phong mang. Mọi người chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng Minh Tử lại rất rõ ràng, kiếm này, chính là Nguyên Đồ. Chỉ là, nguyên bản hắn còn mong được bằng vào bảo này, áp chế Lâm Tầm, kia từng muốn, vẫn như cũ chỉ có thể cùng kia Đoạn Nhận đánh một cái cân sức ngang tài. Điều này làm cho hắn cũng ý thức được Đoạn Nhận đáng sợ. Cũng đang nhân như vậy, vào giờ khắc này, hắn trước nay chưa có chăm chú, toàn lực ứng phó, sẽ không dám như trước khi vậy khinh thị. Ông! Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Tầm không chút do dự vận dụng cực chữ truyền thừa. Trong sát na, Đoạn Nhận uy thế tăng vọt, liền như từ trong ngủ mê triệt để thức tỉnh, triển lộ ra phong mang phần thịnh, lệnh khu vực này cũng như vải vóc bị xé rách. Mà ở phía xa, rất nhiều người tu đạo ánh mắt đau đớn, tâm thần đều bị bực này phong mang kinh sợ. Loảng xoảng làm. Nguyên Đồ kiếm tại trong nháy mắt, đã bị hung hăng chấn hội, phát ra nổ, bay rớt ra ngoài. Kiếm này lai lịch tuy có thể sợ, nhưng cuối cùng là bị đóng ấn một thanh tiên thiên thánh binh, mà lại bực này chiến đấu tính toán, cũng không phải là rất ít nhất kiện bảo vật là có thể quyết định. Phốc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Minh Tử nhất thời ho ra máu, sắc mặt chợt tái nhợt ba phần. Đáng chết. Hắn giống giận, huyết con ngươi màu đỏ tươi, lần thứ hai xung phong liều chết. Giữa sân, một trận sao động, đều bị cái này biến cố ngoài ý muốn kinh đến, mặc dù tế xuất Nguyên Đồ kiếm, cũng áp không chế trụ được Lâm Tầm phản kích tiết tấu. Những minh thổ đó cường giả, càng dại ra tại nơi, đã quên đi hoan hô cùng trợ uy. Lúc này Minh Tử, rõ ràng bị triệt để làm tức giận, trở nên so với trước cường đại hơn, cũng càng đáng sợ hơn, vậy chờ uy thế, lệnh một ít nhân vật đứng đầu đều biến sắc không ngớt. Chỉ là, lúc này phần Lâm Tầm, đã không dự định bảo lưu. Kèm theo một đạo triệt vang thiên địa thanh ngâm, lúc Đoạn Nhẫn cướp ra, thiên địa quy tịch, vạn sự vạn vật phảng phất vào giờ khác này tĩnh. Tịch không chảm. Phốc. Một chuỗi đỏ thắm huyết hoa bắn tóe tại Minh Tử vai vị trí, bị tạc mở một đạo sâu thấy tới xương vết thương, toàn bộ cánh tay đều thiếu chút nữa bị tá rơi. Bị đau, lệnh Minh Tử kia tuấn mỹ gương mặt của đều trở nên vặn vẹo. Hắn khó có thể tin. Trinh phạt đến nay, đã có hơn 1000 hiệp, có thể thế cục cũng đã mơ hồ có thoát ly hắn điều khiển xu thế. Trước hắn, chiếm trước tiên cơ, chiếm ưu thế tuyệt đối, một mực vững vàng ngăn chặn Lâm Tầm, dù vậy, hãy để cho hắn cảm giác sỉ nhục. Bởi vì, Lâm Tầm so với hắn yếu đi một cái cảnh giới. Nhưng bây giờ, nguyên bản bị hắn áp chế Lâm Tầm chẳng những dần dần hòa nhau thế cục không nói, đồng thời còn triển khai tuyệt thế sắc bén phản kích, làm hắn đều liên tiếp bị nhục. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo, coi quần hùng thiên hạ như không có gì Minh Tử làm sao có thể nhận chịu được. Mà giữa sân quần hùng, đã triệt để không cách nào bình tĩnh,
rốt cục dám xác định, Trường Sinh ba kiếp cảnh Lâm Tầm, đã hóa hiểm là an, triển khai phản kích. Cái này có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi, có thể vẫn sống sờ sờ địa phát sinh ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Giết! Minh Tử triệt để phát cuồng, một đầu huyết phát cuồng múa, mang tự thân đạo cùng pháp thúc dục đến rồi cực hạn, cả người, như một treo vắt ngang thiên khung hạ Minh Hà, có tán diệt càn khôn đại uy nghiêm. Chảm! Thời khắc này Lâm Tầm, đích xác bất đồng, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, không buồn không vui, có một loại cực hạn lãnh tĩnh. Đoạn nhận cướp không, sáng tắt phiêu hốt, tựa như sinh sinh diệt diệt. Sinh diệt chảm. Xích Lạp Minh Tử mặc dù lánh đúng lúc, kỳ lưng như trước bị mở ra một đạo máu rầm rề vết thương, tiên huyết như bộc phi sái. Sắc mặt hắn bộc phát tái nhợt, phát ra như dã thú rít gào, đây hết thảy, đều ngoài ý hắn liệu, khiến hắn đều không thể tin. Mà lúc này, toàn trường đã triệt để oanh động, đều bị Lâm Tầm cho thấy lực lượng chấn động đến. Ta giết ngươi. Kinh thiên động địa lạc giọng giống to hơn, Minh Tử khí tức bạo ngược, cuộn sạch càn khôn sơn hà, triển khai sát phạt, hắn quá phẫn nộ. Lâm Tầm thì vẫn lạnh nhạt như cũ thong dong, tâm niệm vừa động, một cổ không cách nào nói tối nghĩa khí tức từ đoạn nhận thượng tràn ngập. Bá. Đoạn nhận nhẹ nhàng lóe lên, bổ giết xuống. Nhìn như tầm thường, lại làm cho lấy vô thường cảm giác, không biết kỳ tung, không biết kỳ diệu, như đại đạo cơ biến số, căn bản không cách nào tập trung. Rất nhiều người tu đạo đều khó chịu được thiếu chút nữa ho ra máu, bởi vì này một chảm, quả thực như một điều bí ẩn đoàn, không chê vào đâu được. Một ít nhân vật đứng đầu, cũng là thần sắc ngưng trọng, bị kinh diễm đến rồi, khó có thể tin. Còn đối với Minh Tử mà nói, lúc cái này một chém rụng hạ, trong lòng hắn nhất thời hiện ra chí mạng vậy uy hiếp khí tức, kích thích đầu hắn ra đều thiếu chút nữa nổ tung. Cảm giác này, trốn không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Phốc! Một sát, một viên tốt đầu lướt trên, máu rầm rề. Toàn trường, hơn thế khắc chợt rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt, dại ra nhìn đây hết thảy. Cái này một chảm, bọn họ cũng không từng bắt được, nhưng chém rụng Minh Tử phần đầu. Vô hình chấn động do như thủy triều bắt đầu lan tràn hướng mọi người cả người. Hình ảnh, liền như vào thời khắc này dừng hình ảnh. Minh Tử, một vị yên lặng tại tuyệt điên chi vực trung vô ngần năm tháng cổ đại quái thai, khi hắn xuất thế mấy năm nay, dẫn dắt một đám bộ hạ ngang dọc chinh phạt, làm cho Minh Thổ tên, không người không biết không người không hiểu. Như vậy cả người nghi ngờ đại khí vận, mà chiến lực siêu tuyệt tàn nhẫn người, nhưng ở hôm nay gảy kích, ngay cả đầu đều bị chảm. Ai, có thể nghĩ đến? Bất khả tư nghị nhất chính là, đối thủ của hắn Lâm Tầm, tại tu vi thượng còn muốn kém hắn một cái cảnh giới. Lúc này, ngay cả tiểu kim sĩ Bằng Vương, Diệp Ma Ha, Lạc Già bọn họ cái này nhân vật đứng đầu đều rơi vào trầm mặc, nội tâm tâm tình cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ tại suy nghĩ, vừa mới như đổi lại là tự mình, có thể không đỡ Lâm Tầm kia một chảm. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất, văng lên mặt đất bụi, cái này muộn hưởng tại yên tĩnh này vô cùng trong không khí có vẻ càng chói tai. Không ít người trong lòng càng hung hăng vừa nhảy. Có thể ngoài mọi người dự liệu, lúc này làm người chiến thắng Lâm Tầm, đúng là chẳng những không có dễ dàng, thần sắc trái lại trở nên bộc phát ngưng trọng. Cũng nhưng vào lúc này, giữa sân vang lên một trận thê lương, vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét. Sau đó, tại một đám hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Minh Tử kia thi thể không đầu, đúng là chợt bành trướng, bên ngoài thân y sam chợt văng tung tóe, hóa thành một đầu kỳ dị thú thân. Đây là một đầu huyết văn, chừng mấy trượng cao thấp, thân thể đỏ sẫm như máu, như bị thần kim đổ bê tông mà thành, tản mát ra quỷ dị hàn ý. Kia hai tròng mắt như máu sắc đèn lồng, lạnh lùng khiếp người, phía sau sinh đến tám đôi cánh bảng, mỗi một đôi cánh bảng thượng, đều dấu vết đến rậm rạp, tối nghĩa minh văn, dữ tợn đáng sợ. Kia khí tức hung ác làm cho người khác run sợ, sừng sững ở trên hư không, tựa như một vị tà ác hung thần lâm thế, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Bát sĩ huyết văn, có người thất thanh gọi ra. Trong truyền thuyết, Minh Thổ trung đáng sợ nhất đại hung. Mọi người ồ lên, sao động bất an. Bát sĩ huyết văn, từ Minh Hà trung đản sanh tuyệt thế đại hung, là một loại trời xanh đất dưỡng dị chủng, có bất khả tư nghị hung lệ chiến lực. Sáu cánh huyết văn, tại Minh Hà cấm địa trung cũng không ít thấy. Có thể tám cánh, cũng chỉ có trước mắt cái này một đầu. Chẳng ai nghĩ tới, Minh Tử đích thực thân, lại sẽ là một đầu bát sĩ huyết văn, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, làm người sợ hãi. Lại không người nghĩ đến, Minh Tử bị chạm đầu, chẳng những không chết, ngược lại lấy chân thân hiển hiện, khí tức bộc phát kinh khủng. Giống. Bát sĩ huyết văn phát ra gào thét,
Sát ý kích động càn khôn giữa, kia ngang trời dựng lên, hướng Lâm Tầm ra sức đi, tốc độ cực nhanh, tựa như thuấn di. Chảm! Lâm Tầm chưa từng sơ suất, đoạn nhận bổ giết xuống, sắc bén mà quả quyết. Phanh! Ngoài dự đoán mọi người, trước khi giết được Minh Tử bị thương buồn thiêu đoạn nhận, lúc này lại bị bát sĩ huyết văn ngăn trở, kia cơ thể tỏa ra quỷ dị huyết quang, mang cái này một chảm chi lực ma diệt. Điều này làm cho toàn trường giận mình, không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế đại hung. Lúc này, bát sĩ huyết văn vọt tới trước, hung uy như điên, như là cái gì cũng vô pháp ngăn trở, tám đôi huyết sắc cánh phát, chút xuống từng đạo minh văn biến thành chùm tia sáng, vô kiên bất tồi. Mà lại, nó tiếng hô mang theo kỳ dị xuyên qua lực lượng, dù cho cách cực xa, cũng để cho rất nhiều người màng tai bị xé rách, tiên huyết nhúng ra, một ít cường giả tức thì bị chấn đắc suýt nữa ngất đi. Quá mạnh mẽ! Mọi người đến tận đây mới rốt cục dám xác định, Minh Tử chân chính đòn sát thủ, là bản thể của hắn, đây là trước khi ai cũng không nghĩ tới. Đốt! Lâm Tầm môi trung cũng phát ra một tiếng nhẹ chê, đây là bổ lao chi hống áo nghĩa, do như thực chất âm ba rung động khuếch tán, cùng kia bát sĩ huyết văn hí đụng vào nhau. Hai người giữa phát sinh đại bạo tạc, trong thiên địa ù ù rung động. Thương! Cùng lúc đó, Lâm Tầm phóng người lên, như chân long phi thiên, đoạn nhận lấy vô kiên bất tồi uy thế sát phạt đi. Hừng hực tuyệt thế phong mang, lệnh thiên địa đều trở nên thất sắc. Bát sĩ huyết văn gào thét, dài nhỏ môi như sắc bén vô cùng mũi nhọn, nhẹ nhàng một chát, đủ để phá vỡ hết thảy phòng ngự. Đây là nó thiên phú thủ đoạn, phàm là bị kia đốt, quanh thân tinh khí thần sẽ trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành một cổ thây khô. Oanh! Đoạn nhận lần thứ hai bị nghẹt, bị tám đôi huyết sắc cánh ma diệt công kích, mà bát sĩ huyết văn mỏ nhọn, thì cùng Lâm Tầm nắm tay đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, Lâm Tầm trường chỉ đau xót, da thịt đều thiếu chút nữa bị đâm phá vỡ. Xích lạp! Trong bát sĩ huyết văn huyết đồng, cướp ra một đôi u thanh sắc chùm tia sáng, dường như giao thoa thiên đao, hướng Lâm Tầm hung hăng đánh tới. Kia càng thêm hung ác điên cuồng, thế tiến công như dễ như trở bàn tay, hung tàn vô cùng, khiến Lâm Tầm đều cảm thấy vô cùng tốn sức cùng bị động. Nguyên bản, hắn tu vi còn kém một đoạn, mà nay lại đụng tới như vậy một đầu tuyệt thế hung vật, nhất thời áp lực chợt tăng. Lâm Tầm từng tại Minh Hà cấm địa ngoại vi, giết qua rất nhiều sáu cánh huyết văn, nhưng lại căn bản không nghĩ tới, Minh Tử biến thành bát sĩ huyết văn, chiến lực lại như này hung ác điên cuồng. Phốc! Chỉ một lát sau, Lâm Tầm bị một đạo minh văn biến thành huyết sắc chùm tia sáng bắn trúng, cánh tay chỗ đều bị xuyên thủng một cái huyết lỗ thủng, huyết nhục ăn mòn. Mà bát sĩ huyết văn thế tiến công thì bộc phát rất mạnh, kia tám đôi cánh bảng vỗ, tốc độ như thuấn di, nhanh vô cùng. Đồng thời, mỗi một đôi cánh bảng đều giấu vết rậm rạp huyết sắc minh văn, có thể phóng xuất ra huyết sắc chùm tia sáng, sát phạt lực kinh người. Mà nó đôi mắt, mỏ nhọn cũng có thiên phú thần thông. Có thể nói, hung vật này nắm giữ chiến lược mạnh, đủ để lệnh quỷ thần đều kinh sợ. Ầm ầm, căn bản không có lại trễ nghi, Lâm Tầm vận chuyển tinh yên thôn khung đảo. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người trong lòng run lên, không hiểu cảm thụ được thấy lạnh cả người. Lúc nhìn lại hướng Lâm Tầm, chỉ thấy hắn thân ảnh như vực sâu, đại mà vô ngần, làm sừng sững hư không, cũng như tại trầm luân sụp đổ, cũng bị nuốt hết. Cái loại này vì thế vô hình, mọi người lúc này biến sắc. Đây là bực nào lực lượng? Có người giật mình. Là thôn phệ đại đạo sao? Trách không được có người nói, hắn giống như Vân Khánh Bạch, nắm trong tay tương tự chính là thần dị chi đạo. Cũng có người động dung. Luận cùng thâm tàng bất lộ, ngay cả Minh Tử cũng không bằng Lâm Tầm, cho đến hiện tại mới vận dụng mình đòn sát thủ. Một ít nhân vật đứng đầu sợ hãi than. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm khí tức quanh người biến hóa, dẫn phát toàn trường ghé mắt. Nhất là một ít từng thấy tận mắt Vân Khánh Bạch chinh chiến cường giả, càng ở trong lòng cùng Lâm Tầm tiến hành tương đối. Oanh! Bát sĩ huyết văn lần thứ hai đánh tới, cánh chim lấy tốc độ bất khả tư nghị liên tiếp phát, chỉ thấy kia từng đạo huyết sắc chùm tia sáng cướp không, lại đan vào thành một thiên huyết sắc cổ kinh, chấn áp xuống. Mà kỳ trong con ngươi, thì hiện ra quỷ dị u thanh quang trạch, thả ra ra. Lâm Tầm một tiếng gào to, một ngụm đại vực sâu hiện lên, mơ hồ có vô số ngôi sao chôn vùi trong đó, tại đáng sợ tiếng va chạm, mang một mảnh kia huyết sắc cổ kinh ngạnh sinh sinh ngăn trở. Hai người đây đó va chạm, kịch liệt ma sát, lệnh phủ cần hư không triệt để hỗn loạn. Mà Lâm Tầm trong óc, thì chấn động mạnh một cái, hiện ra từng đạo u màu xanh chùm tia sáng, giết hướng hắn kia tam tôn thần hồn pháp tướng. Không thể nghi ngờ, đây là bát sĩ huyết văn tuyệt sát. Trước lấy huyết sắc cổ kinh chấn áp, sau đó xuất kỳ bất ý tiến hành thần hồn công phạt,
đổi thành những cường giả khác, dù cho có thể ngăn ở một người trong đó công kích, cũng sẽ bị một cái khác công kích đánh một cái thố không kịp đề phòng. Nhưng cũng tiếc, cái này đối Lâm Tầm vô hiệu. Lâm Tầm tam tôn thần hồn pháp tướng, từ lâu rèn luyện đến hết sức tình trạng, lại có tiến hóa là phệ thần trùng vương tiểu ngân tỏa chấn, căn bản không sợ bất luận cái gì thần hồn sát phạt. Suy suy. Trong sát na, tam tôn thần hồn pháp tướng vận chuyển đại minh thần pháp, tiểu ngân cũng trong cùng một lúc xuất kích, mang kia một luồng sợi u thanh sắc trùng tia sáng toàn bộ lao đi. Bát sĩ huyết văn phát ra thét chói tai, gặp phản phệ. Oanh! Cùng lúc đó, đại vực sâu vô ngần, thả ra vô cùng uy năng, mang một mảnh kia huyết sắc cổ kinh một tấc thốn nghiền ép tan vỡ, đuốt hết không còn. Chảm! Thừa dịp lúc này máy, đoạn nhận bị Lâm Tầm vận chuyển tới hết sức, vừa bổ xuống. Phốc! Huyết thủy vẩy ra, bát sĩ huyết văn một đối thủ cánh tay bị chảm, nếu không phải kia tốc độ né tránh cực nhanh, đã định trước sẽ bị chém thành hai khúc. Tốt một cái Lâm ma thần. Có người kêu to, nhiệt huyết sôi sục. Cái này một loạt động tác, trong phút chốc phát sinh, đoàn đích thì hung hiểm khó lường, khẩn trương vạn phần. Mà Lâm Tầm, thì lần thứ hai triển khai phản kích, nhất cử trọng áp chế bát sĩ huyết văn. Một ít nhân vật đứng đầu không thừa nhận cũng không được, Lâm Tầm lúc này làm cho thấy chiến lược mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ đến, từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Lâm Tầm mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi di, nghịch chuyển thế cục, cái này bản thân cũng rất chấn động nhân tâm. Những minh thổ đó cường giả đều há hốc mồm, sắc mặt biến huyễn bất định. Không chập sơn thượng, kỳ tinh giao bọn họ đều một trận hoảng hốt, trong cuộc chiến đấu này, xảy ra nhiều lắm cực kỳ nguy hiểm chuyện tình, để cho bọn họ tâm tình thay đổi rất nhanh. Oanh! Hư không thượng, Lâm Tầm lấy tinh yên thôn khung đạo diễn dịch tự thân pháp, uy thế đã cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, triển khai cường thế phản kích. Người khác như đại vực sâu lướt ngang, nơi đi qua, phong quyển tàn vân, nuốt hết thập phương, hết thảy công kích, không khỏi bị kẻ hết chôn vùi rơi. Trên thực tế, đụng phải trọng áp chế sau, bát sĩ huyết văn chiến lực như trước không thể khinh thường, nhưng lúc này, lại hoàn toàn bị Lâm Tầm áp chế. Nếu không, thời khắc này Lâm Tầm, mới hoàn toàn vận dụng mình đòn sát thủ. Dĩ vãng thời điểm, không khẩn yếu quan đầu, Lâm Tầm tùy tiện căn bản sẽ không vận dụng tinh yên thôn khung đảo. Mà trong 4 năm bị nhốt ở Minh Hà, Lâm Tầm đã sớm đem điều này kinh thế hãi tục đại đạo lực lượng đạt tới, đạo tắc tình trạng, vậy chờ uy lực, há là tầm thường. Càng miễn bàn, phụ trợ tinh yên thôn khung đảo, còn có nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp lực lượng, nữa lấy đoạn nhận cực chứ truyền thừa thi triển, quả thực chính là vô kiên bất tồi, không thể ngăn chặn. Bất quá bởi vậy, cũng có thể nhìn ra, bát sĩ huyết văn đích sắc cường hãn hết sức, có thể mang Lâm Tầm đòn sát thủ đều làm cho toàn lực thi triển ra, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Giống, bát sĩ huyết văn phát cuồng, thúc giục nguyên đồ kiếm. Nhưng lại bị Lâm Tầm lấy phách hà cấm ràng buộc, đại vực sâu lực lượng một nuốt, đã đem món này cực phú truyền kỳ màu sắc tuyệt thế hung kiếm cho lấy đi. Tất cả mọi người tâm thần lay động, nhìn ra Lâm Tầm đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bát sĩ huyết văn bị thua, nhất định là chuyện sớm hay muộn. Có thể ngoài dự đoán của mọi người một màn phát sinh, tại đây chờ thời điểm, bát sĩ huyết văn tựa như cũng phát hiện không ổn, lại một bộ liều mạng tư thế, nhằm phía Lâm Tầm. Oanh! Đáng sợ trong đụng chạm, bát sĩ huyết văn mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng kia tám đối huyết sắc cánh lại thành công phá vỡ Lâm Tầm công phạt, hướng chợt mang Lâm Tầm cả người vây quanh cánh nổi. Xích lạp! Chỉ thấy từng đạo huyết sắc chùm tia sáng bắn ra, mang Lâm Tầm thân thể đâm rách từng cái một lỗ thủng, huyết thủy nhuộm đỏ trời cao. Không ít người thất thanh gọi ra. Kỳ tinh giao đám người tâm đều treo ở cổ họng mắt, rất nhanh nắm tay, hầu như muốn hít thở không thông, lúc này đây liều mạng đánh giết, cực có thể sẽ khiến Lâm Tầm cùng bát sĩ huyết văn đồng quy vu tận. Xong, Lâm Tầm cùng Minh Tử đều phải chết. Một số người hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, mọi người liền nhận thấy được không thích hợp, Lâm Tầm tuy bị khốn, trên người vết thương buồn thiêu, nhưng rất nhanh thì ổn định. Đồng thời, có một tầng kỳ dị đạo pháp lực lượng, mang kia tám đối huyết sắc cánh cầm cố, không cách nào nhúc nhích. Là kia một ngụm đại vực sâu. Cái này Lâm Tầm thật to gan, đúng là dụ địch thâm nhập, cố ý liều mạng thụ thương, muốn đem cái này bát sĩ huyết văn triệt để lưu lại. Có người kêu sợ hãi. Đây không phải là ngọc đá cùng vỡ cục diện, mà là Lâm Tầm cố ý vi chi. Oanh! Trước mặt mọi người phản ứng kịp lúc, Lâm Tầm đã triệt để bạo phát, tinh yên thôn khung đạo lực lượng hết sức vận chuyển, đại vực sâu xoay tròn, rung động. Chỉ thấy kia tám đôi cánh bằng tại trong trước mắt, đã bị nghiền ép bẻ gãy, huyết vũ như bộc phi sái.
Bác sĩ Huyết Văn kêu thảm thiết, triệt để điên cuồng, liều mạng đột phá vòng vây, kia cũng ý thức được bị lừa. Lâm Tầm cũng không thể dễ dàng tha thứ kia tách ra, toàn diện triển khai sát lục. Đây là một hồi thảm liệt máu tanh vô cùng đánh giết, người xem môn hết hồn, cả người phát lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, trận này có 102 đỉnh quyết đấu, sẽ kéo dài đến bực này hung hiểm mà máu tanh tình trạng. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này đã giết đến cuối cùng trước mắt, vô luận là Lâm Tầm, còn là Minh Tử biến thành bát sĩ Huyết Văn, đều bị thương buồn thiêu, tổn hao cực đại. Nhưng đồng dạng, thắng bại đã sắp phân ra. Oanh! Bỗng dưng, tựa như không cam lòng bị Lâm Tầm như vậy ma diệt khốn giết, tại bát sĩ Huyết Văn mỏ nhọn, chợt phụt ra một đạo gai mắt lục quang. Đây là một viên con ngươi. Tiểu nhi quả đấm lớn nhỏ, hiện ra quỷ dị u lục sắc, tản ra chùm tia sáng, tràn đầy khó diễn tả được ngập trời tử khí. Minh thần chi nhãn, có người thét chói tai. Đây cũng là nhất kiện khó lường bảo vật, nghe đồn phàm là bị này mắt để mắt tới, thần hồn chỉ biết trong nháy mắt rơi vào u minh luyện ngục, đi vào tử vong. Thật là ác độc. Có người kinh hãi, ẩn nhẫn đến tối hậu quan đầu, Minh Tử mới vận dụng cái này đại sát khí, hoàn toàn có thể xưng là tuyệt sát. Mặc dù là Lâm Tầm, cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, đang muốn vận dụng nhất chiêu bí pháp, hóa giải một kích này. Kia từng muốn, vào giờ khắc này, đã có một ngọn đèn mờ nhạt ngọn đèn tự động hiện lên. Ánh đèn mờ nhạt loang lổ, nhưng lại như có bất khả tư nghị lực lượng, mang viên kia minh thần chi nhãn trong nháy mắt liền đốt, đốt cháy không còn. Phốc, bác sĩ Huyết Văn ngụm lớn ho ra máu, phát ra tức giận vô cùng gào thét, đại đạo không có lỗi gì đèn. Trách không được ngươi cái này hỗn đản có thể từ Minh Hà Trung sống sót, nguyên lai bảo này lại rơi vào trong tay ngươi. Trong thanh âm, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Hiển nhiên, hắn nhận được bảo này. Oanh! Chỉ là, Lâm Tầm sao có thể cùng hắn nói nhảm, nắm lấy cơ hội, không chút do dự thi triển sát chiêu, quanh thân đạo quang dâng trào, đại vực sâu nổ vang, mang bát sĩ Huyết Văn nửa thân thể đều ma diệt nghiền ép. Vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia thoáng cái ngang bay ra ngoài. Tàn toái thân thể đột nhiên trong lúc đó, một lần nữa hóa thành Minh Tử dáng dấp. Chỉ là, bất đồng hắn giấy giụa, rực rỡ mà thánh khiết đoạn nhận cướp ra, đem thân thể triệt để chạm rơi, huyết nhục ở trên hư không trung như bộc phi sái xuống. Toàn trường triệt để vắng vẻ, châm rơi có thể nghe. Mọi người, đều con ngươi mở rộng, bị chấn động không tiếng động. Minh Tử, trường sinh bốn cướp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, một vị tại thần minh tế đàn thức tỉnh xuất thế cổ đại quái thai, tọa ủng các loại đại tạo hóa. Hắn thiên phú dị run sợ, chiến lược siêu tuyệt, bị coi là trời xanh sủng nhi vậy tồn tại. Tại kỳ xuất thế đến nay cái này 4 năm qua, do kỳ xuất lĩnh minh thổ thế lực, cường thế quật khởi với thượng cửu cảnh, uy hiếp thập phương, danh tiếng phần thịnh, nhất thời không hai. Không dâu nói năng rườm rà, cái này, chính là một cái đủ để dẫn dắt thời đại thủy triều thiên chi kiêu tử. Nhưng bây giờ, lại bị chấn giết với không chập sơn trước. Kỳ thân thể bị chém thành thịt nát, máu nhuộm thanh minh. Giữa sân, yên tĩnh như chết, mọi người trong lòng đều bị như nước thủy triều vậy chấn động bao phủ. Minh thổ thế lực cường giả, triệt để dại ra tại nơi, khó có thể tin, mất hồn mất vía. Lần này, bọn họ trùng trùng điệp điệp đánh tới, dẫn phát bát phương quan tâm, vốn tưởng rằng đánh chết Lâm Tầm, huyết tẩy không chập sơn, cũng bất quá là dễ dàng việc. Lại kia từng muốn, Minh Tử xuất sư nhưng vẫn không tiệp, bị trước tiên giết rơi. Cái này hoàn toàn là bọn họ chưa từng dự liệu. Cái khác quan chiến cường giả, tâm thần cũng là hoảng hốt không ngớt. Từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, hầu như không ai xem trọng Lâm Tầm, dù sao, Lâm Tầm tại tu vi thượng trung quy kém một cái cảnh giới. Nhưng bây giờ, bị bọn họ làm không coi trọng Lâm Tầm, lại sống đến cuối cùng. Hết thảy, đều có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là tiểu kim sĩ bằng vương, Diệp Ma Ha, lạc giả trợ uy chấn nhất phương nhân vật đứng đầu, cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Trong đầu, nhớ lại vừa mới kịch chiến nhất mạc mạc, làm cho tâm thần của bọn họ cũng đều không thể bình tĩnh. Trận chiến này, cực kỳ nguy hiểm, thay đổi thất thường, lại thảm liệt máu tanh không gì sánh được. Vô luận là Lâm Tầm, còn là Minh Tử, đều như thế gian cao minh nhất kỳ thủ, làm vận dụng chiến lực cùng thủ đoạn, mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, đánh vỡ bọn họ dự đoán, làm bọn hắn giật mình, chấn động, kinh ngạc, hoảng hốt. Liên tiếp thất thố, không chập sơn thượng, đồng dạng cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Không người biết, ba ngày nay, bọn họ thừa nhận thế nào áp lực, nội tâm tựa như buộc chặt dây, sắp tan vỡ. Mà giờ khắc này, làm mắt thấy Minh Tử bị giết một màn kia bắt đầu, bọn họ chỉ biết,
Trận này khốn đốn hung hiểm phần cục, rốt cục bị đánh vỡ. Thủ được Vân Mở thấy tháng gió. Minh Tử, đã chết. Rốt cục, có người tối nghĩa lên tiếng, đánh vỡ giữa sân tĩnh mịch. Sau đó, cái này phiến trong thiên địa, ầm ầm vang lên ồ lên thanh, như nổ tung nồi. Mỗi người, đều khó khăn lấy khống chế tâm tình, cảm khái, sợ hãi than, thổn thức, kêu to. Ầm ĩ tiếng gầm, như trời long đất nở. Lâm Ma Thần, quả nhiên là không cách nào bị đánh bại. Yên lặng 4 năm, mà nay một khi xuất thế, liền trả Minh Tử mà đứng uy, thật là thần nhân vậy. Đáng tiếc kia Minh Tử cũng là một vị cái thế kiêu hùng chính nhân vật, vẫn còn chưa từng chân chính dương danh cổ hoang vực, đã đền tội. Lâm Ma Thần ồ lên trong tiếng, lúc mọi người nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đều đã hoàn toàn trở nên bất đồng. Hắn áo quần rách nát nhuốm máu, thân thể vết thương buồn thiêu, sắc mặt cũng tái nhợt hết sức, nhưng ai còn dám khinh thường. Chỉ là, tại đây sôi trào, sao động bầu không khí hạ, Lâm Tầm lại làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người động tác. Oanh! Hắn tay áo bào vung lên, khắp bầu trời đạo quang rút xuống, hướng Minh Tử bị giết tàn toái huyết nhục bao trùm. Chú ý tới một màn này cường giả, đều bị trong lòng dùng mình, hơi biến sắc mặt, lẽ nào, Minh Tử còn chưa chết? Suy suy! Quả nhiên, chỉ thấy những thứ kia tàn toái huyết nhục, lại như có sinh mệnh dường như, chợt phát ra từng đợt nhỏ vụn bén nhọn kêu to. Sau đó, hóa thành từng đạo ngón cái to huyết sắc thần hồng, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Rầm rạp, nhiều không kể xiết. Mặc dù lớn nửa đều bị Lâm Tầm phát ra đạo quang đánh giết xóa sạch diệt, có thể như trước có một bộ phận bảo cướp hư không đi. Cái này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bị kinh đến rồi. Trước trong chiến đấu, Minh Tử từng bị chém rụng đầu, đều cho là hắn lúc ngã xuống, hắn lại hóa thành một đầu bát xí huyết văn, triển khai phản kích. Mà lúc này, mắt thấy Lâm Tầm đều đã đem thân thể chém thành thịt nát, đều cho là hắn đã triệt để chết hết, lại không ngờ phát sinh bực này dị biến. Mọi người trong lòng, đều không khỏi một trận lạnh lẽo, Minh Tử, chẳng lẽ là không cách nào bị triệt để gạt bỏ. Thật là quỷ dị. Ôm ôm. Đang lúc mọi người hết sức kinh hãi, Lâm Tầm động tác có thể một điểm cũng không chậm, tốc độ cao nhất xuất kích, đoạn nhận cướp ra, như uốn cong nhưng có khí thế thiểm điện, chém giết một đạo lại một đạo bỏ chạy huyết sắc thần hồng. Trước khi, hắn chỉ là thăm dò mà thôi, trong lòng cũng không dám khẳng định Minh Tử còn sống. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm rốt cục dám xác định, người này còn chưa chết hết. Điều này làm cho Lâm Tầm trong lòng hơi giật mình, cũng bộc phát kiên định triệt để diệt trừ Minh Tử ý niệm. Nguyên nhân rất đơn giản, người này quá cường đại, người mang rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, một khi khiến kỳ đào sinh, sau này tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi, hậu hoạn vô cùng. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên khung bát phương, từng đạo huyết sắc thần hồng bị chặn giết, chôn vùi tiêu thất. Ghê tởm. Bỗng dưng, Minh Tử tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy trong đó một đạo huyết sắc thần hồng, đúng là tránh được đoạn nhận chém giết, ông một tiếng, hóa thành một đạo nhàn nhạt hư vô thân ảnh. Bất ngờ đúng là Minh Tử. Tại kỳ đỉnh đầu, luyện thần hồ quay tròn trôi nổi, rơi mông lung tối nghĩa vầng sáng, đem thân ảnh thủ hộ trong đó. Giữa sân nhất thời oanh động, người này, lại thật không có bị giết chết. Chảm. Lâm Tầm không chút do dự, đoạn nhận ngang trời đi. Vô thường chảm. Phịch một tiếng nổ, Lâm Tầm cái này nhất định phải được một kích, lại bị ngăn trở. Đó là một mặt thanh đồng tấm chắn, tàn toái cổ xưa hết sức, biểu mặt còn nhuộm khô khốc vết máu. Nhưng lúc này, lại chặn đoạn nhận chém giết, ngoại trừ bắn tóe ra một ít gai mắt quang vũ, lại chưa từng bị phá hư. Bất quá, cái này một chạm lực lượng to lớn, cũng Minh Tử không cách nào thừa nhận, chỉ thấy vèo một tiếng, cái này một mặt kỳ dị thanh đồng tấm chắn bị đánh bay. Phanh! Minh Tử cả người thì bị chấn đắc cả người lay động, hắn thân ảnh nguyên bản liền cực kỳ lờ mờ, giờ khắc này tựa như vỡ nát lưu ly, nếu không phải luyện thần hồ lực lượng phòng hộ, chỉ sợ từ lâu không nhịn được. Lâm Tầm, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi. Minh Tử phát ra oán độc vô cùng gào thét. Chảm! Lâm Tầm căn bản không nói nhảm, bảo trùng đi, đoạn nhận lần thứ hai cướp ra. Một đám phế vật, còn chưa động thủ, Minh Tử cả kinh lớn tiếng rít gào. Mà hắn tránh né tốc độ, thì nhanh hơn. Nguyên bản rơi vào kinh hãi trung minh thổ cường giả, trước khi từ lâu tâm như cho nguội, ý chí chiến đấu đều tan vỡ, căn bản không để được đi công giết Lâm Tầm hứng thú. Minh Tử đều chết hết, bọn họ đâu còn nguyện ý cầm tính mệnh khứ bính. Nhưng lúc này, Minh Tử lại ngoài dự đoán mọi người địa lại sống lại, cái này để cho bọn họ hơi giật mình, cũng là mừng rỡ. Lập tức,
thì có người bảo Trùng Gia đi trước ngăn cản Lâm Tầm. Giết. Dẫn đầu là Chiêm Diên, một vị trường sinh ba kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Giết a. Cái khác minh thổ cường giả cũng lao ra. Bất quá, đại đa số đều động tác thong thả, có giữ lại, hiển nhiên căn bản không nguyện cầm mệnh khứ bính, để tránh khỏi gặp nạn. Cái này kêu là đám ô hợp. Là minh tử thất lợi, minh thổ thế lực cũng đã định trước mang sụp đổ, cái này cũng không khuếch trương. Bá. Trong đám người, Lạc Già bỗng nhiên bay lên trời, thân ảnh bay là tả mát lạnh quang vũ, như một đầu thật phượng hoàng, chặn Chiêm Diên sát phạt. Cùng lúc đó, nàng giọng nói thanh duyệt, nói, Lâm Tầm, ngươi mà lại chuyên tâm giết minh tử, cái này ngu xuẩn vật liền giao cho ta. Giữa sân một trận kinh ngạc, đều không nghĩ tới, tại đây chờ thời điểm, Lạc Già vị này tiên phượng hoàng nhất mạch thiên chi kiêu nữ, lại sẽ dứt khoát xuất hiện, giúp Lâm Tầm hóa giải sát kiếp. Còn có ta, một đạo sát phạt khí ngập trời kiếm khí cướp ra, quấy nhiễu càn khôn. Nhạc Kiếm Minh một người một kiếm, xuất hiện giữa sân. Trong lúc nhất thời, tràng diện triệt để hỗn loạn, tiếng chém giết rung trời. Trong truy kích, Lâm Tầm khóe môi cũng không chịu đựng nổi lên lướt một cái tiêu ý, chợt, hắn thu liếm tâm tình, tiếp tục truy sát minh tử. Oanh! Minh Hoàng luyện thần hồ lay động, lưu chuyển tối nghĩa quang vũ, giúp đỡ minh tử chặn một lần lại một lần sát phạt, có vẻ không gì sánh được thần dị. Bất quá, minh tử mặc dù chưa từng bị chạm, nhưng bị chấn đắc thân thể bộc phát lờ mờ, gần như thành một đạo hư ảo cái bóng mơ hồ, sắp tiêu thất. Không thể nghi ngờ, hắn gần không kiên trì nổi. Chạm. Lại một lần nữa, Lâm Tầm thi triển ra vô thường chạm. Có thể cũng ngay lúc đó, dị biến xoay mình thăng. Một chuỗi hắc sắc niệm châu, lăng không nổi lên, mỗi một khỏa đều toát ra rậm rạp Phật văn, sau đó hóa thành một tôn tôn Phật Đà hư ảnh. Cộng 24 tôn, đều không cùng cao to, chấn nít càn khôn, bảo bộ dạng trang nghiêm, thả ra vô lượng hắc sắc Phật quang. Đốt, đốt, đốt. Cùng lúc đó, từng đạo phạm âm cũng theo đó vang vọng, như hàng ma phần âm, tản mát ra thương xót trang trọng khí tức. Một màn này, là như vậy phần quen thuộc. Năm đó ở bị nhốt Minh Hà dưới đáy trước khi, Lâm Tầm đó là bị cổ Phật tử lấy bực này phương thức thốt nhiên đánh lén. Mà bây giờ, một màn này lần thứ hai tái hiện. Oanh! Hết thảy, đều phát sinh quá nhanh, vừa mới là ở Lâm Tầm công phạt một cái chớp mắt, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn mà tàn nhẫn. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo Phật Đà hư ảnh chấn giết xuống, bao trùm cái này phiến thiên địa, có chấn áp hết thảy, không thể lay động chi uy. Chỉ là, cùng lần trước bất đồng, tại đây sống còn thời khắc, Lâm Tầm có vẻ xuất kỳ lãnh tĩnh. Ông, hắn biền chỉ án ra. Một cổ vô hình không gian ba động, từ đầu ngón tay chợt khoách tán ra. Đột nhiên giữa, bốn phương tám hướng phủ xuống công kích, nhìn như vô cùng cấp bách, lại giống như tại thiên nhai xa xôi, mặc cho làm sao công pháp, đều không pháp tới gần Lâm Tầm một tia. Một màn này cực kỳ quái dị, cũng cực kỳ phần chấn động nhân tâm. Cái này, đó là đại diễn phá hư chỉ chiêu thứ hai chỉ xích thiên nhai. Một chỉ ra, như rãnh trời ngang đoạn, địch tại gang tấc, ta như tại thiên nhai, vạn pháp không dính thân. Đây là một loại như quy định phạm vi hoạt động, vậy phòng ngự thủ đoạn, nhưng càng thần diệu cùng kinh người. Thử nghĩ, tự thân làm nơi sống yên ổn như thiên nhai, địch nhân làm sao tới gần. Cái này một chỉ áo nghĩa, đã liên lụy đến không gian phần chân lý. Không gian, là thánh người mới có thể tìm hiểu đại đạo pháp tắc, Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng nắm giữ, hắn là biết kỳ đúng, mà không biết giá trị, chỉ có thể tu luyện chiêu thức, phát huy kỳ uy năng mà thôi. Giống như mặt nạ vẽ cốt, khó khăn vẽ kỳ tâm. Nhưng dù vậy, kỳ ảo diệu cùng uy năng, cũng có thể nói kinh thế hãi tục. Ít nhất, vào giờ khắc này, hữu kinh vô hiểm hóa giải trận này đột nhiên đã tới tập sát. Phanh! Xa xa, bị Lâm Tầm trước khi thi triển ra đoạn nhận cũng đã chém rụng, bổ được Minh Hoàng luyện thần hồ một trận kịch liệt lay động, minh tử cũng theo đó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Sau đó, thanh âm hắn cùng Minh Hoàng luyện thần hồ cùng nhau, biến mất. Đáng tiếc! Lâm Tầm trong lòng thở dài. Bất quá, ngược chưa nói tới có quá lớn tiếc nuối. Lâm Tầm suy đoán không sai, lần này minh tử mặc dù có thể may mắn sống sót, cũng đã định trước mang nguyên khí đại thương, thừa thụ không cách nào chữa trị bị thương. Muốn tại trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau đó, Lâm Tầm con ngươi đen lặng yên trở nên u lãnh. Trong nội tâm, có không ước chế được sát khí hiện lên, sắp nén không chế trụ được. Oanh! Kèm theo hắn vận chuyển tinh yên thôn khung đạo lực lượng, một ngụm đại vực sâu hiện lên, nuốt hết thập phương,
Ngạnh Sinh Sinh mang tỏa chấn khu vực phụ cận 24 tôn Phật Đà hư ảnh chấn vỡ. Quang vũ bay tán loạn, vang lên một đạo kinh dị. Chỉ thấy một người mặc hắc y, cái trán chân bóng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ hòa thượng, lập ở phía xa trong hư không. Hắn mi tâm chi địa, dấu vết đến một cái hắc sắc Phật văn ký hiệu, thành hoa sen phần trạng, hắc sắc Phật quang hóa thành một vòng quang ảnh, hiện lên kỳ sau đầu, làm cho lấy thánh khiết vô hạn cảm giác. Cổ Phật tử, lần thứ hai gặp lại, Lâm Tầm cũng là không cách nào khống chế nội tâm sát khí, sắc mặt trở nên dị thường bình tĩnh, nói con lừa ngốc, chúng ta lại gặp mặt. Đây cũng là duyên phận, thí chủ là dị đoan, mà Bần Tăng là diệt trừ dị đoan người, có thể gặp lại lần nữa, cũng không phải là ngoài ý muốn. Cổ Phật tử hai tay tạo thành chữ thập, bảo bộ dạng trang nghiêm. Ha ha, dị đoan, ta nhìn ngươi thế nào mới như là dị đoan, đường đường địa tàng tự truyền nhân, làm lại hết sức ti tiện vô sỉ làn gió cách, không che e lệ. Lâm Tầm cười nhạo. Hắn là thật không nghĩ tới, người này sẽ như vậy vô sỉ cùng bỉ ổi, hai lần hèn hạ đánh lén, đến trong miệng hắn, lại thành nếu nói chó má duyên phận. Nếu có thể mang thí chủ diệt trừ, mặc dù tiến vào địa ngục, Bần Tăng cũng không chối từ. Cổ Phật tử thần sắc đạm mạc mà thong dong. Ta đây liền đưa ngươi vào địa ngục. Trong tiếng hét vang, Lâm Tầm cả người phát quang, bạo trùng ra. Lần trước, nếu không phải bị cái này con lừa ngốc đánh lén, tự mình đâu có thể sẽ bị nhốt Minh Hà dưới 4 năm, thiếu chút nữa không cách nào thoát khốn. Mà lần này, nếu không phải là có cái này con lừa ngốc cản trở, Minh Tử lại đâu có đào sinh phần khả năng. Lâm Tầm đã lười nói nhảm, nội tâm sát khí đã như dung nham bắn ra, triệt để không khống chế được. Ông, một ngụm xanh đen bình bát bay lên không, mà ở cổ Phật tử trong tay, thì nhiều hơn một thanh hàng ma sử, thân ảnh nhoáng lên, phá giết mà đến. Trong sát na, như Phật Đà lâm thế, có vạn phu không lo phần dũng. Ầm ầm, trong kịch liệt vô cùng tiếng va chạm, Lâm Tầm thân ảnh lảo đảo, đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Cổ Phật tử mỉm cười, nói thí chủ, trước khi ngươi và Minh Tử đánh một trận, đã bị thương, tiêu hao quá nhiều, lần này, ngươi chỉ sợ đã mất đường thối lui. Lúc nói chuyện, tại trong bàn tay hắn, hàng ma sử quét ngang, cuồn cuộn nổi lên hàng vạn hàng nghìn Phật quang, phạm âm vang vọng, đại hữu thanh trừ sơn hà, chấn áp hết thảy phần thế. Mà kia một ngụm hắc sắc bát vu thì yếu ớt phát quang, mỗi một lần hạ xuống, liền chút xuống vô tận Phật văn, mang hư không đều luyện hóa. Hòa thượng này nhìn như bảo bộ dạng trang nghiêm, kỳ thực một khi động thủ, đoan đích thì tàn nhẫn vô cùng, từng chiêu chí mạng, kinh khủng vô biên. Siêu, Lâm Tầm thân ảnh lóe lên, liền hướng không chập sơn phương hướng lao đi. Thí chủ, ngươi thế nhưng chính là ma thần, liền như vậy không đánh mà chạy, chỉ sợ sẽ có tổn hại của ngươi uy danh. Cổ Phật tử khóe môi nổi lên lướt một cái tiêu ý, mà ở kỳ dưới chân, thì nhiều hơn nhất phương 24 phẩm đài sen, hắc sắc Phật quang dày. Đài sen cướp không, chờ cổ Phật tử hướng Lâm Tầm truy sát, tốc độ nhanh vô cùng. Oanh, hắc sắc bát vu phá giết, một mảnh hắc sắc Phật văn lưu chuyển, hóa thành một tôn Vi Đà hư ảnh, nâng quyền sát phạt, chấn đắc Lâm Tầm thân ảnh một cái lảo đảo, môi trung tràn đầy huyết. Chính như cổ Phật tử nói, lúc trước cùng Minh Tử trong quyết đấu, hắn đích xác bị thương buồn thiêu, tiêu hao quá nhiều. Nhưng, cũng không phải là không sức đánh một trận. Lúc này, hắn con ngươi đen dị thường phần lãnh tĩnh, không hề nhiều lời, tiếp tục vọt tới trước. Đáng tiếc, đường đường Lâm Ma Thần, cũng trong thiên địa lớn nhất một cái dị đoan, Bần Tăng bất tài, nguyện tại hôm nay hàng ma trừ tà, còn thiên kế tiếp sáng sủa càn khôn. Cổ Phật tử thanh âm đạm mạc, bảo bộ dạng trang trọng, một bộ ổn làm nắm chắc thắng lợi tư thế. Hắn đích xác rất thong dong, dù cho trước hắn đánh lén bị Lâm Tầm hóa giải, cũng nhưng vẫn không khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Ma Thần nếu là dễ như vậy giết, chỉ sợ 4 năm trước cũng đã chết. Bất quá, cổ Phật tử như trước có tuyệt đối tự tin đánh chết Lâm Tầm. Bởi vì trong mắt hắn, lúc này phần Lâm Tầm đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, đây là thời cơ ngàn năm có một, tuyệt hảo, chỉ cần bắt được, đủ để đem siêu độ. Oanh! Không bao lâu, Lâm Tầm lại bị đánh một cái, bị hàng ma sử quét trúng bên thân thể, đầu khớp xương đều thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi mở. Cổ Phật tử phát ra một đạo to phạm âm, dị đoan, ngươi như thúc thủ chịu trói, Bần Tăng có thể vì ngươi tổ chức một hồi thịnh đại siêu độ pháp hội, cho ngươi mặc dù mất đi, cũng có thể phong cảnh quang, mỉm cười dưới cửu tuyền. Con lừa ngốc, thật vô nghĩa, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, không phải là muốn cướp đi đại tàng tịch kinh cùng bồ đề mộc, không sai, chúng nó ngay trên người ta, gan dạ tới bắt. Lâm Tầm hét lớn, minh ngoan bất linh. Cổ Phật tử hét lớn, Phật Nhật,
từ bi không độ tự tuyệt người, hôm nay, bần tăng liền mang ngươi đánh một cái hồn phi phách tán. Dần dần, Không Chập Sơn đã xuất hiện trong tầm mắt. Trước khi phát sinh hỗn loạn, từ lâu đình chỉ, tại Lạc Già, Nhạc Kiếm Minh cùng với Kỳ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà chờ một đám vấn huyền kiếm trai cùng nhau dưới sự đả kích, kia Minh Thổ thế lực cường giả phủ vừa mở chiến, liền quân lính tan rã, ầm ầm chạy trốn. Ngược lại cũng không thực lực bọn hắn không tốt, mà là ý thức được đại thế đã mất. Minh Tử có thể không sống, cũng còn rất xa vời, ai lại nguyện ý vì Kỳ liều mạng. Cho nên, cái này vốn là đám ô hợp Minh Thổ đại quân, tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp cũng sẽ thua. Tựa như vừa ra làm người ta không biết nên khóc hay cười trò khôi hài. Chỉ là, khi nhìn thấy Lâm Tầm bị của Phật tử truy sát, giữa sân nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh không khí, lần thứ hai sao động. Không ít người đều biến sắc, kinh hô thành tiếng. Cổ Phật tử. Hắn lại một lần nữa hiển hiện, muốn đánh chết Lâm Ma Thần. Toàn trường ồ lên, mở to hai mắt. Ai cũng biết, 4 năm trước tại Minh Hà bên trên, chính là bởi vì cổ Phật tử một hồi tỉ mỉ bố cục, mới lệnh Lâm Tầm gặp nạn, bị nhốt Minh Hà dưới. Cũng là vào lúc đó, cổ Phật tử danh tiếng đại chấn, bị coi là đạp Lâm Ma Thần thi hài quật khởi một vị cự đầu cấp nhân vật, dẫn phát cả cửu cảnh quan tâm. Nhưng khác thường chính là, cái này 4 năm qua, cổ Phật tử như trên đời giữa bốc hơi lên, vô luận là ai, cũng không biết đạo Kỳ tung tích, cũng không biết Kỳ ở nơi nào. Bất quá, làm Lâm Tầm còn sống tin tức truyền ra, cũng không thiếu người phỏng đoán, Lâm Tầm sớm muộn là muốn đi tìm cổ Phật tử báo thù. Có thể ai có thể nghĩ, ngay hôm nay, khi Minh Tử cùng Lâm Tầm trận này có 1-0-2 quyết đấu gần kết thúc, cổ Phật tử hiện thân lần nữa. Đồng thời, Lâm Tầm tình cảnh nguy hiểm. Hòa thượng này đơn giản là tâm hắc, lần trước xuất thủ, liền xuất kỳ bất ý, đánh Lâm Ma Thần một cái bất ngờ không kịp đề phòng, mà lần này, hắn chọn lựa thời cơ càng tinh chuẩn hết sức, Lâm Ma Thần bị thương buồn thiu, lấy cái gì cùng hắn đấu. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái này địa tàng tự truyền nhân thật là đủ âm hiểm. Lúc này đây, Lâm Tầm chỉ sợ muốn xong. Tiếng nghị luận không ngừng. Ai cũng nhìn ra, Lâm Tầm là đang chạy chối chết, rõ ràng cho thấy lực không hề tóm, không cách nào cùng kia của Phật tử chiến đấu. Nhạc Kiếm Minh, Tiêu Thanh Hà, Lạc Già, Kỳ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà trên mặt bọn họ đều là biến đổi, bị một màn này kinh đến. Trước khi, Lâm Tầm rõ ràng là đuổi theo giết Minh Tử. Nhưng bây giờ, hắn lại bị cổ Phật tử truy sát nhanh hơn muốn không nhịn được. Cái này khiến lòng của bọn họ đều chợt nhéo dâng lên. Chỉ là, liền đợi bọn hắn dự định xuất thủ tương trợ, Lâm Tầm ở trên hư không trung bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói, chư vị, đây là ta cùng địa tàng tự ân oán, vô luận là ai, mong rằng không nên nhúng tay. Tựa như tiểu kim sĩ bằng vương nhóm cường giả, vốn cũng không có xuất thủ tương trợ lòng của nghĩ, nghe vậy, trong lòng ngược lại có chút kính phục Lâm Tầm. Cho dù là gần gặp nạn, cũng không nguyện hướng người xin giúp đỡ, có thể nói là ngông nghênh bong bong. Mà Nhạc Kiếm Minh bọn họ thì rất do dự, bởi vì đều thấy, Lâm Tầm cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, rõ ràng thụ thương rất nặng. Có thể hắn lại ngăn cản mọi người tương trợ, đây là cớ gì? Là lo lắng bọn họ bị cuốn vào cùng địa tàng tự ân oán chung sao? Dị đoan, trước khi chết người ngược là làm một chuyện tốt. Ít nhất, sẽ không để cho cái khác vô tội người cùng đi ngươi cùng nhau toi mạng. Cổ Phật tử thản nhiên lên tiếng, cực kỳ tự phụ và bình tĩnh, căn bản không những người khác giúp đỡ Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở tại Lâm Tầm cùng cổ Phật tử trên người. Rất nhiều người trong lòng đều âm thầm than thở, nguyên bản, vừa mới giải quyết rồi Minh Tử cùng Minh Thổ thế lực uy hiếp, chưa từng nghĩ, cái này Lâm Tầm cũng quá không may, lại bị cổ Phật tử theo dõi. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên rõ ràng, cổ Phật tử chỉ sợ từ lâu tính toán tốt lắm, sẽ chờ Lâm Tầm suy bại thời điểm, đoạt Kỳ tính mệnh. Con lừa ngốc, sau cùng quyết đấu trước, là không phải có thể nói cho ta biết, kia đại hắc điểu ở nơi nào. Lâm Tầm lúc này có vẻ rất bình tĩnh. Đã sẽ chết thân, cần gì phải lo lắng người khác phần sinh tử. Cổ Phật tử đạm mạc lên tiếng, dị đoan, chịu chết đi. Oanh! Thanh âm hạ xuống, khi hắn trong tay áo bào, cướp ra từng ngón một Phật bảo, có thước, mõ, lư hương, thanh đèn, như ý, bồ đoàn. Ở trên hư không trung đại phóng quang minh, đột nhiên giữa, hóa thành một tòa đại trận. Mọi người đều giận cả tóc gáy. Khi hắn môn trong tầm mắt, kia đại trận quán thông thiên địa, Phật quang chiếu khắp, lộ ra ra vô số Bồ Tát, La Hán hư ảnh, đều uy thế cuồn cuộn, có kinh sợ càn khôn chi uy. Trận trận phạm âm vang vọng, như Phật Đà tụng kinh, phổ độ chúng sinh. Trong thiên địa, cũng theo đó lộ ra ra thiên hoa loạn trụy,
địa dũng kim liên, thiên long quay quanh, tiên loan nhẹ nhàng, chúng sinh cúng bái vân vân dị tượng. Vẹn vẹn chỉ là bực này khí tượng, liền kinh sợ toàn trường, lệnh những thứ kia đỉnh phong cường giả đều biến sắc không ngớt, cảm thụ được một loại mãnh liệt uy hiếp. Bang bang phanh, một tích tắc này, Nhạc Kiếm Minh, Kỳ Tinh Giao bọn họ đều đã không chút do dự động thủ, mặc dù Lâm Tầm ngăn cản bọn họ làm như vậy, có thể bọn họ đâu khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Có thể làm bọn hắn đều trái tim băng giá chính là, mặc cho bọn họ làm sao công kích, kia một tòa Phật quang chiếu khắp đại trận, đúng là không chút sức mẻ. Đồng thời phóng thích ra uy năng, đưa bọn họ đều chấn đắc cả người khó chịu, như muốn ho ra máu. Giữa sân những cường giả khác thấy vậy, cũng không khỏi ngược hít một hơi khí lạnh, cái này hoàn toàn chính là một cái tuyệt sát phần trận. Cũng trách không được của Phật tử tự tin như vậy, bị nhốt trong trận này, ai còn có thể cứu được Lâm Tầm. Địa dấu rộng lượng nạn chịu đựng trận. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương môi trung nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nhận ra trận này lai lịch, thần sắc cũng động dung không ngớt, mắt vàng lóe ra. Trận này, do 18 món cổ Phật bảo cấu thành, mỗi một món Phật bảo đều dấu vết đến rậm rạp Phật văn, một khi bày, có cấm tiệt nhất phương, diệt trừ vạn tà chi uy. Sớm tại thượng cổ thời đại, trận này đã là hung danh hiển hách, lệnh thế gian cường giả nói mà biến sắc. Lúc này, tại trong mắt mọi người, bị nhốt trong trận này, vốn là bị thương Lâm Tầm, đã rơi vào hẳn phải chết phần cục. Cổ Phật tử, có chuẩn bị mà đến. Nhạc Kiếm Minh, Kỳ Tinh Giao bọn họ đều hợp lại hết mọi thủ đoạn, nhưng lại vô hiệu, ngược lại bị kia đại trận chấn đắc khí huyết quay cuồng, khó chịu sắp ho ra máu. Giữa sân vắng vẻ, nhìn kia hiện lên vô cùng dị tượng, Phật quang mênh mông đại trận, trong lòng đều nổi lên lướt một cái hàn ý. Địa Tàng Tự, là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lẫy một chỗ thánh ẩn chi địa, kỳ môn hạ truyền nhân đều lấy diệt trừ dị đoan vi kỷ nhâm, đi sự vô kỳ, làm người ta nói mà biến sắc. Mà cái này cổ Phật tử càng Địa Tàng Tự chung đi ra một vị cổ đại quái thai, kỳ đi tung phiêu hốt, thần bí mà khiêm tốn, thực lực cũng là sâu không lường được. Đây là rất nhiều cường giả lần đầu tiên nhìn thấy cổ Phật tử xuất thủ, trực tiếp đã bị kỳ cho thấy thủ đoạn cho chấn động đến rồi. Cho dù ai nhìn thấy bực này đối thủ, chỉ sợ đều biết kiêng kỵ vạn phần. Dị đoan, ngươi còn có lời gì có thể nói? Cổ Phật tử mỉm cười, hắn mi tâm sinh đến hắc sắc liên hoa dấu vết, cơ thể thánh khiết, không hổ là hắn kia Phật tử xưng hào. Mọi người trong lòng đều than thở, Lâm Ma Thần cuối cùng là chạy trời không khỏi nắng a. Con lửa ngốc, ngươi biết ta vì sao phải trốn ở đây sao? Ngoài mọi người dự liệu, Lâm Tầm bị nhốt trong trận, lại di đúng không hái sợ, có vẻ không gì sánh được chấn định cùng thong dong. Không phải là tìm xin giúp đỡ, đáng tiếc, ngươi trung quy kỳ xoa một bậc, không thấy được sao, ngươi những bằng hữu kia căn bản là không cách nào phá mở trận này. Cổ Phật tử thanh âm đạm mạc. Ngươi nói sai rồi, ta chỉ là muốn triệt để giữ ngươi lại. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, ngôn từ cũng rất bình tĩnh, ngay cả con ngươi quang cũng bày biện ra một loại cực hạn bình tĩnh. Chỉ là, không có ai biết, lúc này nội tâm hắn sát khí ra sao chờ sôi trào, bực nào cuồng bạo, sắp ức chế không được. Triệt để lưu lại bần tăng. Cổ Phật tử ngẩn ra, tựa như nghe được trên đời nhất hoang đường chê cười, trong ánh mắt nổi lên lướt một cái thương xót. Hắn khẽ thở dài, trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, bần tăng lại không nghĩ rằng, danh chấn thiên hạ Lâm Ma Thần đối mặt tử vong, cũng không có ngoại lệ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ở đây những cường giả khác cũng không khỏi phát ra một trận than thở. Lâm Ma Thần, vốn là bị thương buồn thiêu, tiêu hao quá nhiều, hôm nay bị buộc vào tuyệt cảnh, khó tránh khỏi hiểu ý sinh không cam lòng, hồ ngôn loạn ngữ cũng có thể lý giải. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng Lâm Tầm chỉ là phát tiết trước khi chết không cam lòng tâm tình. Hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Tầm khóe môi nổi lên lướt một cái lạnh buốt độ cung, trong lòng bàn tay, hiện lên một cái lớn chừng bàn tay màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ bên trên, dấu vết đến rậm rạp vặn vẹo đạo văn, trừ này, cũng không chỗ đặc thù. Hãy nhìn đến Lâm Tầm chấn định như thế tự nhiên, lại lệnh của Phật tử phát hiện có cái gì không đúng. Đốt! Hắn miệng tuyên Phật âm, không chút do dự thôi động đại trận. Trong sát na, khắp bầu trời Phật quang nổ vang, do như thủy triều, che đầy thiên khung, từng đạo phạm âm thiện hát như Phật Đà tụng kinh, ù ù kích động mà mở. Trận này, uy thế vô lượng. Kỳ Tinh Giao, Nhạc Kiếm Minh bọn họ đều vành mắt muốn liệt, nội tâm bị lướt một cái kinh sợ cùng không cam lòng thay thế được, bực này sát kiếp, Lâm Tầm có thể nào hóa giải. Xa xa, vô số người tu đạo nhộn nhịp tránh lui, đều nhận biết lợi hại, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Lúc này cổ Phật tử, tăng y phần Phật, thân ảnh cao to, quanh thân tắm rửa rộng lớn Phật quang, cả người như từ thần thánh trung đi tới,
có một loại đủ để kinh diễm thế gian phong thái. Lâm Tầm, hôm nay Bần Tăng cho ngươi siêu độ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng tụng kinh Phật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa giới rộng lượng nạn trận hoàn toàn bị vận chuyển, từng đạo hắc sắc Phật hỏa rũ xuống, hóa thành nhiều đóa miệng chén lớn nhỏ hoa sen. Phật nộ hỏa liên. Cổ Phật tử tự tin, đừng nói Lâm Tầm, chính là tu vi cao hơn tuyệt đỉnh vương giả bị nhốt, lúc này cũng đã định trước mang bị đốt cháy là cướp chịu đựng, hình thần câu diệt. Nhưng ngay khi cái này nguy hiểm vô cùng trước mắt, Lâm Tầm nhẹ nhàng lắc lắc trong tay hạnh hoàng kỳ. Hời hợt một động tác, lại như hồ điệp vỗ cánh, nhấc lên một hồi không cách nào tưởng tượng đại biến số. Chỉ thấy, không chập sơn thượng, nham thạch, cây cỏ, hầm mỏ, dòng suối chi địa, chợt hiện lên một mảnh lại một phiến rậm rạp mà tối nghĩa mạch lạc, chiếu lấp lánh, tràn ngập pháp tắc khí tức. Chỉ thấy, thiên khung bên trên, tầng mây văng tung tóe, có một đạo đạo sáng lạn thần hồng từ trên trời giáng xuống, như mở ra tiên giới đại môn. Chỉ thấy, lấy không chập sơn làm trung tâm phương viên ngàn dặm chi địa, hiện ra một tòa lại một tòa rộng lớn mà mỹ lệ trận đồ. Chỉ thấy, một mảnh xanh tươi ướt át lá cây thượng, phổ phổ thông thông mạch lạc bắt đầu một luồng sợi phát quang, bờ sông nhảy ra một con cá nhi, đuôi ở trên hư không trung buộc vòng quanh một đạo thần diệu quý tích. Chỉ thấy, nhìn như thong thả, kỳ thực, thì nhất mạc mạc bất khả tư nghị hình ảnh, đều trong nháy mắt hoàn thành. Cũng ngay trong nháy mắt này, thiên trở mình, địa phúc, ngàn dặm chi địa, càn khôn dễ đổi, hóa thành nhất phương do vô số huyền ảo đạo văn pháp tắc phát thảo mà thành thế giới. Trong mảnh thế giới này, cảnh tượng như trước cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, có thể trong trời đất này quy tắc cùng lực lượng, đều đã hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, đây là thuộc về Lâm Tầm làm bày ra một tòa chịu đựng trận, như một giới. Không đúng, ta không cảm giác được đại đạo hơi thở. Càn khôn dễ đổi, đại đạo thay đổi, cái này là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, vô số người tu đạo sợ hãi, hoảng sợ lên tiếng. Là trận pháp, chúng ta sớm bị mệt nhọc. Một ít nhân vật đứng đầu, thần sắc ngưng trọng, cảm thụ được chí mạng áp lực. Trong sát na, thiên địa biến đổi, mà bọn họ thì có ở trong đây không biết, đã bị nhốt một phe này sớm bị bố trí chịu đựng trong trận. Có thể khẳng định là, trận này, tuyệt đối kinh thế hãi tục, bằng không, căn bản không khả năng như vậy tùy tiện giấu giếm được tai mắt của bọn họ. Mau nhìn bên kia, có người kêu sợ hãi. Theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy kia một tòa bị Phật tử vận chuyển địa giấu rộng lượng nạn trận, đúng là tại một tích tắc này lờ mờ đi xuống. Kia một tôn tôn Bồ Tát La Hán hư ảnh, kia to mà thần thánh cuộn trào mãnh liệt Phật quang, trận kia trận như tụng kinh vậy phạm âm, đều hơn thế khác mất đi linh tính cùng uy năng, lặng yên trừ khử. Ngay cả kia nhiều đóa từ trên trời giáng xuống Phật nộ hỏa liên, đều quỷ dị tính ở trên hư không, bỗng nhiên héo rũ điêu linh, hóa thành cho tàn tiêu thất. Trong lúc nhất thời, giữa sân tĩnh mịch, quần hùng kinh hãi. Biến hóa này, trong phút chốc liền phát sinh, sắp tới không thể tưởng tượng nổi. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng huy giật mình trong tay màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ. Nguyên bản, lòng nóng như lửa đốt kỳ tinh dao, Nhạc Kiếm Minh đám người, cũng đều ngẩn ở đây kia, kia lấy tin tưởng, đều không thể tin được hai mắt của mình. Trước nhất khắc, Lâm Tầm còn gần như chết cảnh. Sau một khắc, liền hết thảy xoay ngược lại, long trời lở đất. Bực này thủ đoạn, quả thực có thể dùng hóa mục nát thành thần kỳ để hình dung. Ta hiểu được. Mạc Thiên Hà kêu to, hưng phấn không gì sánh được. Hắn nhớ tới, một ngày trước, Lâm Tầm một mực không chập sơn thượng đi dạo, đối ngoại giới sự tình chẳng quan tâm, có lúc hái hoa, có lúc chuyển cây, có lúc phá núi lấy thạch, có lúc tạc địa đào hố. Đem toàn bộ không chập sơn đều khiến cho hoàn toàn thay đổi, mất trật tự chịu không nổi. Kia từng muốn, cái này nhìn như tầm thường nho nhỏ cải biến, lại vào thời khắc này, hiện hiện ra cướp đoạt càn khôn tạo hóa, dễ đổi thiên địa chúng bộ dạng uy năng. Cái này, là trận. Từ lúc Minh Thổ đại quân trước khi tới, đã lặng yên bày. Có thể cũng đang nhân như vậy, Lâm Tầm mới dám căn dặn bọn họ, để cho bọn họ chỉ cần đợi chờ với không chập sơn ngồi xem phong vân. Thậm chí, Mạc Thiên Hà đều có thể tưởng tượng đến, dù cho lúc đó Lâm Tầm chính là đánh không lại Minh Tử, có thể chỉ cần vận dụng trận này cũng đủ để xoay càn khôn. Mạc Thiên Hà một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, làm cho kỳ tinh giao chờ vấn huyền kiếm trai truyền nhân cũng đều hiểu được, cũng không khỏi chấn động líu lưỡi. Nguyên lai, Lâm Tầm chân chính lá bài tẩy, là chỗ ngồi này thần bí đại trận. Trước khi, mọi người tất cả đều đã đoán sai. Đốt, cổ Phật tử phát ra chìm hồn Phật âm. Thần sắc hắn đã ngưng trọng hết sức, kinh nghi bất định, hiển nhiên bị một màn này đánh một cái bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng,
Hắn phản ứng cực nhanh, không chút do dự phản kích. Cũng xấu hổ chính là, hắn làm bày ra địa dấu rộng lượng nạn trận, lại tĩnh mịch nặng nề, không có động tĩnh gì, một điểm phản ứng cũng không có. Giữa sân, mọi người thần sắc trở nên quái dị. Đều không nghĩ tới, trong nháy mắt, bị nhốt tại trong trận lâm tầm, ngược lại nghịch chuyển thế cục, mang của Phật tử đích thủ đoạn tất cả đều phá hỏng. Đồng thời, phương này thiên địa chính là một tòa đại trận, ở chỗ này, vô luận là cổ Phật tử, hay là bọn hắn ở đây cái này người tu đạo, đều đã bị giam ở trong đó. Mà lâm tầm, còn lại là điều khiển phương này thiên địa chúa tể. Dị đoan, ngươi tốt ti tiện đích thủ đoạn. Cổ Phật tử sắc mặt âm trầm, chỉ vào lâm tầm hét lớn, đã không có trước khi kia bảo bộ dạng trang nghiêm, thánh khiết tự nhiên tư thế, ngược lại có chút hổn hển. Ti tiện, ngươi cái này con lừa ngốc hai lần đánh lén ta, mới vừa rồi còn lấy đại trận muốn khốn giết ta, đến tột cùng là ai ti tiện. Lâm tầm con ngươi đen như điện, thanh âm băng lãnh, hắn mặc dù y sam nhúm máu, bị thương buồn thiêu, nhưng lúc này, lại tự có bế nghế khiếp người uy nghiêm. Chết! Cổ Phật tử cầm trong tay hàng ma sử, chật phá không tuôn ra, tốc độ thật nhanh, hắn đã nhìn ra, lâm tầm trong tay màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ, là điều khiển trận này then chốt. Răng rắc! Một đạo sáng rỡ lôi điện đánh xuống, cổ Phật tử thân thể run run một cái, bị bổ được quần áo tả tơi, cơ thể cháy đen, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Con lừa ngốc, đây là ti tiện người hạ tràng, sẽ bị sét đánh. Lâm Húc Ngật đứng ở đó, không chút sức mẻ, kỳ âm bình thản, lại lệnh toàn trường mọi người trong lòng phát lạnh. Bọn họ đồng dạng cũng bị khốn phương này trong thiên địa, ngay cả đại đạo khí tức đều bị cắt đứt, không cách nào bị cảm giác được, có thể tưởng tượng, chỉ cần lâm tầm nguyện ý, hoàn toàn có thể mượn trận này tới tiêu diệt bọn họ. Duy nhất may mắn là, lúc này, lâm tầm còn không có tâm tư để ý tới bọn họ, đồng thời, bọn họ hầu như đều là xem náo nhiệt, cùng lâm tầm không oán không cừu. Chỉ là, vừa nghĩ tới trong lúc lơ đảng lại lạc vào rừng tìm bầy trong cuộc, hãy để cho tiểu kim sĩ bằng vương cái này nhân vật đứng đầu nội tâm tức giận, kiêng kỵ không ngớt. Có thể cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Khái khái. Cổ Phật tử môi trung ho ra máu, kia lôi điện, là chịu đựng trận pháp thì biến thành, uy năng vượt quá tưởng tượng đáng sợ, làm hắn cũng chịu thương. Hắn con ngươi quang chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa lâm tầm, nói, thật không hổ là danh chấn thiên hạ lâm ma thần, hảo thủ đoạn. Bất quá, ngươi cho là như vậy có thể đánh bại bần tăng. Đang nói còn chưa hạ xuống, hắn thân ảnh bỗng dưng lăng không lóe lên, sau một khắc, liền ra bây giờ cách hắn gần nhất kỳ tinh dao trước người. Oanh! Mà kỳ ở trong tay, hàng ma sử đã hung hăng bổ giết xuống. Hiển nhiên, hắn muốn chế phục kỳ tinh dao, lấy này uy hiếp lâm tầm, lệnh kỳ sợ ném chuột vỡ đồ. Xa xa, lâm tầm con ngươi đen u lãnh, gợn sóng không sợ hãi, đây là cổ Phật tử, nhìn như bộ dạng trang nghiêm, kỳ thực tàn nhẫn, vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc ý thức được không ổn, lập tức đã nghĩ cầm người khác tính mệnh tiến hành uy hiếp. Không thừa nhận cũng không được, việc này, mặc dù ti tiện hết sức, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Đáng tiếc là, cổ Phật tử đánh giá thấp hắn lâm tầm, cũng đánh giá thấp hắn làm bố trí trận, ngồi chỗ này chịu đựng. Hết tập 76.